Trướng mắt ánh sáng không ngừng chấn động, chiến trường hạch tâm vị trí, khắp nơi đều là ngàn mét cự thú. Nơi này nghiêm chỉnh thành địa ngục nhân gian. Chiến tranh, chỉ cần bắt đầu, liền có thể đem tất cả mọi người kéo vào vòng xoáy, càng là giết hại, cựu hận chi hỏa thì càng thiêu đốt, căn bản không có cuối cùng. Trừ phi Vũ Kiếm Hoàng cùng Lý Vô Song có một phương rất nhanh liền nhận sợ, trực tiếp chạy trốn rút quân, nếu không tên này giết căn bản sẽ không tạm dừng. Càng giết càng hung tàn. Lý Thiên Mệnh đứng tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên, hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến, nguyên một đám chết đi thiên hồn, tuôn ra hướng lên bầu trời. Hắn đã chạy tới. Dạng này chém giết, đối với hắn mà nói, gãi đúng chỗ ngứa. Giết đi. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, nhìn lấy bọn hắn, chó cắn chó. Bọn họ đều là Lý Thiên Mệnh địch nhân, cũng là Thanh Vân Đại Lục địch nhân. Song phương còn hơi có chút khắc chế, không có điên đến triệt để. Long Uyển Oánh nói. Đã nhìn ra, nhất là chiến thần tộc, thương vong quá nặng, bọn họ bắt đầu manh động thoái ý. Thiên Thần Kiếm Tông bên này cũng thế, Phong Vũ Kiếm Hoàng đều có chút do dự. Lý Thiên Mệnh nói. Đứng tại chỗ cao, đối trên chiến trường cục thế biến hóa, khẳng định càng rõ ràng. Hôm nay là một cái trọng thương bọn họ cơ hội tốt, ta nhìn Lam Sa nắm trên tay, chưa hẳn hữu dụng, muốn không? Long Uyển Oánh hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh minh bạch nàng ý tứ. Dương Thúc, đã làm phiền ngươi, lại đi điểm một mồi lửa. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dương Sách Chính dẫn theo Lâm vào hôn mê Lam Sa đây. Hắn nghe xong Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh đối thoại, không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Lam Sa, tiến vào chiến trường hỗn loạn này bên trong. Tại cái này thần thông, đạo kiếp tàn phá bừa bãi huyết tinh thế giới bên trong, Dương Sách nhẹ nhõm di động. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh cũng thông qua phệ cốt nghĩ, kích thích Lam Sa tỉnh lại. Ây! Lam Sa mơ mơ màng màng mở to mắt, lại đột nhiên phát hiện, chung quanh chém giết tiếng điếc tai nhức óc, khắp nơi đều là oanh minh. Vừa mới bừng tỉnh, một đạo không biết nơi nào tới kiếm khí, thì đâm vào trên mắt của hắn, trong nháy mắt phun huyết. Đây là nơi nào? Trong lòng của hắn kinh hồn, trong nháy mắt nhớ tới Lý Thiên Mệnh trưởng khống cùng tra tấn. Lại nhìn mấy lần, xác định nơi này chính là Uyên Ương Hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, song phương đại quân, lít nha lít nhít, ánh mắt chiếu tới chỗ, mặt đất đều là thi thể. Hắn là Lam Sa. Bỗng nhiên có người dùng sắc nhọn thanh âm giống lên một tiếng. Lam Sa đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng có còn mấy cái Thiên Thần Kiếm Tông người theo dõi hắn. Trong đó có một cái tứ phẩm kiếm tu, tên là Phong Quy Vũ. Hắn là Phong Kiếm Hoàng thủ tịch đại đệ tử, thực lực cùng Giang Thanh Lưu không sai biệt lắm. Dương Sách cũng là chuyên môn đem người, phóng tới trước mặt hắn. Không chỉ là Thiên Thần Kiếm Tông người phát hiện hắn, một bên khác, cũng có Lam Huyết Tinh Hải cùng chiến thần tộc người, phát hiện thân ảnh của hắn. Tuy nhiên không hiểu, Lam Sa vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường Trung ương, nhưng bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, vị này Lam Huyết Tinh Hải tại Thanh Vân Đại Lục thống soái, toàn thân bị thương không nhẹ, xem ra vô cùng thê thảm. Lam Sa tộc nhân, lập tức hướng lấy hắn tụ đến. Hắn đã trọng thương, giết hắn, vì Thạch Nham tướng quân báo thù. Phong Quy Vũ nhất thời giống to. Trên người hắn, cũng không ít vết máu, còn có không ít vết thương. Trận này chém giết, bên người quá nhiều người chiến tử, đồng dạng để Phong Quy Vũ não tử, toàn bộ đều là huyết hải thâm cừu. Giết hại đã chi phối hắn. Hắn cách Lam Sa gần nhất, trực tiếp động thủ, một kiếm hướng về Lam Sa chặt chém mà đến. Chết! Phong Quy Vũ động thủ. Chỉ bằng ngươi. Lam Sa âm lãnh cười một tiếng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn mặc dù trọng thương, còn không có đem Phong Quy Vũ để ở trong mắt. Siêu siêu! Kiếm khí mãnh liệt mà đến, trắng như tuyết trường kiếm, lấp lóe qua chí mạng hàn quang. Lam Sa gầm nhẹ một tiếng, một bên lui lại, một bên chuẩn bị đỡ kiếm. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Lý Thiên! Một tiếng thê lương giận mắng, còn không có phát ra tới, trong cơ thể hắn phệ cốt nghĩ cùng đế quân kiếm ngục, trực tiếp đồng thời phát tác. Đây là thảm thiết nhất một lần kịch liệt đau nhức, để Lam Sa trong nháy mắt mất đi lực lượng, tứ chi cùng xương sống đều tại run rẩy. Có thể nói, coi như không có địch nhân, hắn trong thời gian ngắn đều sẽ chết yểu. Cao thủ quyết đấu, chỉ ở mảy may ở giữa. Thì một sát na này biến hóa, Phong Quy Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, trường kiếm của hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay, theo Lam Sa trên cổ lướt qua đi. Phốc phốc, thanh âm này tuy nhiên không lớn,
nhưng đối với chung quanh mấy trăm người tới nói, chói tai đến làm cho người tê cả da đầu. Bọn họ trừng to mắt. Tất cả mọi người, đều tận mắt thấy. Làm sao cái kia mang tính tiêu chí, vô cùng cùng loại cá mập đầu to, cứ như vậy bay ra ngoài. Đầu người tách rời. Làm sao đầu, bị một mặt mộng bức phong quy vũ, cầm tại trên tay. Liền xem như trọng thương, làm sao cũng không có khả năng, dễ giết như vậy a. Quả thực một chút phản kháng đều không có. Phong quy vũ lơ lửng giữa không trung, trong tay dẫn theo làm sao cái kia chết không nhắm mắt đầu, một chút ngây ra một lúc. Cái này cái đầu, miệng còn mở ra lấy, một miệng bén nhọn hàm răng lộ ra, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo cực hạn thống khổ chết đi. Người nào cũng không có chú ý đến, cái kia trên cổ gãy xương vị trí, từng cái kim loại con kiến, ngay tại leo ra, tiến vào uyên ương hồ bên trong. T. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Phong quy vũ cùng Lam Sa, không phải một cấp bậc nhân vật. Hắn thật không nghĩ tới, mình đời này, vậy mà có thể giết loại này lấy hung hãn lấy xưng phong vân nhân vật. Nhất đại kiêu hùng, chết bởi phong quy vũ loại này, Lam Sa căn bản xem thường trong tay người. Dạng này một màn, đối tại chỗ mỗi người tới nói, đều khó mà tiếp nhận. A, Lam Sa cái chết, gây nên trước nay chưa có chấn động mãnh liệt. Phong quy vũ não tử, toàn bộ bị nhiệt huyết lấp đầy. Làm được đại sự như thế, tại cái này máu tanh trên chiến trường, hắn hăng hái, nhịn không được nâng cao Lam Sa đầu, hướng về phía thiên hạ hò hét. Lam huyết tinh hải Lam Sa, đã chết trong tay ta, các ngươi còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Oanh! Cái này gầm lên giận dữ, có thể nói chấn thiên động địa, hấp dẫn vô số ánh mắt. Có rất rất nhiều người, nhìn đến Lam Sa cái kia hoảng sợ, không cam lòng ánh mắt. Hắn còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ sử dụng hắn, vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh cũng không dựa theo thói quen ra bài. Lam Sa cùng Vân Thiên Khuyết bọn họ khác biệt, hắn bị chết khéo như thế rượu, giá trị lớn hơn. Là Lam Sa. Hắn bị Phong Quy Vũ giết, ông trời ơi. Trước đó nghe nói hắn trọng thương đào tẩu. Chiến thần tộc không nói gì. Thiên thần kiếm tông sĩ khí tăng nhiều, càng thêm cuồng bạo. Lam huyết tinh hải những người tu luyện. Nhìn đến chính mình thống soái chiến tử, trong lúc nhất thời đều điên rồi. Báo thù, báo thù. Phong Quy Vũ còn muốn thông qua bắt giặc phải bắt vua trước, để Lam huyết tinh hải đầu hàng, thật sự là suy nghĩ nhiều. Lam Sa chiến tử, chỉ sẽ khiến bọn họ càng lớn phẫn nộ. Phốc phốc. Phong Quy Vũ còn dương dương đắc ý, cầm lấy đầu người hướng chung quanh triển lãm, đột nhiên một đạo bạch sắc lãnh quang, theo sau người chúng đích hắn, đem lồng ngực của hắn. Giết ra một cái đường kính đạt tới mười mấy cm lỗ máu. Ây! Phong Quy Vũ ngốc trệ quay đầu. Một mặt lạnh lùng Vân Thiên Khuyết, nhận lấy trên tay hắn Lam Sa đầu người. Ngươi! Phong Quy Vũ rớt xuống Uyên Ương Hồ, tại chỗ chết thảm. Vân Thiên Khuyết mặt không biểu tình, lại mang đi Lam Sa không đầu thân thể. Rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Không ai có thể chú ý tới, Lam Sa trên thi thể, từng cái không đáng chú ý kim loại con kiến. Một đường lên chấn động rất xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này, Lam Sa cái chết, đem nguyên bản còn tại rằng có chiến trường, trong nháy mắt dẫn bạo. Thân phận của hắn, không thua gì Thạch Nham, mà lại, Lam Sa vẫn là Lan Hoàng thân đệ đệ. Thạch Nham không chết, có thể Lam Sa chết rồi. Việc này so toàn bộ Lam huyết tinh hải tới nói, so trước đó chiến tử cái kia 3.000 người, đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lam huyết tinh hải đám người, hai mắt đã triệt để biến thành ám lam sắc. Đó là bởi vì, bọn họ trong mắt tơ máu cũng là màu xanh lam. Liền xem như chiến thần tộc, gặp thiên thần kiếm tông người, phách lối đến loại tình trạng này, cũng giận đến cực hạn. Diệt sạch bọn họ. Chiến trường, phút chốc nổ tung. Bởi vì Lam Sa cái chết, huyên náo rất lớn, chiến trường này hỗn loạn, huyết tinh cùng nóng nảy, lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Toàn bộ Uyên Ương Hồ toàn bộ thành dòng máu hồ. Trông chất như núi cộng sinh thú thi thể, để dòng máu, hồ nước chất hỗn hợp, phun lên bên bờ, thẩm thấu tại thần mộc hạ thổ địa bên trên, thanh vân thần mộc rất nhiều cành lá, rễ cây phía trên, cũng đều là tươi mới vết máu. Các loại đầy trời cự thú, còn tại thần mộc phía dưới đập vào, chém giết. Đến hàng vạn mà tính thần thông thi triển, các loại gió hỏa thủy thổ phong bạo, che đậy ánh mắt, đem cái thế giới này. Đều chìm ngập tại tử vong vòng xoáy bên trong. Lam Sa chết, dẫn đến nhiều người hơn chết đi. Người bình thường căn bản không biết, trận chiến tranh này từ bên thứ ba đẩy động.
Trong mắt của bọn hắn, chỉ có đối thủ, địch nhân. Chỉ cần giết, thương vong thảm trọng, do ai đẩy mạnh đều không trọng yếu. Giữa song phương, đã chất đống như uyên ương hồ huyết thủy một dạng huyết hải thâm cừu. Cổ Mạc Đan Thần, nhìn lấy đây hết thảy, thật sâu nhíu mày. Mạc Thần, Lam huynh hắn. Vân Thiên Khuyết bay vút mà đến, hắn đem Lam Sa thi thể, đặt ở một chiếc quan tài băng bên trong. Cổ Mạc Đan Thần liếc mắt liền thấy được Lam Sa cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ. Quá thảm rồi. Giết hắn người, gọi là Phong Quy Vũ, là Phong Kiếm Hoàng đệ tử, đã bị ta tru sát. Vân Thiên Khuyết nói, Lam Sa loại nhân vật này, chết tại cơ hồ tương đương vô danh tiểu tốt Phong Quy Vũ trong tay. Sự thực như vậy, Cổ Mạc Đan Thần đồng dạng không có cách nào tiếp nhận. Ai, hắn chỉ có thể thở dài, nói, hắn đây là có chuyện gì à? Hắn làm sao lật thuyền trong mương? Hồi Mạc Thần, Lam Sa lúc trước nói mình bị trọng thương, còn trúng độc vật, cho nên trốn đi chữa thương. Ta đoán chừng, hắn là mắt thấy bên này đánh nhau, lập công sốt ruột, sai lầm đoán chừng trạng huống thân thể của mình, làm cho đối phương nhặt được tiện nghi. Vân Thiên Khuyết lắc đầu nói. Cái này lúng túng. Cổ Mạc Đan Thần có chút buồn bực. Hắn ngược lại không phải là đau lòng Lam Sa cái chết. Mà chính là Lam Sa cái chết, đồng dạng sẽ để cho hắn chiến thần tộc, tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Hắn vốn là đều có chút bắt đầu sinh thoái ý. Hiện tại, càng rút lui không được. Vô song cô nương sợ là biết cái chết của hắn, Lam huyết tinh hải vốn là trật tự thiên tộc một bộ phận, bộ hạ của nàng, tại ngay dưới mí mắt nàng bị giết, ta đoán chừng nàng sẽ càng tức giận hơn. Vân Thiên Khuyết nói, không có cách, hôm nay không cho thiên thần kiếm tông thương vong thảm trọng, đều coi như chúng ta chiến bại. Trước mắt loại tình huống này, coi như không thèm đếm xỉa, vậy cũng không thể bại. Cổ Mạc Đan Thần nói, hắn không có đường lui. Vâng, Cổ Mạc Đan Thần hít sâu một hơi. Cái kia so sánh những chiến thần khác tộc tới nói, lộ ra cũng không cao lớn thân thể, giờ phút này lại phát ra một tiếng chấn thiên động địa lôi đình gào thét. Từng đạo kim sắc thiểm điện, theo hắn trong miệng chấn động ra ngoài, hóa thành nổ tung giống như thanh âm, bao phủ toàn bộ chiến trường. Chiến thần tộc dũng sĩ, theo ta cùng một chỗ, vì Lam Sa huynh đệ báo thù, giết sạch thiên thần kiếm tông tặc tử. Giết! Hắn đây là cho vừa mới vẩy nước chiến thần tộc một cái tín hiệu. Bởi vì Cổ Mạc Đan Thần so sánh thu liếm, cho nên khai chiến đến bây giờ, chiến thần tộc có chút thu, để tránh cho thương vong làm chủ. Số người của bọn họ, tuy nhiên cùng Lam huyết tinh hải một dạng, đều là 20.000, thế nhưng là chiến đấu lực lại so Lam huyết tinh hải mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu tương đương với 30.000 thiên thần kiếm tu. Giờ phút này, tại Cổ Mạc Đan Thần cổ động phía dưới, tất cả chiến thần tộc, tiến nhập mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất trạng thái chiến đấu. Mỗi một cái, đều là chiến đấu chi thần. Bọn họ lấy chiến thần vì danh, theo chém giết nhỏ vô số, loại chiến trường này, ngược lại để bọn hắn càng chiến càng mạnh. Âm ầm, dưới sự phẫn nộ chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải liên quân, chẳng những không có đầu hàng, ngược lại như dã thú hung mãnh một dạng, bổ nhào thiên thần kiếm tu trên người chúng. Thế như trẻ tre, từ trên cao phía trên nhìn, có thể rõ ràng nhìn ra, hiện tại thiên thần kiếm tu, tại chỗ trên mặt đã ở vào thế yếu. Rất nhiều chiến thần tộc lấy một địch hai, mảy may không nói chơi. Chiến thần tộc đơn sát thiên thần kiếm tu, cái này cũng rất phổ biến. Tức giận lực lượng, để bọn hắn cuồng bạo mấy lần. Toàn bộ chiến trường, huyết tinh còn đang tràn ngập. Chém giết không ngừng, đại địa chấn chiến, dòng máu lật trời. Phong Vũ Kiếm Hoàng hai người, đều bị bách phân đến hai cái khu vực, đi đầu phòng thủ, đem vào tới đối thủ từng cái chém giết. Có bọn họ tỏa chấn, thiên thần kiếm tông phòng thủ, tạm thời coi như vững chắc. Lam Sa chết rồi. Vũ Kiếm Hoàng vừa nghe được tin tức này, nhịn không được cười lạnh, vừa rồi không thể giết chết ngươi, chúng, lục quỷ độc, còn trở về muốn chết. Thật là đáng đời. Tuy nhiên tâm lý dễ chịu, có thể mắt thấy đối thủ hai đại tộc từng cái ánh mắt tinh hồng, lại quét một chút thiên thần kiếm tông trước mắt thương vong, Vũ Kiếm Hoàng trong lòng vẫn là có chút hãi đến hoảng. Không có việc gì, bọn họ tổn thất cũng lớn, chỉ phải chết không sai biệt lắm, chúng ta không coi là thua. Đây là Thanh Vân Đại Lục trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể chật vật chạy trốn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi lần này rút lui, tông môn sĩ khí cùng mặt mũi, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiếp tục giết. Tại nàng dưới trường kiếm, rất nhiều chiến thần tộc, Lam huyết tinh hải tu luyện giả,
vừa mới lên đến, thì huyết nhục xé rách. Từng tiếng vô cùng bén nhọn chim hót, theo bên người nàng cửu thiên tiên vân hạc trong miệng phát ra. Bọn họ dùng cánh, móng vuốt cùng bén nhọn mỏ chim công kích người khác, còn có thể thao túng ân ái. Cái kia giọt giọt hội tụ bên người trắng như tuyết giọt mưa, biểu bắn đi ra, nhìn như mềm mại, lại có thể đem vô số thân thể máu thịt xuyên thủng. Thậm chí có thể xuyên thủng cộng sinh thú lân giáp. Chết! Phú kiếm hoàng ánh mắt kiêu căng, hoàn toàn không biết nguy hiểm buông xuống. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến nghiêng phía trên thanh vân thần mộc trên nhánh cây, đứng đấy một cái tóc dài phấn khởi cô gái áo bào trắng. Chính là Lý Vô Song. Nàng cái kia trắng như tuyết quần áo phía trên, giờ phút này dính đầy vết máu, bao quát cái kia băng xương một dạng trên gương mặt xinh đẹp, cũng có rất nhiều trong suốt giọt máu. Tại khóa chặt phú kiếm hoàng giờ khắc này, nàng thân thủ, dùng tay áo lau sạch vết máu. Tay áo dài cuốn qua về sau, khóe miệng nàng hơi hơi câu lên, thể hiện ra lạnh lùng thị nụ cười máu, tay phải giơ lên, trong tay một thanh màu đỏ sậm dài nhỏ như nguyệt lưỡi đao, chỉ hướng phú kiếm hoàng. Cái này là một thanh tế đao. Rộng hẹp trình độ cùng trường kiếm một dạng, hơi uốn lượn, mũi đao càng thêm bén nhọn. Trọng điểm là cực kỳ khinh bạc, quả thực như cánh ve một dạng, dẹp đến cơ hồ trong suốt. Cái này mang ý nghĩa, nó sắc bén làm cho người khác giận sôi. Tuyệt đối là một thanh lợi khí giết người. Đang ăn uống rất nhiều máu tươi về sau, nó biến đến càng thêm quỷ dị âm u, từng cái như quỷ mị ánh mắt, không ngừng tại cái này huyết hồng tế đao phía trên lóe qua. Chỉ nhìn một chút, liền có thể gọi người trong lòng run sợ. Thiên Nguyệt Thần Ma. Cái này một thanh huyết hồng tế đao, để Vũ Kiếm Hoàng hơi hơi hít một hơi hơi lạnh. Đây là trật tự thiên tộc hiện có bát giai trật tự thần binh một trong, tầng thứ phi thường cao, cơ hồ là cửu long đế kiếm, một cấp bậc vũ khí. Long lang lung không có thể phát huy cửu long đế kiếm uy lực, nhưng là trước mắt cái này Lý Vô Song, lại có thể đem Thiên Nguyệt Thần Ma, cái này sát lục chi đao, thi triển thành trên chiến trường ác mộng. Thanh kiếm này, hút hồn ma, càng giết càng mạnh. Thời khắc này Lý Vô Song, bạch bào nhấp nhô, tóc dài phấn khởi, trong tay đao máu âm hàn, cái kia trong hai con người sát khí lạnh như băng, sẽ chỉ làm thấy nàng người, nghe tin đã sợ mất mật. Mà nàng để mắt tới Vũ Kiếm Hoàng. Hừ, Vũ Kiếm Hoàng có chút xem thường. Luận số tuổi nàng có thể so sánh Lý Vô Song lớn không ít, tính toán bối phận cũng là trưởng bối. Bát giai trật tự thần binh. Liền muốn hù sợ ta đây. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là lập tức cho Phong Kiếm Hoàng truyền tin, nói mình bị Lý Vô Song để mắt tới. Lam Sa chết rồi, ta không tốt cùng Lam Huyết Tinh Hải bàn giao, nếu là các ngươi trêu ra tai họa, vậy chỉ dùng các ngươi 50.000 cái mạng đến hoàn lại, dùng ngươi lão bất tử này xấu phụ chi huyết, cầm để lễ tế, tính toán ủy khuất Lam Sa. Lý Vô Song nói xong câu này, trực tiếp đánh tới. Ta, xấu phụ. Lý Vô Song à, người thật đúng là tự cho là đúng. Là chính ngươi trước phế đi thạch nham, hết thảy tất cả, đều là ngươi khiêu khích trước, ngươi mới thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thiên Thần Kiếm Tông bài danh thứ 3 Vũ Kiếm Hoàng, đụng phải Lý Vô Song, người chung quanh lo lắng bị các nàng chiến đấu tác động đến, vội vàng tránh ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Kiếm Hoàng liền mang theo cửu thiên tiên vân hạc, cùng Lý Vô Song giết ở cùng nhau. Ầm ầm. Lớn nhất chiến đấu động tĩnh ở chỗ này bạo phát. Ong ong ong, Lý Vô Song tám cái thức thần, ở tại trên thân bốc lên, theo kiếp vòng chi bên trong lao ra, hóa thành tám cái giả thiên tế nhật màu xanh nhạt nữ thần. Đó là vô cùng thần thánh, quang huy khí tức. Nhưng quỷ dị chính là, cái này tám cái nguyệt chi nữ thần, mặt của các nàng, lại cực kỳ xấu xí, mặt mũi hung dữ, hung ác như quỷ, tám đôi tinh hai mắt màu đỏ, đều đang ngó chừng Vũ Kiếm Hoàng. Sát khí chùa bọn nó, trực tiếp che lại thần thánh chi khí. Mọi người tại Lý Vô Song cùng nàng thức thần trên thân, chỉ có thấy được dữ tợn. Cái này là quái gì? Phải biết, trật tự thiên tộc bên trong, tối thiểu nhất đế tôn mạch này, bọn họ thức thần, trên bản chất đều là chính thống đại khí. Lý Vô Song thức thần, chỉ cần không xem mặt, cái kia thức thần yêu nhiều tư thái, thần thánh khí tức, vậy cũng là tuyệt mỹ mà tinh khiết, thế nhưng là bọn chúng bộ mặt, lại so dã thú còn hung tàn. Hạng người gì, liền sẽ giác tỉnh cái gì thức thần. Đây là trật tự thiên tộc trong lịch sử, tương đương hiếm thấy thức thần, tên là quỷ diện nguyệt thần. Cái này ác quỷ khuôn mặt, cũng tỏa ra Lý Vô Song nội tâm. Cái kia tám cái ghê tởm, khuôn mặt dữ tợn, xâm chiếm nguyệt chi thức thần yêu mỹ cùng thần thánh,
cho nó mạnh hơn lực sát thương, cũng để cho Lý Vô Song biến đến người sống chớ gần. Thời khắc này Lý Vô Song, tay cầm huyết kiếm, khuôn mặt dữ tợn, lửa giận ngập trời, bên người bát đại quỷ diện nguyệt thần tọa chấn. Cái này tám cái quỷ diện nguyệt thần, quả thực như chấn thủ địa ngục chi môn nữ ác quỷ, cái kia dữ tợn khí tức, hình thành ngập trời màu đỏ thấm vũ khí, cuốn tới, khóa chặt tại vũ kiếm hoàng trên thân. Mỗi một cái quỷ diện nguyệt thần, khuôn mặt của nó chi tiết còn không giống nhau. Có tràn đầy tinh hồng hai mắt, có là miệng to như chậu máu, có phía trên tràn đầy nhục trùng, có thì hư thối, mùi thối ngút trời. Cái nào sợ thân thể của bọn nó, tứ chi, đều mỹ đến không tưởng nổi, đều không lấn át được trên bản chất dữ tợn. Không nói những người khác, Lý Thiên Mệnh chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cái này tám cái quỷ diện nguyệt thần, hắn đều có chút cảm giác ra đầu tê dại. Đây là nữ thần cùng ma quỷ tụ hợp thể. So sánh tới nói, Phụ Kiếm Hoàng tuy nhiên tuổi tác lớn hơn một chút, có thể cộng sinh thú cái kia cửu thiên tiên vân hạc, phiêu giật xuất trần, cả hai tổ hợp, ngược lại làm cho người dễ chịu. Giống như cùng Lý Vô Song bắt đầu so sánh, nàng cũng không có như vậy làm cho người ta chán ghét. Giờ phút này, Lý Vô Song tay cầm thiên nguyệt thần ma, cùng quỷ diện nguyệt thần cùng một chỗ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Vũ Kiếm Hoàng bạo sát cùng một chỗ. Ong ong! Một trận chiến này, Lý Thiên Mệnh thấy được Lý Vô Song, căn bản là không có cách che giấu sát tâm. Nàng giết hại thời điểm, liền thiên thần kiếm tông người cũng không dám tới gần. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường hỗn loạn, đỉnh cấp thần dương vương cảnh cường giả giao chiến, sinh ra chấn động, nhấc lên đầy trời bụi đất, thanh vân thần mộc mảnh vụn khắp nơi bay tứ tung. Cửu thiên tiên vân hạc thần thông cùng quỷ diện nguyệt thần đạo kiếp xé rách hết thảy, bạch quang mưa to cùng huyết hồng sương mù dày đặc bao phủ chiến trường. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe bên kia truyền đến thảm liệt tiếng chém giết, lại rất khó nhìn rõ ràng ai thắng ai thua. Phong Vũ Kiếm Hoàng, Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần cùng Dương Sách năm người này, là cái này Thanh Vân Đại Lục độc nhất lúc cường giả. Siêu Việt Cổ Kiếm Thanh Sương, Bạch Long Hoàng bọn họ một cái cấp độ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh khoảng cách những tu luyện này mấy trăm hơn ngàn năm trưởng bối quá xa, cho nên hắn rất không rõ ràng cụ thể khác nhau. Duy nhất cảm giác chính là, cái kia Lý Vô Song xác thực rất hung mãnh, cách lấy mấy vạn gạo, cái kia quỷ diện nguyệt thần sát khí, cũng có thể làm cho hắn toàn thân khó chịu, dường như mình bị cuốn vào trong địa ngục. Kỳ thật, nàng thức thần ngay từ đầu không phải quỷ diện nguyệt thần, mà chính là Hạo Nguyệt Thánh Thần, không biết vì sao, Hạo Nguyệt Thánh Thần mặt, từng bước một biến thành bây giờ mặt quỷ, cho tới hôm nay, cái này thức thần thì cùng hoàn toàn bị thay thế một dạng. Người như thức thần, lúc còn trẻ nàng, kỳ thật vẫn tốt chứ. Hiện tại, là nàng trong cuộc đời, hung hăng trạng thái. Long Uyển Oánh thở dài nói. Thức thần còn có thể biến. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, thế nhưng là nói mơ giữa ban ngày. Nhân tâm thay đổi, thức thần có thể sẽ biến, coi như biến hóa không có như thế triệt để, trên bản chất, đều sẽ có một ít biến hóa. Bởi vì thức thần cơ sở là địa hồn, mà địa hồn là thần hồn một trong. Dương Sách nói ra. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy bên kia hỗn loạn, cuồng bạo chiến trường, hai cái đều khiến người ta chán ghét nữ nhân, hiện tại giết đến cực kỳ tàn bạo. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh thấy không rõ lắm, đến cùng là ai chiếm cứ ưu thế. Tối thiểu hắn cảm thấy, Phụ Kiếm Hoàng kiếm đạo vô cùng lợi hại, cộng sinh thú cửu thiên tiên vân hạc thần thánh khí tức, đồng dạng rất khắc chế Lý Vô Song. Ai thắng ai thua? Lý Thiên Mệnh nhìn không được hỏi Long Uyển Oánh. Dương Sách, ngươi nói. Long Uyển Oánh đối Dương Sách nói. Dương Sách hé mắt, nói, Lý Vô Song có thiên nguyệt thần ma nơi tay, tăng thêm quỷ diện nguyệt thần lực sát thương nằm ngoài dự đoán của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lực sát thương, tại Cổ Mạc Đan Thần cùng trên ta. Lợi hại như vậy. Long Uyển Oánh hơi hơi hít một hơi hơi lạnh. Dù sao thân phận ở chỗ này, Dương Sách nói. Làm đế tôn muội muội, nàng cái gì cũng không thiếu. Lấy quyền thế của nàng, tại trật tự thiên tộc. Không có nàng không có được tư nguyên. Nói cách khác, nàng rất có thể đánh bại Vũ Kiếm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng muốn không phải bại, mà chính là giết. Dương Sách nói. Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh liếc nhau. Long Uyển Oánh nói, hôm nay Lam Sa đã chết, nếu như Vũ Kiếm Hoàng cũng đã chết, như vậy Thiên Thần Kiếm Tông cùng bọn hắn đối kháng, sẽ lên thăng một cái cấp bậc. Vũ Kiếm Hoàng là Thiên Thần Kiếm Tông đại diện, nếu như nàng bị Lý Vô Song giết chết. Cái kia Bắc Đầu Kiếm Tôn khả năng ngồi không yên. Sẽ mất đi khống chế sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không, bởi vì trên bản chất, cùng chúng ta, Thanh Hồn Điện, V
Vân Thượng Tiên Cung cũng không quan hệ, chúng ta không bị cuốn vào là có thể. Thánh Long Hoàng bên kia nói với ta, nếu như bên này thực sự cần, hắn có thể dẫn người tạm thời chuyển di tới. Long Uyển Oánh nói, Hiên Viên Long Tông tuy nhiên bị cản tay, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thiên bảng thứ hai, thật muốn đến loại trình độ đó, bọn họ là có thể đưa đến hữu hiệu tác dụng. Lý Thiên Mệnh mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Thủ hộ loại cây, cầm tới phần lớn thảo mộc thần linh. Mặc kệ cái này song phương nhân mã, tại cái này giết đến nhiều hung, chỉ cần bọn họ không tiến vòng xoáy, cái kia đều không có việc gì. Long Uyển Oánh ngóng nhìn chiến trường, nghĩ một hồi, nói. Nói trắng ra là, Lý Vô Song, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, là chúng ta hàng thứ nhất địch nhân, Thiên Thần Kiếm Tông là số 2 địch nhân. Hàng thứ nhất địch nhân uy hiếp, tại số thứ 2 phía trên. Chúng ta trước tiên cần phải giải quyết hàng thứ nhất địch nhân, mới có cơ hội đối phó số thứ 2 địch nhân. Nếu như Vũ Kiếm Hoàng, chiến tử tại Lý Vô Song trên tay, lấy Lý Vô Song trật tự thiên tộc thân phận, rất có thể để bắt đầu kiếm tôn, tìm tới thành lập Vạn Tông phản kháng liên minh lý do. Một khi cái này liên minh thành lập, đầu tiên liền sẽ đánh tan Lý Vô Song cùng hắn vây cánh. Tiếp đó, chỉ còn lại số 2 địch nhân, bởi vì có càng nhiều tông môn thêm vào tham chiến, Thanh Vân Thần Mộc Thảo Mộc Thần Linh càng thêm không tốt phân. Lúc này thời điểm, liên quan đến hai phương diện vấn đề. Thứ một phương diện, Vân Thiên Khuyết bên kia, cần tại bắt đầu kiếm tôn đối phó Lý Vô Song trước, thì thoát ly cùng bọn hắn quan hệ, tìm kiếm tự vệ, như vậy Vân Thượng Tiên Cung liền không có trợ giúp. Bọn họ dựa vào tông môn kết giới, là có khả năng trước giữ vững tất cả thảo mộc thần linh. Dù sao Lý Vô Song bọn họ, tại chúng ta nơi này tranh đấu, căn bản không chiếm ưu thế. Thứ hai phương diện, chính là chúng ta Thanh Hồn Điện bên này, bởi vì chia tiền, nhiều người, kia liền càng không tốt phân, việc này Thiên Thần Kiếm Tông đều xử lý không tốt, đối phó cái này số 2 địch nhân, ta có thể cho Thánh Long Hoàng bọn họ ra mặt, dù sao dựa theo Thiên Cung quy định. Thanh Vân Thần Mộc vốn là thuộc về Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông cũng là bị, mời, mà đến. Bởi vì, không tốt phân, chúng ta dựa vào Hiên Viên Long Tông, chỉ có thể tận khả năng lưu lại càng nhiều thảo mộc thần linh cùng loại cây, coi như thực sự không được, Vân Thượng Tiên Cung bên kia có thể cầm tới toàn bộ, tối thiểu đều so trước kia nhiều. Lý Vô Song cùng Vũ Kiếm Hoàng chi chiến, đối bọn hắn tới nói tính toán ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Long Uyển Oánh thì nhằm vào Vũ Kiếm Hoàng khả năng chiến tử tình huống, làm đến tiếp sau phân tích. Rất rõ ràng, nếu như hôm nay Thiên Thần Kiếm Tông thương vong thảm trọng, xác thực rất có thể dẫn phát Vạn Tông phản kháng liên minh thành lập. Cái này ngược lại rất có thể, trước giải quyết hết số một địch nhân. Trước lúc này, Vân Thiên Khuyết cùng Lý Vô Song vạch mặt rất trọng yếu. Một khi bắt đầu kiếm tôn bên này tạo áp lực, Lý Vô Song căn bản không có cách nào bận tâm Vân Thượng Tiên Cung. Dù sao, Vân Thiên Khuyết chỉ cần đứng tại ích lợi của mình phía trên, mặt mũi này sớm muộn đến xé rách. Đương nhiên, đây đều là sơ bộ phân tích, đến tiếp sau có thể hay không dựa theo thiết tưởng đi, ta cũng không thể cam đoan, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh ưu thế, chúng ta từ từ xem. Long Uyển Oánh nói, Thanh Vân Thần Mộc sự tình, trên thực tế liên lụy chính là toàn bộ trật tự chi địa bố cục, từng bước hoảng sợ. Hiện tại Thần Mộc đã đến bạo phát kỳ, loại cây tạm thời không biến động. Mà lại chúng ta tạm thời cũng không thể lực, đi bận tâm loại cây sự tình, vừa vặn thừa dịp lấy bọn hắn lực chú ý đều tại loại cây phía trên, chúng ta hai cái tông môn trước toàn lực đem tất cả thảo mộc thần linh ngắt lấy, trở về đi bảo tồn, lấy trước trên tay, nắm giữ quyền chủ động. Đến tiếp sau lại nhìn loại cây biến hóa, Lý Thiên Mệnh nói, đúng, lại muốn thảo mộc thần linh, lại muốn loại cây, đó căn bản không có khả năng, vượt ra khỏi hai cái tông môn phạm vi năng lực. Để bọn hắn vì loại cây tiếp tục giết đi, dù sao, bọn họ không bỏ được phá hư. Loại cây sự tình, mặc kệ là Thanh Hồn Điện vẫn là Vân Thượng Tiên Cung, vậy cũng là tuyệt đối không có thể tham dự. Vừa vào cái này đầm lầy, đều phải chết. Chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông lưng tựa Vạn Tông, mới có thể triệt để đánh tan Lý Vô Song, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Song phương kế tiếp còn khả năng tiếp tục chiến tranh thăng cấp, chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Nham phế bỏ, Lam Sa chiến tử, hôm nay nếu như Vũ Kiếm Hoàng chết bởi Lý Vô Song, đám lửa này triệt để bị nhen lửa, bùng nổ. Đến đón lấy bọn họ, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Trong khe hẹp sinh tồn, từng bước tuyệt lộ, chỉ có thể dạng này. Có thể nói, Vũ Kiếm Hoàng sinh tử, đã ảnh hưởng tới đến tiếp sau đại cục. Bọn họ đều đang khẩn trương nhìn lấy,
Lúc này thời điểm, Phong Kiếm Hoàng đã theo mặt bên trợ giúp mà đến. Mắt thấy hắn thì muốn gia nhập chiến trường, song kiếm hợp bích đối phó Lý Vô Song, lại ngay một khắc này, mặt bên một cái đại đỉnh nện tới. Ầm ầm, Phong Kiếm Hoàng bị đánh bay ra ngoài. Thôn giới thần đỉnh, Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Không là, là nó bộ đỉnh, Phu Tử Thiên nói. Nghe nói chiến thần tộc cùng trật tự thiên tộc, đều có một cái bộ đỉnh. Trong đó, chiến thần tộc bộ đỉnh tại cổ Mạc Đan Thần trong tay. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện cái kia cự đỉnh phía trên đứng đấy một cái lão giả, hắn ngăn trở Phong Kiếm Hoàng trợ giúp. Chính là cổ Mạc Đan Thần. Nghe nói Phong Vũ Kiếm Hoàng, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song, song song vây công, liền Bắc Đầu Kiếm Tôn đều phải cẩn thận ứng đối, bội phục bội phục. Bất quá, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi loại cơ hội này. Cổ Mạc Đan Thần nói. Lăn đi. Phong Kiếm Hoàng gào thét một tiếng, trường kiếm cuốn lên, bạo loạn đánh tới. Lại là một trận đỉnh phong quyết đấu. Rầm rầm rầm. Kiếm khí trùng thiên. Có thể cổ Mạc Đan Thần, cứ thế mà dựa vào thôn giới thần đỉnh bộ đỉnh, đem Phong Kiếm Hoàng trấn áp, để hắn căn bản không có cách nào trợ giúp. Phốc phốc. Toàn bộ chiến trường, giết đến giờ phút này, đã hoàn toàn gay cấn. Chết người vô số kể. Tại hỗn chiến vị trí trung tâm. Cái kia lớn nhất tinh hồng trên chiến trường, đột nhiên truyền đến tiên hạc bén nhọn kêu thảm. Từng cái toàn thân nhuốm máu cửu thiên tiên vân hạc, theo trời nện xuống, đã bị mở ngực mổ bụng, tại chỗ chết thảm. Ông! Huyết hồng đao quang, ùn ùn kéo đến. Tám cái quỷ diện nguyệt thần, còn lại sáu cái vây quanh một người mặc huyết bào nữ tử. Người kia toàn thân đều đang chảy máu, nhất là trong tay tế đao, càng là máu chảy ồ ạt. Ha ha! Nàng âm lãnh cười. Trong tay của nàng, mang theo một cái đầu người. Đó là hoảng sợ, tuyệt vọng Vũ Kiếm Hoàng. Đến mức thân thể của nàng, chỉ sợ đã bị rảo sát vỡ vụn. Trên thực tế, có rất nhiều người đều đang chăm chú trận chiến đấu này. Giờ khắc này, có rất nhiều người, nhìn đến Vũ Kiếm Hoàng cái chết. Quỷ diện nguyệt thần vần quanh, đao máu tích huyết, nữ nhân chính đang cười lạnh, dùng ống tay áo đi lau máu trên mặt dấu vết, ngược lại càng lau càng đỏ. Hình ảnh như vậy. Đủ để cho quá nhiều người, hít một hơi lãnh khí. Vũ Kiếm Hoàng. Rầm rầm rầm. Rất nhiều thiên thần kiếm tông cường giả, trong lòng tín ngưỡng đổ sụp. Ây! Thống khổ, tuyệt vọng, thảm liệt, trong lúc nhất thời xông lên đầu. Rất nhiều người trực tiếp chu lên thống khổ ra tiếng âm. Dọa một chút. Quá nhiều người, thở hổn hển, khó mà tin được hình tượng này. Vừa rồi Lam Sa chết về sau, thiên thần kiếm tông người. Tâm lý tại chỗ thoải mái. Đến phiên Vũ Kiếm Hoàng, lại biết có nhiều khó chịu. Trong đó thống khổ nhất người, không thể nghi ngờ là Phong Kiếm Hoàng. Vũ, tóc trắng cuốn lên, hắn đã tròn mắt tận nứt. Hơn nghìn năm làm bạn, nhất chiều sinh tử tương cách. Thích nhất người, ở trước mặt mình, bị người chém giết. Chiến trường là vô tình nhất địa phương. Mỗi cái người bị giết, đều có thân nhân bằng hữu, có thể kẻ giết người không có bi thương. Thẳng đến thân nhân mình chết rồi, mới biết được có bao nhiêu tê tâm liệt phế. Không sai, đây chính là thế giới bản thân, cho thế nhân hạ sinh tồn quy tắc. Tư nguyên có hạn, cường giả thông thiên, đến tư nguyên người được thiên hạ, mới có thể còn sống, mới có thể bao trùm tại người khác phía trên, mới có thể tiếp tục đạt được càng nhiều tư nguyên. Chỉ cần có cạnh tranh, liền sẽ có sinh tử. Chỉ là Phong Vũ Kiếm Hoàng bọn họ thắng cả một đời, đúng lúc hôm nay, đến phiên bọn họ thua mà thôi. Mỗi người đều chỉ có thể bảo trì cục bộ chính nghĩa. Lý Thiên Mệnh cục bộ chính nghĩa, ngay tại ở thân nhân của hắn cùng bằng hữu, ở chỗ quan tâm hắn ủng hộ hắn người. Còn lại tranh đấu, đều lấy so tài xem hư thực. Thiên thần kiếm tông đến đây Thanh Vân Đại Lục, muốn lấy đi thuộc về Thanh Vân người hết thảy ngày nào đó, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Không quan hệ thiện ác, chỉ nhìn thủ đoạn. Cho nên, Phụ Kiếm Hoàng cái chết, Phong Kiếm Hoàng cả đời bi thương. Những người khác cũng rất khó cảm động lây. Hắn to khỏe thở phì phò, một đôi mắt đã tinh hồng. Phong Kiếm Hoàng, đến phiên ngươi, tới bắt ngươi nữ nhân đầu. Lý Vô Song đem cái kia thủ cấp hất lên, dùng trong tay thiên nguyệt thần ma mũi đao đi đón ở, xuyên ở tại phía trên, một mặt cười lạnh, đắc ý mà càn rỡ nhìn lấy Phong Kiếm Hoàng. Thiên thần kiếm tông tu luyện giả, có sụp đổ, tuyệt vọng cảm giác. Phụ Kiếm Hoàng đã chết, bọn họ toàn quân đã tan tác. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ,
giết sạch cái này 50.000 kiếm tu, vì Lam Sa huynh đệ báo thù, cho Lam Huyết Tinh Hải các huynh đệ một cái công đạo. Cổ Mạc Đan Thần thừa cơ giống to. Hắn hạng này triệu, so trước đó phong quy vũ mạnh hơn nhiều. Oanh! Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả càng điên rồi. Giết! Giết sạch bọn họ! Giết! Giết! Cuồng bạo, chói tai tiếng giống, chấn thiên động địa, thừa thắng xông lên chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, tại Lý Vô Song mở ra cục diện tình huống dưới, huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng la dấn thân vào đến giết hại bên trong. Phốc phốc phốc! Nguyên một đám thiên thần kiếm tu, tại trong tuyệt vọng bị giết. Binh bại như núi đổ. Một cuộc chiến tranh, sĩ khí 10 phần trọng yếu. Giờ phút này bi thương tuyệt vọng Phong Kiếm Hoàng, căn bản không có năng lực, để kiếm tu nhóm một lần nữa dấy lên đấu trí. Trừ phi hắn có thể giết Lý Vô Song. Nhưng là hắn biết, cái kia không có khả năng. Lý Vô Song cùng Cổ Mạc Đan Thần, còn muốn vây giết hắn. Hôm nay nếu như hắn mất lý trí, để thiên thần kiếm tông liền sẽ mất đi hai cái kiếm hoàng, hắn đời này, càng không khả năng có cơ hội báo thù. Vũ! Phong Kiếm Hoàng trong mắt, máu và nước mắt bão táp. Theo mười mấy tuổi mối tình đầu, đến hôm nay, ngàn năm mến nhau, một mực chiều theo lấy nàng, từng màn sông lên đầu, thống khổ đã sớm xé rách trái tim. Vừa mới khai chiến trước, hắn làm ra một lần cuối cùng chiều theo. Vốn là, hắn cùng Vũ Kiếm Hoàng hội tụ về sau, dự định rút khỏi Uyên Ương Hồ, từ bỏ cái này loại cây. Đây chính là Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn tranh thủ tới khoai lang bỏng tay, nhưng Vũ Kiếm Hoàng vẫn là không hiểu rõ Lý Vô Song, tự nhận là thiên thần kiếm tông có thể đối kháng. Lần này chiều theo, tống táng mệnh của nàng. Hết thảy, đều có nhân quả. Đây mới là đau nhất. Đều là lỗi của ta. Hiện tại mới ý thức tới, đã quá muộn. Phong Kiếm Hoàng huyết lệ chi nhãn, sau cùng nhìn thoáng qua Vũ Kiếm Hoàng cái kia chết không nhắm mắt hai mắt. Hắn còn giữ sau cùng một tia lý trí. Nếu như hắn xông đi lên, hôm nay thiên thần kiếm tông, nhất định toàn quân bị diệt. Lý Vô Song rất táo bạo, có thể sự thật chứng minh, nàng thật sự có thắng tư bản. Lần này, liền Cổ Mạc Đan Thần đều bội phục nàng. Phong Kiếm Hoàng chỉ có thể dùng mang theo tiếng khóc nức nở cuống họng, lớn tiếng tuyên cáo. Thiên thần kiếm tông, tất cả mọi người, rút lui. Mấy chữ này, dùng tất cả khí lực. Sau đó, hắn bỏ xuống chí ái cả đời người, xoay người chạy. Chỗ có thiên thần kiếm tu, tại trong tuyệt vọng tứ tán chạy trốn, càng là phân tán, càng có hy vọng. Lần này, đến phiên bọn họ thảm bại. Truy, giết chết người, bảo vật thuộc về chính các ngươi. Lý Vô Song hạ lệnh. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả càng thêm cuồng nhiệt, điên cuồng đuổi giết. Xa nhất, đuổi theo ra mấy trăm dặm. Đều muốn đem đối thủ, chém giết. Vô số hoang dã bên trong, vô số cỗ thi thể, tuyệt vọng ngã xuống. 50.000 thiên thần kiếm tu, cuối cùng chạy thoát, chỉ có hơn 1 vạn người. Ở trong đó còn có rất nhiều cộng sinh thú chiến tử, cơ hồ tương đương thành phế vật. Bị bại quá thảm. Đây là thiên thần kiếm tông mấy trăm ngàn năm đến, thảm thiết nhất bại một lần, tuyệt đối oanh động trật tự chi địa. Tối thiểu có 38.000 thi thể ngã xuống. Bao quát Vũ Kiếm Hoàng. Đương nhiên, 20.000 chiến thần tộc, cũng chết trận 5.000, Lam Huyết Tinh Hải càng là tử vong 12.000 người, cả hai cùng nhau 17.000. Tuy nhiên không đến thiên thần kiếm tông một nửa, có thể tổn thất cũng rất lớn. Chảy máu trong tim chính là Mạc Thần, còn có đã mất đi thống soái Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả. Dù sao, Lý Vô Song không có tổn thất. Lý Thiên Mệnh đem một trận chiến này xem hết. Chỉ có bọn họ biết, một trận chiến này người thắng, cũng không phải là Lý Vô Song. Mà chính là bọn họ. Theo Lý Hạo Thần khiêu chiến bắt đầu, nhất hoàn đập nhất hoàn, đạt thành hiện tại Thạch Nham tàn phế, Lam Sa, Vũ Kiếm Hoàng chiến tử, Thiên Thần Kiếm Tông hao tổn tổng cộng 40.000, Lý Vô Song bên kia chiến tử hơn 20.000 người hiệu quả. Thế mà, tiếp đó, nhất định sẽ dẫn phát càng lớn phong bạo. Ổn định. Trật tự chi địa, không có đêm tối. Tại hỏa thiêu giống như hằng tinh nguyên thôi động phía dưới, trong lòng của mỗi người, đều chỉ còn lại có lửa giận, cừu hận, huyết tinh. Lý Vô Song chém giết Vũ Kiếm Hoàng, gây nên chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải càng giết đỏ cả mắt. Bọn họ lấy Uyên Ương Hồ làm căn cơ, đi về phía nam nhất phương đường truy sát, để người chết máu tươi, nhuộm đỏ mảng lớn thanh vân thần mộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương nam hoang vu trên mặt đất,
khắp nơi đều là ngự thú sư cùng cộng sinh thú thi hài. Mặt trời nhiệt hỏa, đoán tạo trên vùng đất này nhân dân hung ác bạo lệ tính cách, cái kia nóng nảy hằng tinh nguyên, cũng tại trong lúc vô hình, thúc giục mỗi người huyết mạch, để kỳ vi chiến đấu mà phấn khởi, vì chém giết mà điên cuồng. Chiến tranh là vô tình nhất. May mắn, từ đầu tới đuôi, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều từ một nơi bí mật gần đó. Thiên Thần Kiếm Tông, Lý Vô Song các loại, cũng không có chú ý đến bọn họ một nhóm người này. Đã từng Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung tranh chấp, đến đây, trợ giúp, tông môn, ngư ông đắc lợi. Lúc này Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, dưới sự khống chế của ta cùng đi tới, lui ra khỏi chiến trường, làm ngư ông, ngược lại làm cho, trợ giúp, tông môn, biến thành thiển cận, tranh chấp, chai cỏ. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Làm xa, Phụ Kiếm Hoàng cái chết, mấy vạn đỉnh cấp tu luyện giả diệt vong, nhất định sẽ dẫn phát Thanh Vân Đại Lục, sinh ra càng lớn xung đột. Nhưng, chỗ tốt là, bọn họ bây giờ đang ở chỗ tối. Mà lại, có thể một mực tại chỗ tối. Nói một cách khác, chỉ cần Lý Vô Song tại cái này Thanh Vân Đại Lục một ngày, nơi này vốn là đã định trước sẽ có càng đại xung hơn bất chợt tới, đã định trước sẽ thăng cấp, bởi vì nàng muốn nơi này hết thảy. Ngay từ đầu, nàng chỉ là tới giết Long Uyển Oánh mà thôi. Hiện tại, nàng bị Lý Thiên Mệnh cuốn vào chiến trường, lại ngấp nghé loại cây, đã xâm nhập sinh tử vòng xoáy. Thời khắc này Lý Vô Song, còn đắm chìm trong một trận rung động đến tâm can đại thắng đắc ý bên trong. Lần này, nàng thắng. Nhưng, khẩu vị của nàng, khẳng định cũng lớn hơn. Tối thiểu nhất, Thiên Thần Kiếm Tông hiện tại đóng giữ loại cây, nàng khẳng định có ý nghĩ. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ, hàng thứ nhất địch nhân, bọn họ nhất định phải mượn dùng Thiên Thần Kiếm Tông tức giận, đến trước giải quyết hết Lý Vô Song. Sự tình tuy nhiên huyên náo so trong tưởng tượng lớn, nhưng, còn không có thoát ly mong muốn quỹ tích. Long Uyển Oánh nói, chúng ta đi về trước. Bọn họ lặng yên rời đi, lui ra chiến trường. Cái này máu tanh uyên ương hồ, căn bản không ai biết bọn hắn. Chiến tranh kết thúc, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, còn tại thu thập chiến trường. Chiến trường còn sót lại lấy đồng bạn thi thể, còn có thật nhiều người bị thương cần cứu chữa. Thậm chí, ở trong đó còn cất giấu một số không chết hết thiên thần kiếm tu, cần từng cái bổ đao. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là mỗi cá nhân trên người mang theo đồ vật. Đó cũng đều là quý giá tu hành tư nguyên. Quét dọn chiến trường thời điểm, Vân Thiên Khuyết nhìn Phương Nam liếc một chút. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh bọn họ đám người này, đã đi. Hy vọng, chúng ta Thanh Vân Đại Lục, thật sự có xoay người một ngày. Cả ngày tại cái này Lý Vô Song trước mặt, khúm núm, như nô tài một dạng hầu hạ nàng. Loại ngày này, Vân Thiên Khuyết cũng chịu đủ. Dọa một chút, Uyên Ương Hồ Thiên Thần Kiếm Tông tu luyện giả, triệt để lui ra, đem Uyên Ương Hồ trả lại cho đối thủ. Trọn vẹn 50.000 kiếm tu, còn lại hơn 10.000 trở lại Thanh Hồn Điện cương vực loại cây vị trí, còn tổn thất một cái kiếm hoàng. Loại này thảm bại, để mỗi cái thiên thần kiếm tu, đều sinh hoạt tại trong tuyệt vọng. Chạy thoát kiếm tu nhóm, nguyên một đám té ngồi trên mặt đất, hoặc là tựa ở cổng sinh thú trên thân, hốc mắt đỏ bừng. Thậm chí, có người thất thanh khóc ồ lên. Đã từng tràn đầy tự tin, đi vào Thiên Thần Kiếm Tông, coi là đây chỉ là một trận thu hoạch, hành trình. Nhưng hôm nay còn không thu lấy được, thì đã được đến giá cao thảm trọng, để Lý Vô Song xuất lĩnh chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, cho phủ đầu thảm trọng nhất kích. Rất nhiều người tâm, đều đã bị xé nứt. Kiếm Hoàng. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhìn lấy trung ương lão giả tóc trắng này. Lão giả chú kiếm tựa ở Thanh Vân Thần Mộc rễ cây phía trên, toàn thân tĩnh mịch. Cả người vô cùng bi ai, thống khổ, giống như cái xác không hồn, coi như ngẩng đầu. Mọi người cũng rất khó ở trên người hắn, nhìn đến trước kia hào quang. Chỉ còn lại có cừu hận cùng lửa giận, ở trong lòng điên cuồng sinh sôi. Kiếm tôn nếu là biết bên này phát sinh sự tình, chúng ta. Rất nhiều người đều quá áy náy. Bọn họ rõ ràng nhân số càng nhiều, lại bị Lý Vô Song cùng chiến thần tộc đánh tan. Bọn họ vốn là có lòng tin, cầm xuống đối thủ, sáng tạo lịch sử. Lý Vô Song nữ nhân này, quá ác quá vô tình. Tự cho là đúng đế tôn muội muội, liền không có người có thể làm sao nàng, lần này cho chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, mang đến trọng thương như thế, ta muốn kiếm tôn nhất định phải để cho nàng chết tại cái này không thể. Đáng tiếc Vũ Kiếm Hoàng, chúng ta muốn vì Vũ Kiếm Hoàng báo thù. Tĩnh mịch tâm, lại lần nữa phần bốc cháy. Kiếm Hoàng, chúng ta lại triệu tập nhân mã,
điều ra tất cả loại cây đóng giữ người, còn có thể có 70.000 kiếm tu, chúng ta lập tức giết một cái hồi mã thương, vì huynh đệ đã chết bọn tỉ muội báo thù. Lời này vừa nói ra, nhất thời đạt được rất nhiều hô ứng. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Dường như quên đi, chính mình mới vừa rồi là làm sao chật vật chạy trốn. Đúng vào lúc này, Phong Kiếm Hoàng nhận được đến từ Bắc Đầu Kiếm Tôn truyền tin thạch. Sớm tại chiến cục sụp đổ thời điểm, hắn liền đã cùng Bắc Đầu Kiếm Tôn, đưa tin qua Vũ Kiếm Hoàng chi chết rồi. Xem hết truyền tin sau đó, Phong Kiếm Hoàng sắc mặt dãy giụa, cắn răng, nói. Kiếm Tôn để cho chúng ta tạm thời khác xúc động, đến tiếp sau sự tình, hắn sẽ đến xử lý. Hắn sẽ cho ta, cho huynh đệ đã chết bọn tỉ muội một cái công đạo. Kiếm Tôn vạn tuổi. Nghe nói như thế, mọi người mới yên tâm. Vũ Kiếm Hoàng cái chết, lại thêm ăn thiệt thòi lớn như thế, Thiên Thần Kiếm Tông lần này cần là không phản kích, tuyệt đối để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Bọn họ liền sợ sợ. Không có việc gì, Lam Huyết Tinh Hải Lam Sa, còn không phải bị hố. Bọn họ thương vong cũng không ít. Có lẽ chỉ có loại lời này, mới có thể một chút an ủi một chút chính mình. Phong Kiếm Hoàng cầm kiếm tay, đều còn tại run rẩy. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ lại yêu nhau ngàn năm người kia, chết không nhắm mắt nhìn lấy ánh mắt của mình. Giờ phút này tâm xé rách một dạng thống khổ, hắn che ngực, lớn lên nước mắt không ngừng rơi xuống. Vũ, cả một đời đều cùng một chỗ, một người khác, đã sớm là trên thân thể không diệt lạc ấn. Nàng cho dù chết, còn giống như là treo trên người mình. Loại kia bi thương, để hắn tại chỗ không có người, một giới lão hủ, té ngồi trên mặt đất khóc giống. Thống khổ nhất, càng ở chỗ nàng cái gì đều không lưu lại. Thậm chí ngay cả thủ cấp, có lẽ đều còn tại Lý Vô Song trong tay chịu nhục. Cả đời này đụng phải địch không ít người, mà nếu Lý Vô Song một dạng hung ác, hoàn toàn không nể mặt mũi, không kiêng kỵ Thiên Thần Kiếm Tông, thật đúng là không có. Giờ phút này, chỉ có trong tay truyền tin thạch, là Phong Kiếm Hoàng hy vọng duy nhất. Phía trên có đến từ Bắc Đầu Kiếm Tôn. Hắn nói, huynh đệ, nén bi thương. Nghe nói Vũ Kiếm Hoàng bất hạnh, liên minh tức giận, vạn tông cộng phẫn, liên hợp thời điểm ở trong tầm tay, chỉ kém sau cùng chi tiết. Các loại liên quân đến ngày, chúng ta tất sát trật tự thiên tộc cẩu tặc, để người hành hung trả giá đắt, vì Vũ Kiếm Hoàng cùng hôm nay hy sinh huynh đệ tỉ muội báo thù. Trước lúc này, bảo vệ tốt loại cây. Hắn không nói, phản kích thời gian sẽ là khi nào. Nhưng, Phong Kiếm Hoàng nắm chặt cái kia truyền tin thạch, hắn tin tưởng không có mấy ngày. Vũ Kiếm Hoàng chết, thúc đẩy liên minh thành lập. Vũ Nhi, nhất định sẽ làm cho ngươi nhắm mắt. Ta đã không có lo lắng, đời này không giết Lý Vô Song, ta thể không làm người. Một trận đại thắng, để rất nhiều chiến thần tộc lâm vào, hăng hái, bên trong. Bọn họ bài danh thiên bảng thứ tư. Lần này mượn nhờ Lý Vô Song tình thế, chế tài chu diệt thứ năm Thiên Thần Kiếm Tông. Loại này đánh tan địch nhân vốn có thống khoái, để bọn hắn dương mi thổ khí. Nếu không phải Lam Huyết Tinh Hải bên này, tổn thất Lam Sa, thương vong cũng so sánh thảm trọng, bọn họ sợ là còn muốn chúc mừng một chút. Thiên Thần Kiếm Tông người đã rút lui, cái kia Lý Vô Song thì an bài mới đội ngũ, đem Uyên Ương Hồ một lần nữa chiếm cứ. Đến mức cái này tinh hồng hồ nước, còn có thi thể khắp nơi cùng hôi thối, đối người thắng lợi tới nói, cũng coi là một loại cảnh đẹp. Tối thiểu nhất, đối Lý Vô Song tới nói, đây là cảnh đẹp. Nàng đứng tại bị nhuộm đỏ thanh vân thần mộc thụ trên cành, ngắm mục đích nhìn về nơi xa, bên cạnh là nàng thủ hạ, đại tướng đắc lực theo thứ tự là Cổ Mạc Đan Thần cùng Vân Thiên Khuyết. Vô Song cô nương, gặp nàng tâm tình vô cùng tốt, Cổ Mạc Đan Thần không đành lòng quấy rầy. Nhưng có mấy lời, tựa hồ lại không thể không nói. Sau đó, hắn vẫn là mở miệng. Làm sao? Lý Vô Song quay đầu, mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Loại này nhuốm máu mỉm cười, có kỳ quái, ngây thơ, cảm giác, lại làm cho Cổ Mạc Đan Thần nhìn sợ nổi da gà. Ta chính là muốn nói, Thiên Thần Kiếm Tông, không có khả năng ăn lớn như vậy thua thiệt. Phú Kiếm Hoàng chết rồi, cái kia Bắc Đầu Kiếm Tôn đoán chừng sẽ trả thù, chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Mạc Đan Thần nói, đơn giản cũng là tiếp viện thôi, hắn sẽ tiếp viện, các ngươi sẽ không tiếp viện. Các ngươi hai cái tông môn đâu, không cần ngươi mở miệng. Đối phương nếu là thật đến rất nhiều người, ta sẽ cùng chiến tôn, Lan Hoàng mở miệng. Đến mức Bắc Đầu Kiếm Tôn chính mình nếu tới, muốn đối phó ta, vậy liền công bình điểm, để cho các ngươi chiến tôn tới,
hắn không phải đệ tử của ngươi sao? Lý Vô Song không có vấn đề nói. Lão Hủ chỉ là lo lắng, đối mới có khả năng đánh lén, đương nhiên, bằng vào ta đối Bắt Đầu Kiếm Tôn hiểu rõ, người này cáo giả, tự mình muốn giết ngươi loại này sự tình, hắn là sẽ không làm. Hắn sợ Đế Tôn, Cổ Mạc Đan Thần nói. Cái kia không phải rồi, ngươi bây giờ mới hiểu được sao, dưới gầm trời này, liền không có kẻ dám động ta, đáng tiếc Phong Vũ Kiếm Hoàng những thứ này ngu xuẩn, không nghĩ ra đạo lý này, còn dám khiêu khích ta, làm thịt cũng là làm thịt. Lý Vô Song nói, đã từng Hiên Viên Long Tông Bạch Long Hoàng, kỳ tài ngút trời, còn không phải bảo an một cái, xâm phạm nàng, tội danh, liền bị Thái Dương Đế Tôn giết. Ai có thể có dị nghị? Tại thực lực này vi tôn thế giới, trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Đế Tôn, mới thật sự là tôn. Liền sợ có người chân trần không sợ đi giày, rõ ràng đến không dám tới, liền đến thầm. Cổ Mạc Đan Thần nhắc nhở. Phải biết, trên thế giới này, giết người phương thức, không chỉ có một loại. Ngươi nói điểm này, ta minh bạch, ta hôm nay biểu hiện quá ác, chắc chắn sẽ có người muốn tránh đi huynh trưởng ta, cho ta ăn chút giáo huấn. Rõ ràng ta không sợ, đến âm, ta càng không sợ. Bởi vì, ta người, đã đến, bọn họ tại Vân Thượng Tiên Cung, chờ ta trở về đây. Lý Vô Song mỉm cười nói. Vậy liền hoàn mỹ. Cổ Mạc Đan Thần tán thán nói. Rõ ràng, thầm, cũng không sợ. Còn có một đám trật tự thiên tộc đỉnh phong tay chân bảo hộ, Lý Vô Song xác thực không có việc gì. Cổ Mạc Đan Thần, vì nàng cao hứng. Có thể trong lòng của hắn là khó chịu. Lý Vô Song căn bản không mang phổ thông tầng thứ tu luyện giả tới. Cho nên tiếp đó, cùng Thiên Thần Kiếm Tông tất cả xung đột, còn là chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải phía trên. Lý Vô Song không sợ chết, nhưng hắn chiến thần tộc người sẽ chết, thậm chí hắn Cổ Mạc Đan Thần đều sẽ chết. Lam Sa cũng là một cái hoạt bát ví dụ. Lý Vô Song thậm chí vòng qua hắn, tự mình hướng chiến tôn, Lan Hoàng muốn người, để bọn hắn tiếp tục tiếp viện. Đến cho nàng làm bia đỡ đạn. Sau cùng, loại cây nàng khẳng định muốn hết, Thảo Mộc Thần Linh, khẳng định nhìn nàng tâm tình. Phải biết, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải mục đích tới nơi này, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là vơ vét một thanh Thảo Mộc Thần Linh, chiếm điểm tiện nghi, căn bản không muốn có thương vong. Có thể Lý Vô Song vừa đến, tăng thêm loại cây xuất hiện, xinh xinh đem bọn hắn rơi xuống vòng xoáy này. Trật tự thiên tộc chó săn cái này nhãn hiệu, bởi vậy chết khác ở chiến thần tộc trên ót. Nếu như phát sinh càng xung đột kịch liệt, chúng ta chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, còn sẽ chết người, nàng lại tới lui tự nhiên, thắng huyết kiếm lời, thua tùy thời có thể đi, không ai dám động nàng. Bàn tính đánh cho thật tốt. Cổ Mạc Đan Thần chỉ là tâm lý bất đắc dĩ. Sự kiện này, chiến tôn cũng cho hắn áp lực rất lớn, muốn cho hắn, khuyên Lý Vô Song thu liễm một chút. Thế nhưng là lão gia hỏa trong lòng rất rõ, hắn căn bản không dám ở nơi này, đại tiểu thư trước mặt nói lung tung. Tâm lý thực đang xoắn xuýt. Hắn cuối cùng nhìn không được, lặng lẽ hỏi một câu, Vô Song cô nương, bên này phát sinh sự tình, xung đột có chút lớn, muốn hay không hỏi ý kiến hỏi một chút đế tôn ý tứ. Vừa dứt lời dưới, hắn thì hối hận. Khẽ ngẩng đầu, liền thấy Lý Vô Song vừa mới tràn đầy phấn khởi nụ cười, lập tức biến mất. Băng xương, trong nháy mắt phun lên khuôn mặt. Ngậm miệng lại. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần liền vội vàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, Lý Vô Song cùng đế tôn quan hệ có chút phức tạp. Nàng tựa như là một cái bốc đồng hài tử, lấy chỗ dựa ở bên ngoài hồ nháo, ai cũng không dám trêu chọc, nhưng cũng hết lần này tới lần khác không thích để bất luận kẻ nào. Đem sự tình nói cho, ra trường. Thế mà, Thái Dương Đế Tôn sao có thể không biết đâu. Hắn đến bây giờ không có để ý, đơn giản cũng là mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Núi dựa của nàng đều mặc kệ, Cổ Mạc Đan Thần ý thức được, chính mình hoàn toàn không cần thiết mù quan tâm. Hắn chỉ là đau lòng, những cái kia chiến tử chiến thần tộc. Bọn họ vĩnh viễn ngã xuống. Có thể hắn tộc nhân nhóm, còn tại thi thể của bọn hắn phía trên. Vừa múa vừa hát, chúc mừng thắng lợi. Một trận chém giết về sau, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, lâm vào trước bão táp tịch tĩnh mịch bên trong. Tất cả cừu hận, lửa giận, đều tại mọi người trong lồng ngực ấp ủ. Như núi lửa cuồn cuộn. Chỉ chờ một ngày nào đó, đốt cháy lồng ngực lửa giận phun trào, tất cả mọi người cùng một chỗ xông vào trận này Thanh Vân Đại Lục vòng xoáy bên trong. Người nào có thể thay đổi Thanh Vân Thần Mộc vận mệnh? Tối thiểu nhất. Lý Thiên Mệnh bọn họ chuẩn tắc là,
tại hai phe này địch nhân, không có lui ra khỏi chiến trường trước đó, bọn họ cũng không thể hiện thân. Lý Vô Song người bên kia, không biết bắt đầu kiếm tôn liên minh sự tình, thì coi như bọn họ tiếp viện, khẳng định sẽ có trình độ nhất định đánh giá thấp. Đồng thời, nàng cũng sẽ đánh giá thấp, bắt đầu kiếm tôn vì siêu việt Hiên Viên Long Tông, đi làm vạn tông người đứng đầu quyết tâm. Lần tiếp theo nếu là tranh đấu, chúng ta cần Lý Vô Song bọn họ chiến bại, thậm chí triệt để lui ra Thanh Vân Đại Lục. Cho nên tiếp đó, chúng ta đứng tại Thiên Thần Kiếm Tông bên này. Cái này trên cơ bản là Long Uyển Oánh, Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ chung nhận thức. Lý Vô Song lần này chiến thắng, sẽ có lâng lâng cảm giác, còn có đối Thiên Thần Kiếm Tông song trọng đánh giá thấp, đây là khẳng định. Tiếp đó, dựa vào Thiên Mệnh tiếp tục giám sát tốt tất cả chi tiết, mỗi một phe mới tăng binh lực cùng bất luận cái gì biến động, còn có bọn họ tất cả kế hoạch. Long Uyển Oánh nói, đây là bọn họ một phương này, ưu thế lớn nhất. Nàng và Dương Sách, vì Lý Thiên Mệnh cung cấp lớn nhất trợ giúp lớn. Bọn họ không muốn loại cây, không muốn thảo mộc thần linh, chỉ cần bên này có thể đánh trật tự thiên tộc chó săn, cho Hiên Viên Long Tông cung cấp cơ hội. Hiện tại Hiên Viên Long Tông vấn đề lớn nhất, cũng là có 3 cái Long Hoàng tánh mạng, bị ẩn Long Điện cầm trong tay. Long Uyển Oánh khẳng định biết, nếu như bên này có đột phá, cũng có ngày nàng mang Lý Thiên Mệnh trở lại Hiên Viên Long Tông chiến trường kia, cùng ẩn Long Điện xung đột chính diện, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Trừ bọn họ, Cổ Kiếm Thanh Sương vì Thanh Hồn Điện, Yến Nữ Hiệp vì tỉ muội tình nghĩa. Cho nên, bọn họ một nhóm người này, quả thực cũng là ông trời tác hợp cho. Lý Thiên Mệnh năng lực, là cái này tổ hợp hạch tâm. Bọn họ cần Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cũng cần bọn họ. Mỗi người, đều tại chống lại vận mệnh. Thanh Vân Thần Mộc gần nhất sản xuất thảo mộc thần linh nhiều lắm, chúng ta hai cái tông môn, đã vận dụng tất cả mọi người ra tốc ngắt lấy, đoán chừng 1-2 tháng liền có thể hái xong, lần này thảo mộc thần linh sản xuất đạt tới lần trước gấp 2, cuối cùng cây cối khả năng có 10 tỷ, chúng ta cùng Vân Thượng Tiên Cung, đoán chừng đều có thể trồng chất đến 4 tỷ trở lên. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, cái số này, là có thể thay đổi đại lục này, cải biến tông môn thiên thu vạn đại sự tình. Một khi dựa vào những thứ này thảo mộc thần linh, để hai cái tông môn bồng bột phát triển, rốt cuộc không cần dựa vào người khác, như thế lành tính tuần hoàn, Thanh Vân Đại Lục nhất định sẽ sinh ra một cái hoàn toàn mới nhất lưu thế lực. Đây là Lý Thiên Mệnh, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Vân Thiên Khuyết, hiện tại cộng đồng tham vọng. Tuổi trẻ Lý Thiên Mệnh, đối Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Vân Thiên Khuyết tới nói, tương đương với cho cái này xuống dốc đại lục, một cái toàn hy vọng mới. Trước ổn định thảo mộc thần linh, lại nhìn loại cây. Lý Thiên Mệnh nói, là phú quý, còn tiếp tục bị người khi nhục, thì nhìn lần này. Vân Thượng Tiên Cung bên kia, tới một đám trật tự thiên tộc người, có thức thần tu luyện giả, cũng có ngự thú sư, đều là trung niên nam tính, từng cái đều rất quái dị, thực lực giống như đều rất không tệ, bọn họ là Lý Vô Song viện thủ, đoán chừng đều là tầng cao nhất lực lượng. Cái này khiến Lý Vô Song tại cao đoan trên chiến trường, đã viễn siêu chỉ có một cái Phong Kiếm Hoàng Thiên Thần Kiếm Tông. Lý Thiên Mệnh nói, hết thảy bao nhiêu cái? Long Uyển Oánh hỏi, 18 cái, đều tới a. Long Uyển Oánh sắc mặt lạnh lùng nói, đều, bọn họ có cái gì đặc biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, đều là nghĩ ra được nàng, từ đó trèo lên đế tôn cảnh cây cao người. Bản sự đều có, mà lại vì đạt được nàng niềm vui, đều sẽ rất liều mạng. Những người này đến từ các loại dị tộc, có rất nhiều kỳ môn bản lĩnh, không thể không phòng chuẩn bị. Long Uyển Oánh nói, ta quan tâm kỹ càng bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh. Dương Sách đứng tại bên cạnh, bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Dương Thúc, nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi, nếu có cơ hội, để ngươi giúp chúng ta cầm xuống Lý Vô Song, làm con tin đi đổi 3 người chúng ta Long Hoàng, ngươi dám không? Dương Sách nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Bọn họ ngay từ đầu, là ngầm thừa nhận tuyệt đối không thể đụng vào Lý Vô Song. Theo cục diện biến hóa, giống như gan lớn đi lên. 3 cái bị bắt cóc Long Hoàng, ảnh hưởng Hiên Viên Long Tông đại cục, muốn có ngang nhau con tin, chỉ sợ liền Lý Hạo Thần đều không được, đế tôn có 10 con trai. Muốn như vậy làm, chẳng khác gì là cùng Thái Dương đế tôn chính diện đối nghịch. Chúng ta là không sao, dù sao đế tôn đã muốn phá hủy chúng ta. Chỉ là Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, không cần thiết cùng hắn đối lập đến loại trình độ này, việc này chúng ta trước không nói. Lý Vô Song liên lụy quá lớn, một cái sơ sẩy, chúng ta dễ dàng thất bại thảm hại. Long Uyển Oánh vội vàng nói.
Rất hiển nhiên, trong chuyện này, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách cách nhìn là khác biệt. Long Uyển Oánh cố kỵ tương đối nhiều, nhưng Dương Sách rất muốn một cái trực tiếp hiệu quả, có thể mạo hiểm đi giải cứu Hiên Viên Long Tông khẩn cấp. Lý Vô Song trên thân, có quá nhiều tính nguy hiểm. Long Uyển Oánh đã nói như vậy, Lý Thiên Mệnh liền đáp lại nói, Dương Thúc, về sau nhìn xem, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Long Tông giúp ta quá nhiều, chúng ta là một thể. Hắn rất rõ ràng, hắn bất quá là một tên tiểu bối, không có những thứ này thật lớn tông môn, tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm trưởng bối chiếu ứng, tại bây giờ cái này dưới cục diện hỗn loạn, hắn rất khó thực hiện ý nghĩ của mình. Liền xem như thiên cung đệ tử, đoán chừng cũng chỉ có thể làm một người vật biểu tượng. Tối thiểu nhất, Lý Vô Song khắp nơi loạn lắc, nàng thì cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành trật tự thiên tộc tay cầm. Long Uyển Oánh nói, trên thực tế, nàng mới là muốn giết nhất Lý Vô Song người. Thế nhưng là, nàng lại lớn nhất khắc chế, lớn nhất lý trí. Bởi vì nàng minh bạch, 100 lần kín đáo, chỉ cần một lần sơ hở, liền không có. Không hận đến cực hạn, liền không thể khắc chế đến cực hạn. Thời gian bỗng nhiên biến đến tĩnh mịch. Thảo Mộc Thần Linh ngắt lấy, đến khâu cuối cùng. Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, đều chất đống đại lượng Thảo Mộc Thần Linh. Mấy tỷ. Bởi vì loại cây xuất hiện, những thứ này Thảo Mộc Thần Linh tạm thời lưu giữ, ai cũng không có lấy đi. Thiên Thần Kiếm Tông bên này, rõ ràng liền đang chờ Bắc Đẩu Kiếm Tôn liên minh. Đương nhiên, loại cây biến hóa, cũng sẽ quyết định Thanh Vân Đại Lục vận mệnh. Đoạn này thời gian, Lý Thiên Mệnh ngược lại nhàn rỗi, chuyên tâm thả về mặt tu luyện. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 8 tu hành hiệu quả rất mạnh, nơi này thần dương thiên hồn, khả năng mỗi một cái, đều là đế tôn phía dưới. Lớn nhất đỉnh phong cường giả, có thể so với trật tự chi địa Vô Mộng Thiên Quân, Chiến Tôn, Thánh Long Hoàng bọn người. Nhưng, tầng thứ 9 đế tôn thiên hồn, nhất định càng tốt hơn. Lần trước nhẹ nhõm thì đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp 9 Lý Hạo Thần, là thời điểm đi huyễn thiên chi cảnh, khiêu chiến Diệp Thần, trèo lên đỉnh tử tinh bảng đệ nhất. Tử tinh bảng khiêu chiến, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, tựa như là một cái thông quan trò chơi. Bản thể hắn khoảng cách Tử Diệu Tinh quá xa xôi. Cho nên đối chuyện bên kia, nhất là coi nhẹ. Có thời gian liền đi. Lâm Phong khiêu chiến Diệp Thần. Đối với Tử Diệu Tinh chúng sinh tới nói, chính là oanh động thế giới đại sự, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, mặc kệ cái kia Diệp Thần trên người có bao nhiêu vầng sáng, trong mắt hắn, cũng là một cái ký hiệu. Tương đương với một cái người giả, một cái cổ thần tượng. Thanh Vân Đại Lục có biến hóa, sẽ có người tùy thời thông báo hắn. Hắn liền cùng Lâm Tiêu Tiêu. Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, đi tới huyễn thiên chi cảnh bên trong. Dạ Lăng Phong trước mắt tinh tướng thần cảnh cấp 6, có thể quyết đấu tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 đối thủ, nếu như là thức thần tu luyện giả, cấp 9 đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất là, thần hồn của hắn, lập tức liền muốn thành, bốn cảnh đế hồn, đến lúc đó càng đáng sợ. Ta hẳn là có thể cầm xuống hiện tại tử tinh bảng thứ 2 cung giận, bất quá, vẫn là chờ ngươi tới trước đệ nhất đi, thuận tiện thử một chút Diệp Thần thực lực. Dạ Lăng Phong nói, cung giận tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, tuyệt đối không phải Dạ Lăng Phong đối thủ. Dạ Lăng Phong chỗ lấy không chọn trước chiến, là bởi vì tử tinh bảng 10 vị trí đầu nếu như thua, tên sẽ lùi lại một tên. Một khi Dạ Lăng Phong trước cầm xuống cung giận, leo lên thứ 2, lúc đó đem cung giận chen đến thứ 3, đem Lý Thiên Mệnh lấy tới thứ 4. Cái kia Lý Thiên Mệnh còn phải lại đánh một lần cung giận, mới có thể khiêu chiến Diệp Thần. Cho nên, Dạ Lăng Phong không ngại, vân vân. Mục tiêu cuối cùng của hắn là tử tinh bảng thứ 2. Các loại Lý Thiên Mệnh đệ nhất, hắn trước cầm xuống thứ 3 cung giận, tiến trước 3 sau lại cầm xuống Diệp Thần là được rồi. Thứ 2, thứ 3, chỗ tu luyện đều là Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 8. Cái kia Dạ Lăng Phong vì cái gì nhất định muốn thứ 2? Đó là bởi vì, hắn muốn cho Lâm Tiêu Tiêu chống đi một vị trí. Hiện tại Lâm Tiêu Tiêu tinh tướng thần cảnh cấp 7. Vẫn bảo trì đoàn đội cảnh giới tối cao. Nàng muốn chờ Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đem tử tinh bảng đệ nhất đệ nhị đều chiếm, nàng lại khiêu chiến bị chen đến thứ 3 Diệp Thần. Dạng này, liền có thể hoàn thành 3 người đều phía trước 3 hành động vĩ đại. Đáng thương Diệp Thần, bây giờ còn đang đệ nhất, không nghĩ tới chúng ta đã kế hoạch, đem hắn chen đến thứ 4. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, hai người bọn họ cũng cười. Thiên Mệnh ca. Ta nghe người nơi này, truyền đi so sánh tà dị, người này đoán chừng không đơn giản, không thể khinh địch.
Dạ Lăng Phong nói. Khinh địch cũng không có việc gì, cùng lắm là bị làm thịt, dù sao huyễn thiên chi cảnh không chết được người, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, coi như chiến bại, ta sớm muộn cũng phải bắt lấy hắn, dẫm hắn một chân, sau đó các ngươi lại một người dẫm một chân. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn rất thoáng. Huyễn thiên chi cảnh thắng bại, với hắn mà nói, cũng là cái việc vui. Thắng thua không quan trọng. Thua 100 lần, thắng một lần là đủ rồi. Ngay từ đầu, hắn tại Tử Diệu tinh thần tháp thời điểm, còn để Liễu Hoàn Hoàn đánh cho một trận đây. Hiện tại Liễu Hoàn Hoàn tâm lý, hắn còn không phải giống như thần tồn tại. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đối huyễn thiên tinh linh nói, ta tuyên bố khiêu chiến tử tinh bảng đệ nhất Diệp Thần, người thông báo chiến minh, giúp ta an bài một chút. Được, người cuộc khiêu chiến này, thuộc về huyễn thiên chi cảnh bên trong, nhiệt độ cấp bậc cao nhất, ta sẽ toàn cảnh thông báo, người không có ý kiến chớ. Huyễn thiên tinh linh hỏi. Ta có ý kiến, ta muốn điệu thấp một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Quá nhiều người, tràng diện quá hỏa bạo, toàn thân đều run rẩy. Lần trước đối chiến thần dụ công chúa, là bởi vì Liễu Hoàn Hoàn sự tình, hắn không thể không đem huyễn thiên chi cảnh sự tình coi là thật, có chân thực phẫn nộ. Hiện tại, một trò chơi mà thôi. Toàn bộ Tử Diệu tinh đều quan tâm, hắn hoàn toàn không quan trọng. Ý kiến vô hiệu, ta lập tức toàn cảnh thông báo. Huyễn thiên tinh linh ngạo kiều nói. Vậy ngươi còn hỏi cái rắm? Quả nhiên, tiếp đó, một cái như đất bằng sấm sét một dạng toàn cảnh thông báo, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Tử tinh bảng thứ ba Lâm Phong, quyết định khiêu chiến Diệp Thần. Oanh! Phong bạo bao phủ, vạn chúng sôi trào. Huyễn thiên chi cảnh biến đến bốc lửa. Đối ứng, xa xôi Tử Diệu tinh, vô số người đều đang đợi một ngày này, trong lúc nhất thời, bôn tẩu bẩm báo. Tùy tiện một người, miêu tả cái này, kỳ tích chi chiến, đều so Lý Thiên Mệnh bản thân đều còn kích động. Hắn nghênh chiến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Diệp Thần bản thân ngay tại, vạn tinh bầu trời chiến trường, chờ hắn trở về, mới có thể cho đáp án. Huyễn thiên tinh linh nói. Há, vẫn rất bận bịu. Cái này vạn tinh bầu trời chiến trường, là cái gì cái thí luyện bí cảnh, ta có thể đi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này huyễn thiên chi cảnh bên trong, có rất nhiều thí luyện chi địa, đều đối Lý Thiên Mệnh mở ra. Ngươi tạm thời không thể đi. Vạn tinh bầu trời chiến trường, là tất cả nắm giữ huyễn thiên chi cảnh hàng tinh nguyên thế giới, mở ra tới liên hợp chiến trường, là trật tự tinh không, vạn tinh tranh phong chi địa, mỗi cái hàng tinh nguyên thế giới đỉnh cấp nhân vật, mới có thể đến nơi này quyết đấu. Nói một cách khác, đây là tinh không vạn tộc, vượt qua ước vạn khoảng cách, thực hiện trong nháy mắt mặt đối mặt trao đổi địa phương. Hai cái vốn đã định trước cả đời không có khả năng chạm mặt người, bọn họ thiên hồn, có thể tại cái này vạn tinh bầu trời chiến trường gặp gỡ, thậm chí chiến đấu chém giết. Cái này cũng là chúng ta huyễn thiên thần tộc kỳ tích, cái này kỳ tích chi địa, liền từ chúng ta huyễn thiên thần tộc, tự mình tọa chấn. Mỗi lần nói lên huyễn thiên thần tộc, cái này huyễn thiên tinh linh thì cùng như điên cuồng. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe xong muốn cười. Lòng hắn nghĩ, ta không phải cũng là vượt qua vô số tinh không khoảng cách, cùng Tử Diệu tinh người tại cái này chạm mặt, chém giết ha. Trật tự tinh không quá lớn, hàng tinh nguyên thế giới tại trong hiện thực chạm mặt, chiến tranh là thái độ bình thường, cái vũ trụ này tinh không, là hắc ám rừng rậm, tất cả thế giới đều tại ẩn giấu. Nhưng là tại vạn tinh bầu trời chiến trường, mọi người có thể tùy tiện chém giết. Cũng có thể, dương danh tinh không vạn tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã Diệp Thần còn tại, vạn tinh bầu trời chiến trường, chinh chiến, Lý Thiên Mệnh liền cũng không nóng nảy. Dù sao chuyện khiêu chiến, hắn cũng là tại Thanh Vân Đại Lục đại sự ở giữa, dành thời gian hoàn thành. Huyễn thiên tinh linh, nếu như ta đánh bại Diệp Thần, có thể đi vạn tinh bầu trời chiến trường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn không được, cần thần Diệu Hoàng Triều hoặc là Tử Tiêu Đế Cung đề cử, mới có thể đại biểu Tử Diệu Tinh chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường. Người bình thường, cái này hai thế lực lớn, cũng không dám đưa bọn hắn đi, cho Tử Diệu Tinh mất mặt. Huyễn thiên tinh linh nói. Minh bạch, nhưng là đánh bại Diệp Thần, leo lên tử tinh bảng đệ nhất, là điều kiện tất yếu, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Còn thật đừng nói, Lý Thiên Mệnh đối tinh không vạn tộc, đối cái kia vạn tinh bầu trời chiến trường, còn có một số hứng thú. Cứ như vậy xem ra, hàng tinh nguyên thế giới coi là thật có rất nhiều. Chỉ là Tử Diệu tinh, đều có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, bao quát nắm giữ, thần tuyền, thần diệu tộc.
Cái kia, tinh không vạn tộc nhất định càng vô cùng kỳ quặc. Trật tự tinh không vũ trụ sự ảo diệu, luôn làm người say mê. Đương nhiên, đây là nói sau. Lý Thiên Mệnh trước mắt, còn tại Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8, tu hành, hiệu quả cũng không kém. Tuy nhiên không bằng đạp thiên chi cảnh cái kia một thời gian giống như đột nhiên tăng mạnh, nhưng tại tinh tướng thần cảnh, có thể bảo trì loại này tấn thăng tốc độ, vậy cũng vượt qua nắm giữ bát kiếp thức thần Lý Hạo Thần rất nhiều. Lần trước chiến bại, Lý Hạo Thần đã đang tính toán, trở về trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh tại Long UU trên thân, lưu lại mấy cái con rán. Nhưng, hắn không có cách nào xác định, những thứ này vô tung vô hình kim loại con rán, có thể hay không kiên trì đến bọn họ trở về trật tự thiên tộc. Dưới tình huống bình thường, nửa đường liền bị bỏ rơi. Lại vật vô hình, dính trên người, vẫn sẽ có cảm giác. Hắn chủ yếu là nghĩ, nhìn xem Lý Khinh Ngữ tình huống. Bây giờ chỉ có thể biết được nàng còn sống, còn lại hết thảy không biết. Nếu là Thanh Vân có thể ổn định một số, Hiên Viên Long Tông có thể đoạt lại Long Tuyền, ta cũng chậm rãi có tư bản, cùng trật tự thiên tộc đối lập. Lý Thiên Mệnh một mực hướng về mục tiêu tiến lên. Vì cái gì, cũng là làm cho Lý Khinh Ngữ khôi phục tự do. Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Hồ nước, dạ quang, đình nghỉ mát, màn tre, tiếng đàn. Nơi này là thần dụ công chúa, lớn nhất thường đợi địa phương, cũng là nàng đợi đợi người nào đó địa phương. Nàng chỗ chờ đợi người, tự nhiên là Diệp Thần. Muốn đi trước, vạn tinh bầu trời chiến trường, cũng không thể theo Tử Diệu tinh thiên vị kết giới, trực tiếp đi qua. Diệp Thần cần trước tiên phải ở trong thế giới hiện thực, thiên hồn tiến thiên vị kết giới, tới trước đến Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh, lại thông qua huyễn thiên chi cảnh thông đạo, mới có thể tới vạn tinh bầu trời chiến trường. Nói một cách khác, vạn tinh bầu trời chiến trường, cũng là một cái tính tổng hợp siêu đại hình, huyễn thiên chi cảnh. Mà không phải Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh loại này, chuyên thuộc về một cái hằng tinh nguyên thế giới huyễn thiên chi cảnh. Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh, chỉ có Tử Diệu tinh thiên vị kết giới mới có thể đến, mà vạn tinh bầu trời chiến trường, chỗ có hằng tinh nguyên thế giới thiên vị kết giới, đều có thể thông qua thế giới của mình huyễn thiên chi cảnh, đi tới nơi này cái tinh không vạn tộc chiến trường. Cho nên, Diệp Thần nếu như theo vạn tinh bầu trời chiến trường trở về, sẽ trước quay về Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Thần dụ công chúa liền ở chỗ này chờ hắn. Nàng ngồi tại trường cầm trước đó, tinh tế thon dài trắng như tuyết ngón tay, như tinh linh một dạng nhảy lên. Du dương dễ nghe tiếng đàn, đem hồ nước chấn động ra trận trận gợn sóng. Rất lâu, một cái áo trắng tung bay, ánh sáng mặt trời xuất trần thiếu niên, tại quang mang lập lòe bên trong, xuất hiện ở phía trên hồ. Vù vù, hắn trên mặt nụ cười, bay lượn mà đến, rơi vào lớn lên ghế đá. Dễ chịu nằm xuống, lại duỗi ra lưng mỏi, đem đầu gối lên thần dụ công chúa trên đùi, mặt lộ vẻ vẻ say mê, hít một hơi thật sâu mùi thơm, cảm thán nói, vẫn là nhà ta uyển uyển hương. Cái gì a? Ý tứ chính là, người tại vạn tinh bầu trời chiến trường, còn đụng phải cái khác nữ tử chứ sao? Thần dụ công chúa đan thủ đạn cầm, tay phải đặt ở trên mặt thiếu niên, vuốt ve gò má của hắn, giống như là người tỉ tỉ. Đều là người quái dị. Còn không bằng Uyển Uyển một ngón tay đẹp mắt, đủ loại cái gì cũng có. Nhất là quỷ thần tộc, quả nhiên là cái quỷ gì đều có, cái vũ trụ này tinh không, thật mấy cái đại a. Thiếu niên cảm khái nói. Còn nói lời thô tục. Thần dụ công chúa ngón tay, nắm khóe miệng của hắn, để môi của hắn đều. Không có cách, người thô kệch nói lời thô tục, phù hợp. Thiếu niên bĩu môi nói. Cái gì người thô kệch? Ngươi cứ nói đi. Sắc phôi. Đều là ngươi dụ. Đùa giỡn một hồi, thần dụ công chúa cả sửa lại một chút xốc xách quần áo, nói. Uy, đừng cứ mãi hồ nháo, nói chính sự, ngươi tiếp vào khiêu chiến hay chưa? Nhận được a? Thiếu niên mỉm cười nói. Sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là tiếp chiến a, không phải vậy ta trở về làm gì? Ta vừa mới liền đem khiêu chiến tiếp, 3 ngày sau đúng giờ tiến hành. Thiếu niên nói. Cứ như vậy qua loa sao? Thần dụ công chúa dở khóc dở cười nói. Qua loa, thưa thất bình thường việc nhỏ, không đáng huy động nhân lực. Thiếu niên nói. Nói rõ ngươi xem nhẹ hắn rồi. Người ta thế nhưng là một kiếm miểu sát ngươi lớn nhất ái tâm người ra hỏa. Thần dụ công chúa giận trách. Xem thường, vậy cũng không đến mức, cửu kiếp thức thần, vẫn có chút tài liệu, ta chẳng những sẽ không coi thường, sẽ còn đem tại vạn tinh bầu trời chiến trường tất cả bản sự đều lấy ra. Thậm chí ta dự định, một hồi ra ngoài,
đem ta, thủ linh, cũng ghi chép tiến thiên vị kết giới, cầm tới huyễn thiên chi cảnh nội sử dụng. Thiếu niên thản nhiên nói. Thủ linh, thần dụ công chúa mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng là lo lắng thiếu niên sẽ có lòng khinh thị, nhưng nghe nói hắn đem chưa từng có mang vào huyễn thiên chi cảnh, thủ linh, đều muốn mang vào, cái kia chính là bật hết hỏa lực. Tính ngươi hiểu chuyện, biết vì ngươi nhà công chúa đại nhân nhẹ nhõm. Thần dụ công chúa sâu xa nói. Đúng thế, hắn dám một chiêu miểu sát ta ra nương tử, ta cũng muốn một chiêu miểu sát hắn, trên chiến trường đánh tan đối thủ, mới là mạnh mẽ nhất phản kích. Thiếu niên nói. Từ khi đánh bại Cung Giận về sau, người tại Tử Diệu Tinh, cơ hồ không có gì khiêu chiến, bỗng nhiên tới một người như vậy, có thể để ngươi hưng phấn lên a? Thần dụ công chúa hỏi. Vẫn còn, hy vọng hắn có thể cùng Vạn Tinh bầu trời chiến trường những cái kia lũ biến thái so sánh. Cũng coi như để Tử Diệu Tinh một chút hỏa nhiệt một số. Thiếu niên nói. Ngươi tốt cuồng a, cẩn thận thua giống như ta thảm. Thần dụ công chúa cười nói. Này, tiểu nữ tử, vậy mà khinh thị đại gia ngươi, nhìn ta không hung hăng đá cái mông của ngươi. Lý Thiên Mệnh còn không có tại Tử Diệu Tinh thần tháp tu luyện bao lâu, liền được Diệp Thần tiếp nhận khiêu chiến trả lời chắc chắn. 3 ngày sau, thời gian chớp mắt chết đi, cái gọi là 3 ngày cũng là một hồi sự tình. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là có ý định, tại cái này Tử Diệu Tinh thần tháp, làm cuối cùng chuẩn bị. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đều tại cái này, chỉ là bọn hắn ở phía dưới đệ thất trọng. Đến đón lấy một đoạn thời gian, 3 người chúng ta đều muốn khiêu chiến Diệp Thần, ta phải biểu hiện tốt một số, cho 2 người bọn hắn cái đánh cái dạng. Khoảng cách khai chiến còn có 2 ngày thời điểm, Tử Tiêu Đế Cung, Thần Quy Lão Tổ, triệu hoán Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh đi hắn bãi cát phòng nhỏ một lần. Muốn không phải hắn sẽ mang đến cho mình tình báo, Lý Thiên Mệnh mới lười đi cái kia bị ổi chi địa. Làm hắn theo Tử Diệu Tinh thần tháp lúc đi ra, chân thực cảm giác được, bởi vì đến đón lấy trận này nặng cân chiến đấu, toàn bộ huyễn thiên chi cảnh đều biến đến náo nhiệt. Thậm chí, rõ ràng còn không có đánh đâu, mặc kệ tại huyễn thiên chi cảnh bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến đỉnh đầu phía trên, có một cái Tử Tiêu chiến trường, hình chiếu. Bên trong tạm thời không có một ai. Nhưng là có thể nhìn đến, Tử Tiêu chiến trường bên ngoài, đã người đông tấp nập. Cái kia một mảnh tinh không, đã bị người chật ních. Này bằng với tại huyễn thiên chi cảnh tất cả địa phương, đều có thể nhìn đến một trận chiến này a. Có điều, đi Tử Tiêu chiến trường hiện trường quan chiến, dù sao cũng so ở chỗ này nhìn hình chiếu, muốn kích thích hơn một số. Bây giờ, cái này huyễn thiên chi cảnh, bởi vì đại lượng thiên hồn tràn vào, quả thực thì cùng phần đốt lên giống như. Lâm Phong. Là hắn. Còn thật đừng nói, hắn dài đến cùng Diệp Thần thẳng tương tự. Ngươi là mù a, rõ ràng Diệp Thần xem ra tươi mát tự nhiên, ánh nắng tươi sáng, mà cái này Lâm Phong, rõ ràng lãnh khốc, âm u rất nhiều. Nói là như vậy, thế nhưng là theo Liễu Hoàn Hoàn việc này nhìn, bọn họ tính tình vừa vặn ngược lại. Một cái vì bằng hữu bình thường đều muốn không tiếc mạng sống, một cái quật khởi con đường, dính đầy huyết tinh, lấy, sát phạt quyết đoán, lấy xưng, nhìn như rất tương tự, thực chất bên trong căn bản không phải người một đường. Nghe lấy bọn hắn thảo luận, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy rất có ý tứ. Hắn còn chưa từng thấy Diệp Thần. Nhưng, giữa 2 bên so sánh, đã sớm truyền khắp Tử Diệu Tinh. Tương tự, lại ngược lại. Tựa như là trứng gà cùng chuối tiêu. Trứng gà. Bên ngoài, lòng trắng trứng, là trắng, bên trong, lòng đỏ trứng, là hoàng. Chuối tiêu, bên ngoài rất sexy, bên trong rất trắng. Vừa vặn ngược lại, Lý Thiên Mệnh khí chất tiếp cận hỗn độn thần đế cảm giác, uy nghiêm bên trong lại có một tia đế hoàng chi nộ, ánh mắt có chút người lạ đừng vào. Mà Diệp Thần là một cái dương quang thiếu niên tướng mạo, nổi danh trắng ấu hung ác. Ý tứ chính là, thuần trắng, ấu trĩ nhưng lại đủ hung ác. Chính là bởi vì trong ngoài đều vừa vặn ngược lại, mới có thể càng có xung đột cảm giác, cho Tử Diệu Tinh chúng sinh nhóm, tạo một loại, địch nhân vốn có cảm giác. 2 cái đều là trong lòng bọn họ bên trong kỳ tích. Như vậy, người nào càng kỳ tích một số. Kết quả này, đã định trước dẫn động tới toàn bộ Tử Diệu Tinh phía trên trái tim. Mọi người còn đang nghị luận thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền đã thông qua huyễn thiên tinh linh, lần nữa đi tới Tử Tiêu Đế Cung, Thần Quy Lão Tổ, bãi cát. Vù vù tương đương, nóng bỏng biển gió thổi vào mặt, tinh khiết thấu triệt nước biển, cuốn lên lấy thủy triều, ào 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 vào tới dưới chân. Cát trắng tinh tế tỉ mỉ,
biển trời một sắc. Trong phạm vi tầm mắt, còn có một số con cua, nằm ngang đi tới đi lui, giơ lên một đôi cái kìm, hướng về phía Lý Thiên Mệnh thị uy. Hình ảnh rất đẹp, đáng tiếc đều là giả, Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên Chi Cảnh, nó bản chất là thế giới trong mộng. Nó ở vào dị độ ký ức không gian, Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên hồn đến nơi này. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, cái kia cũng khó mà nói. Thực sẽ là giả, giả cũng sẽ là thật, người trẻ tuổi, không nên quá sớm làm phán đoán. Sau lưng truyền đến ông cụ non thanh âm. Lý Thiên Mệnh quay đầu, cái kia thần quy lão tổ mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ quần đùi, trên thân một kiện áo lót, trong tay bưng lấy một cái cây dừa, hút 10 phần thơm ngọt. Người nói loại lời này, có chút ra vẻ cao thâm trang bức cảm giác. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chỉ cần đựng được tự nhiên, cái kia đều là thật. Thần quy lão tổ nói. Người cái này cây dừa cũng là thật. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên, người suy nghĩ một chút, người trong mộng xuất hiện một cô nương, người đối nàng làm loại chuyện đó, tỉnh lại phát hiện có dấu vết, loại kia thống khoái cảm giác, có phải thật vậy hay không? Huyễn Thiên Chi Cảnh, chính là chân thật hóa mộng cảnh. Thần quy lão tổ khặc khặc cười nói. Lười nhắc cùng ngươi chuyện phiếm, ngài tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một chút nhắc nhở một chút ngươi. Thần quy lão tổ nói. Mời nói. Ta cái này có tin tức, Diệp Thần tại vạn tinh bầu trời chiến trường, nhẹ nhõm đánh bại qua tinh tướng thần cảnh cấp 10, đối thủ. Chú ý là, nhẹ nhõm. Hắn tại Tử Diệu Tinh, thường ngày đều có thể vượt qua ba cái cảnh giới đánh tan đối thủ, nội tình vô cùng thâm hậu. Cho nên nhìn ra hắn chân thực cảnh giới, đã là tinh tướng thần cảnh cấp 7. Cấp 7, khả năng không có ngươi chân thực cảnh giới cao, nhưng thực lực chiến đấu, so với lần trước đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 thần dụ công chúa ngươi, rõ ràng muốn siêu thoát mấy cái cấp bậc. Nói một cách khác, hắn hiện tại, đã đạt đến Tử Diệu Tinh trăm vạn năm tới người đồng lứa, cũng không từng đến nơi độ cao. Thuận lợi trưởng thành tiếp, hắn đỉnh phong, khẳng định sẽ so hiện tại Tử Diệu Tinh hai cái đế tôn, cũng cao hơn. Thần quy lão tổ nói. Hắn thở dài, nhất thời cảm thấy trong tay cây dừa đều không thơm. Hắn đem cây dừa ném trên mặt đất, cây dừa biến thành một kiện màu đỏ cái yếm. Tốt a, Huyễn Thiên Chi Cảnh, thấy cái gì đều bình thường. Thần quy lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài nói, nếu quả thật có một ngày này, hắn sẽ đạt tới Tử Diệu Tinh trăm vạn năm, cũng không từng có người đến nơi độ cao, cái kia thần diệu hoàng triều khẳng định sẽ áp chế chúng ta Tử Tiêu Đế Cung, đến lúc đó, phiền phức a. Ngươi không cần cùng ta phủ lên những thứ này, cái này đều còn rất sớm, bất quá, vẫn là cảm tạ tình báo của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, chân thực cảnh giới tinh tướng thần cảnh cấp 7, nhưng lại có thể, nhẹ nhõm, cầm xuống tinh tướng thần cảnh cấp 10 đối thủ. Phải biết, cái kia cấp 10, thế nhưng là vạn tinh bầu trời chiến trường người. Nói không chừng, cũng là cái nào hằng tinh nguyên thế giới đệ nhất. Tối thiểu so Lý Hạo Thần cường rất nhiều. Như thế để Lý Thiên Mệnh trong lòng, đem Diệp Thần nhấc cao hơn một chút. Bất quá, trong lòng của hắn trên thực tế, vẫn là không có gì cái gọi là tu hành, khiêu chiến, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Một trận luận bàn mà thôi. Lại oanh động, đều là chuyện nhỏ. Không quan hệ tôn nghiêm cùng sinh tử. Tiền bối, ta muốn là để cho ngươi biết, ta chân thực cảnh giới, là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp 10, cái kia không tầm thường a, có thể cùng hắn cứng đối cứng. Thần quy lão tổ tán thán nói. Thứ tư, bốn là bốn, mười là mười, người không nên lầm. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Cái gì mười là mười, mười là mười, người nói đều là mười a, không sai a. Thần quy lão tổ nói. Mẹ nó, không có cách nào câu thông. Bất quá, bây giờ Lý Thiên Mệnh tại tinh tướng thần cảnh bên trong tiền kỳ, cụ thể cảnh giới nhỏ, người khác không có cách nào biết được. Nhưng muốn là đến tiếp cận thần Dương Vương cảnh thời điểm, khả năng thì giấu không được. Bởi vì thần Dương Vương cảnh tiêu chí, cùng tinh tướng khác biệt, là không giấu được. Theo thần quy phòng nhỏ bên kia sau khi rời đi, thanh hồn điện bên này, có một cái nho nhỏ biến hóa. Sự biến hóa này, là Ngân Trần nói. Cho nên Lý Thiên Mệnh, trước theo Huyễn Thiên Chi Cảnh đi ra trong chốc lát. Đương nhiên, đây chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nàng ở đâu? Lý Thiên Mệnh sau khi ra ngoài hỏi. Bên ngoài, Ngân Trần nói. Dẫn đường. Lý Thiên Mệnh theo thanh hồn kiếm phong đi ra. Mới ra thanh thiên vạn kiếm kết giới,
bên ngoài thì xuất hiện một người. Đó là một thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng thì nhận ra nàng tới. Màu xanh nhạt váy dài, xanh cây dù, tóc dài phất phới, dung nhan tuyệt thế, xuất trần như tiên. Không sai, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bất quá, nàng đến cùng phải hay không Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh cũng không thể cam đoan. Mắt trái phía trên thanh sắc tiểu ngư, nhưng là bởi vì nàng đến, biến đến có chút hưng phấn, vây quanh Lý Thiên Mệnh tròng mắt màu vàng óng bơi qua bơi lại. Nàng đứng tại rừng cây vần quanh bên dòng suối nhỏ phía trên, váy dài mặt bên, buộc vòng quanh nhu mì xinh đẹp tư thái. Lý Thiên Mệnh tới thời điểm, nàng chính nhìn lấy khe suối xuất thần. Uy, người tới làm gì? Lý Thiên Mệnh đứng tại thanh thiên vạn kiếm kết giới biên giới, ngăn cách rất xa thì hỏi nàng. Tại không xác định nàng tính nguy hiểm trước đó, hắn đương nhiên không dám tới gần. Nghe được thanh âm này, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, xoay người lại sau. Có thể thấy được nàng một con mắt lỗ trống, một cái khác thì là màu mực, như là thâm thúy phỉ thúy một dạng, trong suốt sáng long lanh, còn hơi run rẩy. Tiểu ngư tới tìm ngươi. Nàng cúi đầu, có chút do dự mà nói. Đại ca, ngươi tìm ta làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một tiếng này, đại ca, để cho nàng biểu lộ có chút cổ quái. Có chút nổi giận, cũng lại có một ít bất đắc dĩ. Ta là nữ, không tin ngươi nhìn. Nói. Nàng vậy mà đi kéo ở ngực vạt áo, còn muốn đi trêu chọc váy. Thì cái này thoáng chớp mắt, liền có thể nhìn đến mảng lớn trắng như tuyết. Đậu phộng, dừng lại. Lý Thiên Mệnh sắp điên rồi, vội vàng nói, được ta tin tưởng ngươi là người nữ. Mà lại hắn còn tin tưởng, nàng cũng là ngay từ đầu Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà không phải cùng mình giao chiến vị cao nhân nào. Giữa bọn hắn khác nhau quá lớn. Liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ca ca. Tiểu ngư là mình trốn tới, ta không biết nên trốn hướng chỗ nào, liền tới tìm ngươi. Ta phá vỡ một ít gì đó, có thể để hắn tạm thời tìm không thấy ta, ngươi có thể thu dưỡng ta sao? Nàng cắn môi một cái, ta thấy mà yêu nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, bộ dáng phá lệ sợ sở động lòng người. Ta thu dưỡng em gái ngươi, gặp lại. Lý Thiên Mệnh lập tức rút lui. Vi Sinh Mặc Nhiễm đem cái này, thanh phách, vung ra chính mình trong mắt. Để cho mình cùng Vô Mộng Tiên Quốc đại nhân vật sinh ra mâu thuẫn, nhất định phải móc xuống ánh mắt mới có thể trả lại hắn. Vậy liền coi là, hiện tại chạy trốn còn tại tìm đến mình, không phải thêm phiền sao? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ địch nhân là Trật Tự Thiên Tộc, hắn cũng không muốn thêm một cái Vô Mộng Tiên Quốc. Hơn nữa còn muốn gọi mình ca ca. Đây là Linh Nhi chuyên trúc xưng hô, nếu để cho nàng biết, phải đâm chết ta không thể. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh dùng mình. Ta sẽ giấu đi, sẽ không cho ngươi tìm phiền toái, ta đối với ngươi hữu dụng, ta có thể đem thanh phách năng lượng, hoàn toàn bị ngươi hấp thu, để hắn cắm xuống hạt giống, toàn để ngươi thu hoạch. Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng mà nói. Lão tử không muốn, mặt khác, ngươi có thể đem thứ này lấy ra sao? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Không được, đã sinh trưởng ở trong con mắt ngươi, thậm chí, sinh trưởng ở đầu ngươi bên trong, hiện tại cũng không phải là móc mắt con ngươi đơn giản như vậy. Ngươi muốn không phải thành Thiên Cung đệ tử, hắn khẳng định liền đem ngươi mang đi. Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ những biện pháp khác, nếu là không được, chỉ sợ cũng sẽ hy sinh ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Ngươi đây không phải vô duyên vô cớ, gây phiền toái cho ta sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Thật xin lỗi, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẩn cầu. Ngươi nói hắn, là ai a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô Mộng Tiên Quân. Ta ngất. Xác định cũng là hắn, phiền phức lớn hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng cái này đáng thương, nhu nhược bộ dáng, tức giận đến rối tinh rối mù. Dài đến đẹp mắt xác thực chiếm tiện nghi, cự tuyệt nàng thời điểm, trong lòng là 10 phần áy náy. Có thể Lý Thiên Mệnh suy tính một chút trước mắt hiện trạng, hắn vẫn là không muốn cùng Vô Mộng Tiên Quân đối nghịch. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nói. Ta sẽ cùng hắn câu thông, tận khả năng đem hắn đồ vật trả lại hắn. Mời ngươi trở về đi, đại ca. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn. Ta không có cái gì, nếu như ngươi cần, ta có thể đem chính mình cho ngươi. Nàng bộ dạng này, lại dự định muốn cởi áo nới dây lưng. Ngừng, ta chịu không được loại kích thích này. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng xoay người, chạy về Thanh Hồn Kiếm Phong, cũng không quay đầu lại thì chạy trốn. Nói đùa. Hắn thật nghĩ nói một câu, đại ca, ngươi loài lưỡng tính a. Ai muốn mua một tặng một.
mua nữ, đưa cái nam. May mắn ta chạy nhanh, không phải vậy liền bị ỉ lại vào. Chạy chạy, mắt trái phía trên Tiểu Thanh Ngư, bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, tại trong hốc mắt bất an chuyển động. Nàng ở bên ngoài kiểu gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thương tâm, muốn tuyệt, nhảy sông, tự vận. Ngân Trần nói. Ta đi, đã chết rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, nước sông, chỉ tới, đầu gối. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh một lần nữa tiến huyễn thiên chi cảnh trước, đối Ngân Trần nói, ngươi giúp ta nhìn nàng điểm, có chuyện gì, cùng ta thông báo, nhất là, tại nàng biến thành nam nhân thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết. Hắn đổ là đúng thanh phách có chút hứng thú. Nhưng, hắn tối thiểu muốn cùng vi sinh mặc nhiễm, thân nam nhi, nói. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền tới. Không chỉ là tử tiêu chiến trường, toàn bộ huyễn thiên chi cảnh, toàn bộ tử diệu tinh, đều đã sôi trào 3 ngày. Lâm Phong quyết đấu diệp thần, vì sao oanh động? Một cái cửu kiếp thức thần thiên phú người, một cái quét ngang tinh không vạn tộc người đồng lứa. Thiên phú của bọn hắn cực hạn, đều sẽ siêu việt tử diệu tinh mục đích trước 2 vị đế tôn. Chỉ cần để bọn hắn trưởng thành, có thể khai sáng tử diệu tinh toàn thời đại mới. Đây là 100 vạn năm khó gặp thiên tài cấp bậc. Loại cấp bậc này thiên tài, sinh ra một cái, cũng là kỳ tích. Cùng một thời gian sinh ra 2 cái, cái kia chính là thần tích. Đây là thần tích quyết đấu. Tử diệu tinh phía trên, chưa từng có 30 tuổi trở xuống tiểu bối phía trên, có thể gây nên như thế oanh động. Đã từng, Lý Thiên Mệnh cùng thần dụ công chúa chi chiến, tràng diện là hắn cùng mục sát nhất chiến gấp 10 lần. Hôm nay một trận chiến này, tràng diện lại là hắn cùng thần dụ công chúa chi chiến gấp 10 lần. Tử tiêu chiến trường phía trên tinh quang trong phòng nhỏ, toàn bộ đều là tối đỉnh cấp nhân vật. Truyền thuyết 2 vị đế tôn đều sẽ đích thân quan chiến. Lý Thiên Mệnh không biết thực hư. Dù sao, rất hot chính là. Loại này nóng nảy, để nguyên bản rất không có cái gọi là Lý Thiên Mệnh, vừa mới bước vào chiến trường, toàn thân nhiệt huyết đều bị nhen lửa. Hắn chân thực cảm nhận được, đây là vạn vạn ức tu luyện giả, đang hô hoán tên của mình. Cho dù là bọn họ kêu là Lâm Phong. Tên không quan hệ, trọng yếu là người. Để bọn hắn cuồng nhiệt chính là mình. Rầm rầm rầm. Đứng trong chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh vũ phía dưới, đều là thượng thần. Ông, toàn trường sôi trào. Kích thích. Chỉ có 2 chữ này, mới có thể hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Quá kích thích. Vô số cuồng nhiệt ánh mắt, coi hắn là làm thần bên trong chi thần đến đối đãi. Cái này cùng đế hoàng thần ý. Lại không mưu mà hợp. Đoạn thời gian này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác mình đế hoàng thần ý, lại tại một lần nữa trưởng thành. Đây là trưởng khống thanh vân, còn có quét ngang tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh chỗ tốt. Có bao nhiêu người nhìn lấy chính mình, vậy thì có bao nhiêu áp lực. Những thứ này áp lực, đều như núi lớn, chân áp ở trên đỉnh đầu. Người bình thường, đã sớm không thở nổi. Hôm nay huyễn thiên chi cảnh, thiên hồn số lượng, đạt đến lịch sử đến nay ngọn núi cao nhất. Có thể so với huyễn thiên chi cảnh vừa thành lập mấy ngày nay. Muốn không phải Lý Thiên Mệnh không nguyện ý hiện thân, mọi người đều muốn cho trận chiến đấu này, chuyển rời đến hiện thực thế giới tiến hành. Bởi vì, hiện thực thế giới cùng huyễn thiên chi cảnh, tranh đấu phương thức khác biệt. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, tại huyễn thiên chi cảnh, hắn hỗn độn chiêm tinh, còn có ngân trần đặc tính, đều rất khó phát huy ra. Thần thông loại hình uy lực, tương đối tốt lý giải. Mà ngân trần những cái kia biến hình, phệ cốt nghĩ thủ đoạn chờ một chút, tại huyễn thiên chi cảnh cũng không tốt hiện ra. Thả lỏng, một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Lý Thiên Mệnh tự nói với mình như vậy. Nóng nảy, oanh động chiến trường, cùng hắn giờ phút này không có chút rung động nào tâm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn họ náo nhiệt, không thuộc về Lý Thiên Mệnh. Thế mà, làm, Diệp Thần, tránh thức ra sân thời điểm. Loại này oanh động trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Tựa như là toàn bộ thế giới đều sôi trào, phần bốc cháy một dạng. Rồi rào giống như là biển gầm tiếng gầm, cuồng bạo đánh thẳng vào Lý Thiên Mệnh thân thể. Cái này khiến hắn tránh thức ý thức được, hắn cùng, Diệp Thần, 2 cái này kỳ tích sinh ra, làm đến tử diệu tinh nhân dân, rung động đến tình trạng như thế, đến mức đem tiểu bối này nhất chiến, nhìn thành thế kỳ quyết đấu. Tử tiêu chiến trường bên ngoài, oanh động không ngừng. Gào rú vô số. Thế nhưng là cái này lớn như vậy bên trong chiến trường, lại hết sức an tĩnh. Tinh thần quang huy, theo Lý Thiên Mệnh trên thân phân đi ra hơn phân nửa,
hội tụ tại khác một thiếu niên trên thân. Thiếu niên kia thân mặc áo bào trắng, tóc đen mắt đen, mới nhìn phía dưới, cũng không mắt sáng. Có thể nhìn nhiều vài lần, liền sẽ phát sinh, đây là một cái để người đặc biệt thoải mái người, đến mức rất khó đối với hắn sinh ra địch ý. Rõ ràng là chỉ có một điểm, tiểu soái bề ngoài, lại có thể hấp thu hơn phân nửa Tử Tiêu Chiến Trường tinh thần quang huy, để hắn biến thành như biển sao chi giống như thần lập lòe tồn tại. Tinh thần đẩy ra vũ trụ, diệp thần lập lòe trong đó. Lý Thiên Mệnh có thể tính gặp được, truyền thuyết này bên trong cái thứ nhất kỳ tích. Dù là chỉ là thiên hồn, chỉ nhìn một chút, hắn liền có thể vững tin, đây là hắn đã thấy, trừ hắn bên người Dạ Lăng Phong bọn người bên ngoài, thiên phú, khí vận tối cao người. Lý Hạo Thần cùng thần dụ công chúa, đế tôn con gái vầng sáng ra thân, tại loại này khí vận trước mặt, giống như đều kém một chút cấp bậc. Một cái trưởng thành quỹ tích, cùng mình cực kỳ tương tự nhân vật. Hắn trên mặt ý cười, làm cho người như gió xuân ấm áp, ra sân về sau, hắn ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, không có nửa phần vênh váo hung hăng cảm giác, mà chính là như nhiều năm không thấy hảo hữu một dạng, nhẹ nhõm tự tại, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, nói. Đã sớm nghe nói Lâm huynh chính là thiên chi mệnh cách, khí độ siêu phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên để cho ta hiện ra hai mắt. Cùng Diệp huynh so ra, vẫn là kém một mảng lớn. Ta còn chỉ có thể ở Tử Diệu tinh trộn lẫn dưới, Diệp huynh đã sớm tại vạn tinh bầu trời chiến trường đại sát tứ phương. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, không nghĩ tới như chúng ta khiêm tốn. Diệp thần vui vẻ. Cái kia, dùng võ kết bạn. Lý Thiên Mệnh trên thực tế, là không muốn nhiều lời. Kết bạn không sai, bất quá đừng nóng vội a, thật vất vả chạm mặt, ta còn muốn nhiều tìm hiểu một chút ngươi đây. Nghe Uyển Uyển mỗi ngày nói khoác ngươi, ta nhưng đối với Lâm huynh phá lệ hiếu kỳ. Luận bàn về luận bàn, trước lúc này, kết giao bằng hữu, tâm sự. Diệp thần đạo, Uyển Uyển là vị nào? Há, chính là thần dụ công chúa. Diệp thần nói, thì ra là thế, nói chuyện phiếm ngược lại là không có vấn đề, bất quá nhiều người như vậy, đang chờ chúng ta giao phong đây. Lý Thiên Mệnh nói, khác phản ứng đến hắn nhóm, ba ngày cũng có thể chờ, không kém cái này nhất thời, phơi một phơi bọn họ. Nói thật, có thể gặp cùng mình tương tự người, đây cũng là một loại may mắn khí, nếu không phải nơi này là huyễn thiên chi cảnh, tối thiểu đến uống chút rượu cái gì. Diệp thần cười nói, cùng loại sao? Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn hắn, giống như xác thực cùng mình, có một ít cùng loại. Đối phương vô cùng hòa khí, cùng mình xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là rất dễ chịu. Diệp thần, giao hữu cũng không phải là rất thuần túy, mà chính là mang theo xâm lược tính. Theo trên bản chất, hắn muốn là đúng Lý Thiên Mệnh, hình thành một loại áp chế. Khả năng hắn nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, có chút cùng loại Lý Thiên Mệnh nhìn Dạ Lăng Phong. Nhưng trên bản chất khác biệt. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong gặp gỡ thời điểm, Dạ Lăng Phong quá nhỏ, mà lại bọn họ từng có mệnh giao tình. Lý Thiên Mệnh đã cứu hắn hai lần mệnh. Cho nên, hắn cùng Dạ Lăng Phong, tại trong tính cách, là một cái bổ sung quan hệ. Nói là một cái lồi, một cái lõm, cái kia cũng không đủ. Nhưng tại phía trên chiến trường này, mặc kệ hắn cùng Diệp Thần hai người, nói chuyện đến cỡ nào hòa khí, bọn họ đều là một thanh kiếm. Tụ cùng một chỗ, sẽ chỉ cây kim so với cọng dâu. Đơn giản cũng là, người nào áp chế người nào, vấn đề thôi. Có thể hai người bọn họ, đều thuộc về không thể để cho bất luận kẻ nào áp chế khí vận chi tử. Chủ động giao hữu, chủ động điều khiển sân, phơi lấy người quan chiến. Đây hết thảy, đều là Diệp Thần muốn chiếm cứ quyền chủ động tín hiệu. Hắn nên nắm chắc tiết tấu. Đây là hắn quen có tư duy. Nếu như Lý Thiên Mệnh để hắn tiếp tục điều khiển sân, hắn sẽ có rất lớn tâm lý ưu thế, sẽ cho Lý Thiên Mệnh, ở xa tới là khách cảm giác. Đây là một loại tâm lý áp chế. Cho nên, đồng dạng am hiểu đạo này Lý Thiên Mệnh, thực chất bên trong đều hiểu, không thể để cho đối phương tiếp tục điều khiển sân. Sau đó, tại Diệp Thần đầy mặt nụ cười, cơ hồ muốn cùng hắn kề vai sát cánh thời điểm, hắn lui về phía sau mấy bước, nói, thời điểm không còn sớm, mọi người ở bên ngoài chen chúc không dễ dàng, trước phân thắng bại, bàn lại giao tình đi. Diệp Thần sửng sốt. Hắn tiết tấu, bị đánh gãy. Lý Thiên Mệnh không có hào hứng, đi che giấu chính mình đối Diệp Thần, địch ý. Dù sao, đây là ngăn cản chính mình phía trên Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 9 đối thủ. Tuy nhiên chưa nói tới chán ghét, nhưng tối thiểu nhất, ở chỗ này hư tình giả ý nói chuyện phiếm,
cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn lười nhác khách sáo. Cả đời đều đã định trước sẽ không chạm mặt người, căn bản không sợ đắc tội hắn. Hắn lãnh đạm như vậy, không thú vị thái độ, đứng tại Diệp Thần góc độ phía trên thực tế là một loại khiêu khích. Diệp Thần cho là hắn là Tử Diệu Tinh người, trong hiện thực sớm muộn chạm mặt, chính mình trước mỉm cười mà chống đỡ, Lý Thiên Mệnh lại không lạnh không nhạt, có loại mặt nóng dán lên mông lạnh cảm giác. Theo Diệp Thần nổi danh đến bây giờ, loại tình huống này tương đối hiếm thấy. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, hắn cũng sẽ không chủ động, giao hữu. Vốn là đối chọi gay gắt. Lý Thiên Mệnh lời này vừa nói ra, càng làm cho bầu không khí trong nháy mắt lạnh ba phần. Diệp Thần cũng thu hồi nụ cười, nói, vậy cũng được, trước so tài xem hư thực, về sau có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, ai muốn cùng ngươi trò chuyện? Hắn lười nói lối ra. Mời. Lớn như vậy Tử Tiêu chiến trường, phong bão bắt đầu bao phủ. Phát giác được hai người này rốt cục cho thấy địch ý, lửa. Mùi thuốc biến đến nồng đậm, nguyên bản thì sôi trào chiến trường, tiếp tục đốt bạo. Ong ong ong. Bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh. Chiến. Coi như trong lòng lại bình tĩnh, cái này vô số Tử Diệu Tinh tu luyện giả, đều muốn Lý Thiên Mệnh, đẩy thành nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục. Oanh. Toàn thân giới tử bắt đầu rung động. Đến từ năm tầng trời ngôi sao vòng tinh luân nguyên lực tuôn ra, hội tụ vào một chỗ, hình thành lực lượng phong bạo, tại trong thân thể bao phủ. Làm cái kia rộng thùng thình trầm trọng Đông Hoàng kiếm, xuất hiện tại trong tay thời điểm, tầng thứ 6 lực lượng, Đông Hoàng vòng xoáy, cũng tăng thêm trong đó, làm đến Lý Thiên Mệnh tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 tinh luân nguyên lực, tại hùng hồn trình độ phía trên, cơ hồ đều có thể cùng thần dụ công chúa bọn người không sai biệt lắm. Đây đều là thái cổ hỗn độn cự thú thể chất cùng công pháp phẩm chất, mang đến. Tầng tầng điệp ra. Nghe nói, Diệp Thần có thể vượt qua ba phẩm giai đánh tan đối thủ, vậy hắn cộng sinh thú, hoặc là phương diện khác, khẳng định có siêu việt thường nhân chỗ. Tối thiểu nhất, công pháp nhất định không tầm thường. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực, xem kỹ lấy trước mắt cái này ôn nhuận ôn hòa thiếu niên. Tinh tướng thần cảnh cấp 7, có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp 10. Trình độ này, cùng nắm giữ 80.000 tộc hồn Canadian Dollar thủy ma tôn truyền thừa Dạ Lăng Phong, cái kia đều không khác mấy. Dạ Lăng Phong vẫn là cấp 6, trước mắt hắn đối chiến thức thần tu luyện giả, đoán chừng có thể cùng Lý Hạo Thần bất phân cao thấp. Một khi bốn cảnh đế hồn thành công, cấp 10 thức thần tu luyện giả, hắn đoán chừng đều có thể làm được. Phàm là có thể vượt qua cấp bậc chiến đấu, cơ bản mang ý nghĩa, có siêu phàm thoát tục tư bản. Nắm giữ thái cổ tà ma cộng sinh thú Lâm Tiêu Tiêu, cũng liền nhiều lắm là có thể vượt qua một phẩm giai. Đương nhiên, thái cổ tà ma mạnh nhất đặc tính, cũng không trên chiến đấu, mà ở chỗ nuốt thiên hồn tu hành. Cái này Diệp Thần, có thể cầm giữ sẽ vượt qua đế tôn con gái thiên phú, cho nên hắn có siêu thoát Tử Diệu Tinh cấp bậc tư bản, lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn qua Diệp Thần tư liệu. Nhưng những tài liệu này, đối nó cộng sinh thú miêu tả, đều so sánh mơ hồ. Bởi vậy có thể thấy được, trong đó nhất định có ảo diệu. Thí dụ như hắn cái này, Lâm Phong, trong tư liệu, liên quan tới cộng sinh thú miêu tả, đồng dạng mơ hồ. Hắn tránh thức oanh động, là cửu kiếm thức thần. Liên quan tới Diệp Thần cộng sinh thú, thái cổ tà ma, sau khi nghe xong, lấy nó hỗn loạn trí nhớ làm cơ sở, làm một chút suy đoán. Mà bây giờ, nghiệm chứng thái cổ tà ma thuyết pháp, có chính xác không thời điểm, đến. Lý Thiên Mệnh đầu tiên, để cho mình cộng sinh thú, theo trên da, hình xăm, bên trong đi ra. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, toàn bộ vào chỗ. Hỏa diễm chim nhỏ tại đỉnh đầu đốt cháy, màu đen mèo lười tại hai chân ở giữa buồn ngủ, như núi cao hai đầu thần long bắt đầu chạy vòng, già thiên tế nhật đại thụ che trời nở rộ, năm loại bông hoa toàn diện mở ra, hào quang đoạt người. Còn có vô số khác biệt hình thái kim loại côn trùng, đã trải rộng chiến trường. Lý Thiên Mệnh lần này, ghi chép Ngân Trần 2 triệu thân thể. Những thứ này thân thể, để hắn toàn thân cao thấp đều biến thành ngân sắc. Chỉ có nó rơi trên chiến trường thời điểm, Lý Thiên Mệnh ra thịt, mới khôi phục bình thường. Đây chính là Lâm Phong huyết thần khế ước cộng sinh thú. Vô số ánh mắt rơi vào Huỳnh Hỏa trên người của bọn nó. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, tại Tử Diệu Tinh tu luyện giả trong mắt, tuy nhiên không phải mắt sáng nhất, nhưng cũng làm cho người hiếu kỳ, rung động, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này năm cái cộng sinh thú, cùng Diệp Thần cộng sinh thú,
mặc kệ là chủng loại vẫn là thần dị, đều quá tương tự. Quả thực cũng là nhược hóa bản diệp thần cộng sinh thú. Lâm Phong còn có cửu kiếm thức thần, đây mới là hắn mạnh nhất thiên phú. Cộng sinh thú liền xem như, nhược hóa bản, vậy cũng đầy đủ. Hắn cộng sinh thú, nếu có thể cùng diệp thần một dạng khủng bố, cái kia diệp thần đều không cần chơi. Nghe nói trong miệng mọi người, huỳnh hỏa bọn họ, lại là diệp thần cộng sinh thú, nhược hóa bản, Lý Thiên Mệnh tâm lý cười. Ta nghe qua một cái thuyết pháp, bọn họ nói diệp thần mười mấy tuổi thời điểm, nguyên sinh cộng sinh thú chết rồi, khi đó hắn thiên phú rất thấp, không có chút nào chói sáng, bây giờ cái này năm đầu cộng sinh thú, cũng đều là dựa vào huyết thần khế ước làm, không biết thật giả. Ta cũng nghe qua thuyết pháp này, dù sao, hắn là 10 năm trước bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp theo địa thánh cảnh giới, trùng kích đến bây giờ, chỉ tốn không đến 10 năm. Mà lại, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Mọi người ào ào nghị luận, so sánh bọn họ, không có gì vui bằng. Lâm Phong khát vọng xuất chiến, Diệp Thần cũng phải lên. Hai cái này lại đất lại đại chúng tên, thật là khiến người ta bất lực đậu đen rau muống, quả nhiên thủ loại này tên mới là thiên chi kiêu tử. Ta muốn cho nhi tử ta lấy tên Diệp Phàm. Thôi đừng chém gió, tới, Diệp Thần cộng sinh thú. Tại cái này oanh minh chiến trường hào quang chiếu rọi phía dưới, Diệp Thần đứng tại tinh quang hội tụ chỗ. Hắn vẫn mặt mỉm cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, cái kia quần áo hạ trên da, từng đạo đen nhánh hình xăm, bắt đầu hướng bàn tay vọt tới. Ong ong, vặn vẹo hình xăm màu đen phía trên, quỷ dị hắc vụ bắt đầu bốc lên. Cái kia đường vân đến lòng bàn tay về sau, bắt đầu rời khỏi thân thể, vậy mà tại Diệp Thần trên bàn tay, ngưng kết ra một cái chim thần màu đen. Con chim này thực sự quá đen. Liền tròng trắng mắt đều không có, tựa như là một đoàn trí thức. Tại thành hình quá trình bên trong, nó trên lông vũ, thậm chí còn xuất hiện hắc sắc điện xà. Đương nhiên cái này hắc sắc điện xà, không phải Miêu Miêu Hỗn Độn Lôi Đình. Nó lộ ra âm u mà quỷ dị, từng đạo điện xà quấn quanh. Để cái này chim thần màu đen thân thể, xem ra tựa như là một cái vòng xoáy. Cứ như vậy một con chim nhỏ, xem ra uy thế xác thực 10 phần. Nó trên người có một loại hết sức rõ ràng, thái cổ tà ma cảm giác. Dù là bộ dáng khác biệt, thế nhưng là cái này chủng ma khí, hắc ám, tĩnh mịch, hung tàn cảm giác, lại như da vừa rút lui. Nó mở ra hai cánh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng lạnh lùng rít lên. Rõ ràng cũng là một chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ, thân thể nho nhỏ, lại phát ra xuyên thấu tử tiêu chiến trường thanh âm, để bên ngoài vô số người nhìn không được bịt lấy lỗ tai. Cái này một tiếng rít, xem như cho đối thủ, cho người xem, đều tới một lần hạ mã uy. Trông thấy cái này hắc điểu, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Mọi người đem huỳnh hỏa bọn họ, nhìn thành, nhược hóa bản, diệp thần cộng sinh thú, xác thực có đạo lý. Quá giống, mà lại càng lóa mắt. Đương nhiên, mọi người xem nhẹ huỳnh hỏa bọn họ, một phương diện cũng là Lý Thiên Mệnh thức thần quá chói sáng. Một phương diện khác, tuyệt đối có cảnh giới nguyên nhân. Thế mà, cái này một cái quỷ dị màu đen lôi đình chim nhỏ, chỉ là diệp thần cộng sinh thú một trong. Cùng lúc đó, đại lượng hình xăm theo thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành còn lại bốn cái cộng sinh thú. Ngũ sinh ngự thú sư. Năm đầu cộng sinh thú, đều rất bỏ túi, toàn bộ đều có thể đặt ở bàn tay phía trên. Nhưng, cái này tuyệt đối không phải bọn họ, sau cùng bộ dáng. Con thứ hai cộng sinh thú, cùng loại kỳ lân, toàn thân thiêu đốt hắc hỏa, miệng rất lớn, đồng dạng toàn thân đen nhánh, có một loại theo tranh thủy mặc bên trong đi ra cảm giác. Đặc thù rõ rệt nhất là, con mắt của nó đồng dạng không có tròng trắng mắt, xem ra có điểm giống là nguyên thủy chi môn một dạng vòng xoáy, lộ ra quỷ dị mà âm u. Lý Thiên Mệnh trở về nhìn cái thứ nhất hắc điểu. Phát hiện nó cái kia như hắc đậu một dạng tỉ mỉ ánh mắt, trên thực tế cũng không có nhãn cầu. Đồng dạng là hắc ảm vòng xoáy, đoạt người tâm phách, đây cũng là nó lộ ra quỷ dị nguyên nhân. Con thứ ba cộng sinh thú, là một cái màu đen bạch tuộc, không cần nhiều lời, nó đồng dạng toàn thân trí thức, hắc đến cực hạn, nhất làm cho người hoảng sợ là nó xúc tu, mỗi một điều trên xúc tu, đều có vô số như là miệng một dạng, giác hút, tạm thời đến xem, những cái kia giác hút đều rất nhỏ. Nhưng một khi con bạch tuộc này biến lớn, cái kia chính là đếm vạn trở lên miệng. Đầu thứ tư cộng sinh thú, thì là một đầu màu đen côn trùng, nó quay quanh tại Diệp Thần trên cổ, giống như là một sợi dây chuyền, toàn thân cao thấp chỉ có đầu đuôi bên trong hai cái địa phương có hai cái cửa con, đây là tiêu chuẩn lại rõ ràng mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Nhưng khác biệt chính là,
nó cùng còn lại cộng sinh thú một dạng, có một cỗ đặc thù khói đen che phủ, cực kỳ âm u quỷ dị, cái kia nhúc nhích phương thức, đều gọi người tê cả da đầu. Còn có con thứ năm cộng sinh thú. Đó là một gốc thua ở Diệp Thần trên cánh tay màu đen hoa ăn thịt người. Đóa hoa này giống như một cái mãnh thú đầu lâu một dạng, miệng chiếm cứ toàn thân hơn phân nửa, nói là một đóa hoa, kỳ thật có một dạng thâm uyên một dạng miệng to như chậu máu, phía trên phủ đầy cá mập một dạng hàm răng, trong miệng tràn đầy màu đen dịch nhờn, tựa hồ còn có huyết nhục cặn bã. Thật là đúng dịp. Xem hết Diệp Thần cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đều không khỏi không cảm khái một câu. Lý Thiên Mệnh có chim, hắn cũng có. Chỉ là, hắn là một cái hắc ám lôi đình chim nhỏ. Lý Thiên Mệnh có đại biểu thú chạy miêu miêu, Diệp Thần cũng có. Cái kia một đầu hắc hỏa kỳ lân, xem ra cũng không tệ. Lam Hoang Hải Lục toàn năng, đối phương không có có thần long, nhưng lại có một cái bạch tuộc cộng sinh thú, có vô số xúc tu, rõ ràng trong nước bá vương, mà lại rất có thể còn có kịch độc. Cái kia đóa hoa ăn thịt người, cũng là thực vật hệ cộng sinh thú. Liền mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, Diệp Thần cũng đều có. Phi cầm, thú chạy, thủy sinh, mẫu hoàng, thực vật. Cơ hồ mỗi một loại, hai người đều có. Quả thực thì là một loại phối trí. Khác biệt duy nhất chính là, Diệp Thần cái này năm đầu cộng sinh thú, là cùng một chỗ xuất sinh. Mà, Lý Thiên Mệnh thì là một cái ấp trứng. Diệp Thần cộng sinh thú, có một chỗ, cùng Lý Thiên Mệnh lớn nhất tương tự. Cái kia chính là, chỉ xem chủng loại, giống như cũng không có cao đoan đi nơi nào, tựa hồ còn không có thần dụ công chúa tinh hà cự thú chói sáng, nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể cảm thụ được đi ra, cái này năm cái cộng sinh thú, mỗi một đầu, đều cùng hắn trước đây gặp qua tất cả cộng sinh thú, đều rất không giống nhau. Bọn họ lạnh lùng, âm u, giống như là hung thú. Mà lại, còn không phải thú dữ bình thường. Lý Thiên Mệnh gặp qua cùng bọn họ lớn nhất tương tự cộng sinh thú, cũng là thái cổ tà ma. Ong ong ong. Đúng vào lúc này, không ra ngoài hắn dự liệu sự tình phát sinh. Diệp Thần buông lỏng tay, trong tay chim thần màu đen, triển khai hai cánh, đang lao vùn vụt quá trình bên trong, tại một cỗ hắc ám phong bạo bao phủ phía dưới, thân thể của nó không ngừng mở rộng, bay đến Diệp Thần trên đỉnh đầu thời điểm, dương cánh đã đạt đến ngàn mét, cùng huỳnh hỏa tương đương. Quả nhiên, cặp mắt của nó, bị cao tốc xoay tròn hắc ám vòng xoáy thay thế, căn bản không nhìn thấy điểm sao. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể theo trên tình báo biết được, Diệp Thần tất cả cộng sinh thú, đều là thất tinh thần thú. Phương diện này phẩm cấp so miêu miêu bọn họ bốn cái cao. Rất hiển nhiên, cảnh giới, điểm sao, là đối phương ưu thế. Xì xì xì, lít nha lít nhít hắc sắc điện xà, tại cái này chim thần màu đen trên cánh dây dưa, một lần vỗ cánh, nửa bên bầu trời, đều bao phủ lôi điện mây đen, chói tai tiếng rít âm, bao phủ chiến trường, vô cùng cổ lão. Hoang vu hung thú khí tức, tại cái này hắc điểu trên thân bao phủ ra. Cái kia vòng xoáy một dạng hai mắt, đang đem bên trong thiên địa vô tận lôi đình, hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, cái kia hắc hỏa kỳ lân tại bôn tẩu thời khắc, đồng dạng hóa thân thành cự thú. So miêu miêu đế ma hỗn độn còn lớn hơn. Đến mức cái kia màu đen bạch tuộc, quả thật đúng là không sai, biến đến so thần điểu, kỳ lân đều muốn to lớn. Nó xúc tu như tiên tiên nhánh cây một dạng. Ùn ùn kéo đến, mà lại mỗi một cái trên xúc tu, đều có lít nha lít nhít giác hút. Mỗi một cái giác hút phía trên, vẫn là loại kia hắc ám vòng xoáy. Còn có cái kia tại Diệp Thần trên cổ hắc ám nhục trùng, chui vào trong lòng đất, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, tiếp theo trong nháy mắt, từng cái màu đen nhục trùng, theo trên mặt đất bò lên. Cái này tiểu nhục trùng hắc vụ lượn quanh, phía trước phía trên mọc ra một đôi dữ tợn mặt quỷ, quỷ dưới mặt có một cái to lớn giác hút. Giác hút bên trong tràn đầy như lưỡi hái một dạng đảo lại hàm răng. Còn có sau cùng màu đen hoa ăn thịt người, cắm rễ mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này hắc vụ lượn quanh hoa ăn thịt người, đã có thể cùng tiên tiên địa vị ngang nhau. Toàn bộ biến thành cự thú. Cái này khiến nửa cái tử tiêu chiến trường, đều lâm vào trong hắc vụ, tốt hướng bên này đã bị hắc ám thống trị. Oanh! Cái này năm đầu cộng sinh thú ra sân. Xác thực muốn so huỳnh hỏa bọn họ cao điệu rất nhiều. Nó trên người chúng cổ lão sát khí quá nặng. Mỗi một đầu dáng vẻ, đều hung hãn đến cực hạn, khiến người ta lưng phát lạnh. Như thế vừa so sánh, cái kia còn vùi ở Lý Thiên Mệnh dưới chân ngủ ngon miêu miêu, quả thực manh ngu xuẩn đến giống cái kẻ ngu. Mãnh liệt như thế so sánh,
đệ tử Tiêu Chiến Trường đám người bên trên, hơn phân nửa đều tại vì Diệp Thần mà cuồng hô. Quá hung mãnh, đây chính là khí thế a. Lâm Phong cộng sinh thú, đều quá ôn thuận, hoàn toàn chống đỡ không nổi thiên tài của hắn danh tiếng, cái này vừa hiện thân, quả thực để Diệp Thần nghiền ép. Không có việc gì, chỉ cần Lâm Phong tế luyện ra cửu kiếm thức thần, liền có thể cùng Diệp Thần đứng ngang hàng. Một trận chiến này, trên bản chất cũng là thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư đối kháng. Lâm Phong khẳng định cũng là Tử Tiêu đế cung. Tràng diện càng đốt, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Cái kia người mặc thuần trắng trường bào Diệp Thần, xem ra sạch sẽ ánh sáng mặt trời, nụ cười trên mặt cũng phá lệ thanh tịnh, thế nhưng là bên cạnh hắn, cái này năm cái cộng sinh thú, đều bao phủ tại hung sát trong sương mù, như là cổ lão ma quỷ buông xuống trần thế. Khí tức âm sâm bao phủ toàn trường, mỗi một đầu đều không thể che giấu bọn họ cùng loại thái cổ tà ma loại kia trên bản chất dữ tợn. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, một đen một trắng. Hung sát cùng ánh sáng mặt trời, tinh khiết cứ thế mà kết nối cùng một chỗ. Tương phản cùng trùng kích quá lớn. Bị hung sát vây quanh người, nội tâm của hắn, sao có thể như bề ngoài xem ra một dạng người vô hại và vật vô hại. Cảm giác như thế nào? Diệp Thần mỉm cười hỏi. Một sạch sẽ người, tâm lý ở năm cái ma quỷ. Có ý tứ, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ma quỷ, thế gian thủ đoạn, chỉ có cao thấp, không có thiện ác, mấu chốt là phải nhìn dùng như thế nào, xem ai đến dùng. Diệp Thần vui vẻ nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh không nghi vấn câu nói này. Nhưng hắn lại khẳng định, cộng sinh thú huyết mạch, vẫn là sẽ đối với ngự thú sư, tạo thành một số tính cách ảnh hưởng. Hắn cảm thụ rất sâu. Hắn kế thừa thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, cũng là như thế. Chỉ là hắn tu luyện đế hoàng thần ý, có thể trấn áp lại loại này trong huyết mạch nóng này. Còn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đến phân gánh, đi cải biến thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn không biết Diệp Thần như thế nào khống chế. Nhưng là, cái này năm đầu cộng sinh thú xuất hiện về sau, Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể xác định, thái cổ tà ma phán đoán là chính xác. Đây chính là cái gọi là, đại hoang hỗn nguyên thú, đúng không? Huỳnh Hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, mắt trợn trắng lên, một mặt khinh thường nói. Đúng, thuộc về quỷ thần nguyên tổ, một loại. Cần phải 8-9 phần 10, Lý Thiên Mệnh nói. Có thái cổ tà ma tại, Lý Thiên Mệnh liền có thể nhìn ra cái này Diệp Thần lai lịch chân chính. Đại hoang hỗn nguyên thú. Đây chính là hắn tư bản. Muốn nói, đại hoang hỗn nguyên thú, đầu tiên phải nói, quỷ thần nguyên tổ. Cái này cùng quỷ thần tộc có quan hệ. Mọi người đều biết, quỷ thần tộc kỳ thật không thể tính toán nhân tộc. Bọn họ cùng nhân tộc ở giữa huyết mạch liên lụy, lớn xa hơn thức thần tu luyện giả cùng ngự thú sư ở giữa huyết mạch liên lụy. Quỷ thần tộc đại bộ phận, đều nắm giữ thông qua nuốt ăn thú loại huyết nhục, đến tăng cường nhục thân năng lực. Loại năng lực này, trên thực tế liền đến tự quỷ thần nguyên tổ. Quỷ thần nguyên tổ, ý tứ cũng là quỷ thần tộc tổ tiên. Quỷ thần tộc chỉ là kế thừa bọn họ một phần nhỏ huyết mạch, so sánh quỷ thần tộc, bản chất của bọn chúng, càng không phải là người, mà là một loại hung thú. Một loại trong truyền thuyết, vô cùng cổ lão, có trí khôn, còn có thể trong tinh không sinh tồn, quét ngang hàng tinh nguyên thế giới tinh không hung thú. Bản chất của bọn chúng, là có thể nuốt ăn còn lại thú loại, thậm chí nuốt ăn đồng loại, không ngừng trưởng thành. Bọn họ có thể làm được, không cần thần ý, chỉ dựa vào nhục thân đến trưởng khống lực lượng. Đây là hiện tại, gà mờ hậu nhân, quỷ thần tộc, đều không cụ bị năng lực. Quỷ thần tộc, cũng cần thần ý đến phụ trợ. Thái cổ tà ma, đồng dạng có thôn phệ năng lực, nhưng là bọn họ thôn phệ chính là trời hồn, hiệu suất càng cao. Cho nên, thái cổ tà ma, nhưng thật ra là quỷ thần nguyên tổ, họ hàng gần. Bọn họ đều thuộc về trong tinh không siêu cấp hung thú, mà lại đều có rất lớn tộc quần. Đương nhiên, thái cổ tà ma chủng loại không nhiều, thế nhưng là quỷ thần nguyên tổ, rất nhiều. Cho đến ngày nay, còn có thể tinh không bên trong ngao du, sinh tồn hung thú rất nhiều, nhưng là có trí khôn, quỷ thần nguyên tổ cơ hồ đã diệt tuyệt. Nó là trong tinh không cổ lão thời đại sản phẩm. Trí tuệ, là khác nhau quỷ thần nguyên tổ cùng phổ thông tinh không hung thú căn bản. Trong lịch sử quỷ thần nguyên tổ, làm quỷ thần tộc thú loại tổ tiên, bọn họ đều nắm giữ lực lượng rất mạnh. Mạnh nhất, thậm chí có thể cùng thái cổ tà ma so sánh. Trong đó, đại hoang hỗn nguyên thú, cũng là quỷ thần nguyên tổ, một loại. Thái cổ tà ma họ hàng gần. Bọn họ càng khuynh hướng huyết nhục chiến đấu lực,
thực chất bên trong đều là hung tàn. Lý Thiên Mệnh trong đầu, xuất hiện cổ lão trật tự tinh không, cái kia kết bè kết đội, quỷ thần nguyên tổ, tiến vào hằng tinh nguyên thế giới, trắng trợn phá hư, nuốt ăn vô số cộng sinh thú hình ảnh. Tuy nhiên rất mạnh, nhưng, cái này cùng thái cổ hỗn độn cự thú mộng cảnh, cuối cùng không phải một cái cấp bậc. Bất quá, không thể không nói, thái cổ hỗn độn cự thú không biết tao ngộ cái gì, thoái hóa đến 10 phần triệt để. Đồng dạng là làm lại từ đầu, cái này vài đầu đại hoang hỗn nguyên thú, cùng thái cổ tà ma một dạng, đều biểu hiện có thể hù sợ tử diệu tinh sát khí. Bất quá, biết được bản chất của bọn chúng về sau, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa bọn họ, ngược lại càng bình tĩnh. Coi như hắn có năm đầu thái cổ tà ma tốt, một dạng đánh. Mà lại, nói không chừng bọn họ, còn không bằng thái cổ tà ma đây. Nói như thế, nhưng là chịu không được đối phương điểm sao tầng thứ cùng cảnh giới cao A. Nghiêu bức có thể thổi, có thể Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, xác nhận đối phương cũng là đại hoang hỗn nguyên thú về sau, ngược lại nói rõ Diệp Thần đối thủ này, khó đối phó hơn. Hắn cùng đại hoang hỗn nguyên thú, cộng sinh tu luyện, tối thiểu có 10 năm. Rất hiển nhiên, đối phương kinh lịch ngược lại cùng Lâm Tiêu Tiêu không sai biệt lắm. Bọn họ đây mới thật sự là huyết thần khế ước. 10 năm tu luyện, chinh chiến, lẫn nhau ở giữa chiến đấu ăn ý, đều rất đáng sợ. Quan trọng vẫn là cảnh giới. Nếu như đối phương là cấp 7, Lý Thiên Mệnh tối thiểu còn kém hắn tam giai. Cái này dẫn đến hắn cùng huỳnh hỏa bọn họ, tại tinh luân nguyên lực phía trên, là ở thế yếu. Đến mức huyết mạch phương diện. Nhìn xem ngân trần tại hiện thực thế giới công hiệu liền biết, dù là thái cổ hỗn độn cự thú càng tuổi nhỏ, bọn họ trưởng thành cực hạn, không phải đại hoang hỗn nguyên thú có thể so sánh. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Nói như vậy, cái này Diệp Thần, đại hoang hỗn nguyên thể, cũng tu luyện tối thiểu thời gian 10 năm. Ước vạn năm trước thì tồn tại quỷ thần nguyên tổ, xứng với Diệp Thần quét ngang vạn tinh bầu trời chiến trường mặt bài. Có điều, thái cổ tà ma, còn có cái này đại hoang hỗn nguyên thú, bọn gia hỏa này đến cùng gặp cái gì, nguyên một đám trọng thương, chật vật đến tìm nhân tộc cộng sinh. Bí mật này, thái cổ tà ma chính mình cũng không biết. Hắn trí nhớ đều loạn. Cho nên, gặp phải bọn họ về sau, thái cổ tà ma là phi thường bức thiết, muốn hỏi bọn họ, phải chăng minh bạch vấn đề này. Trước lúc này, Lý Thiên Mệnh trước phải chịu đựng lấy, cái này năm đầu đại hoang hỗn nguyên thú chân áp. Bọn họ đến cùng mạnh đến trình độ nào, Lý Thiên Mệnh còn không có khái niệm đây. Tối thiểu nhất, bọn họ sẽ ở hằng tinh nguyên thế giới tìm người cộng sinh, mà không phải như thái cổ tà ma một dạng, chạy đến chim không thèm ị hạt bụi thế giới. Cái này đã định trước Diệp Thần khởi điểm, cao hơn Lý Thiên Mệnh Lâm Tiêu Tiêu mấy trăm lần. Hiện tại nếu có thể trực tiếp đuổi kịp, cái kia cũng nói thái cổ hỗn độn cự thú cùng thái cổ tà ma so với chúng nó khủng bố. Hít sâu một hơi. Tại vạn chúng sôi trào ở giữa, Lý Thiên Mệnh bên người, ngũ đại cộng sinh thú đồng dạng biến hóa. Thí dụ như huỳnh hỏa, tại đối diện cái kia hắc điểu khiêu khích dưới, nó đồng dạng triển khai hai cánh, bay vút thượng thiên, dương cánh ngàn mét. Hai cái thần điểu, một cái hỏa diễm đốt cháy, một cái lôi đình dây dưa, bốn mắt nhìn nhau, rất khí trùng thiên. Miêu miêu cũng bị đánh thức, uể oải biến thành đế ma hỗn độn. Meo, nó còn có chút mơ hồ. Cái này ngốc không kéo mấy cái, ngủ được ngã trái ngã phải bộ dáng, cùng đối diện cái kia hắc hỏa kỳ lân, xem ra hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng tối thiểu nhất, miễn cưỡng đối kháng mặt bài vẫn là có. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng cái này năm đầu cộng sinh thú, cùng một chỗ hướng về đối diện áp đi. Ngươi thức thần đâu? Diệp Thần kinh ngạc nói. Xem trước một chút, ngươi có hay không bản sự, để cho ta xuất ra thức thần đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước không ra thức thần, trên thực tế là bởi vì huỳnh hỏa bọn họ, chiến ý đốt cháy, muốn cùng đối diện đơn đấu. Nếu như đều là tinh tướng thần cảnh cấp 7, vậy khẳng định là nghiền ép. Hiện tại, sợ là sẽ phải bị nghiền ép. Lý Thiên Mệnh một mực rất điệu thấp, có thể câu nói này lại cuồng đến làm cho người phát run. Trong lúc nhất thời, quá nhiều người không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. Hắn muốn cùng Diệp Thần, trước so cộng sinh thú. Khó có thể lý giải được. Hắn đoán chừng không biết đến, tử diệu tinh tối đỉnh cấp huyết mạch cộng sinh thú đáng sợ. Diệp Thần cộng sinh thú, cũng là biến thái kỳ tích, vô số sự thật, đều đã chứng minh điểm này, liền thần diệu tộc tinh không cự thú, đều cúi đầu xưng thần. Có rất nhiều người, mê tín cái này đại hoang hỗn nguyên thú. Lý Thiên Mệnh câu nói này nói ra miệng,
duy nhất người cười cũng là Diệp Thần. Hắn nhẹ gật đầu, nói, cũng được, dù sao ngươi cộng sinh thú, cũng thật có ý tứ. Đúng thế, nói không chừng kê ra còn là mấy người các ngươi tổ tiên. Huỳnh Hỏa không khách khí chút nào nói. Như thế khiêu khích, đối diện đại hoang hỗn nguyên thú nhóm, cũng không có giễu cợt. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều bảo trì lấy thực chất bên trong hung sát cùng lạnh lùng. Tựa hồ chỉ các loại Diệp Thần một cái tín hiệu, bọn họ liền sẽ xé xác đối thủ. Ông, chỉ cần Diệp Thần một ánh mắt biến hóa. Hắc điểu, kỳ lân, bạch tuộc, hoa ăn thịt người, còn có kia quỷ mặt nhục trùng đại quân, liền đã dục dịch. Tại nó trên người chúng cổ sát khí bao phủ thời điểm, cái kia giữ tợn sát cơ, đã giống như là biển gầm phóng tới Huỳnh Hỏa bọn họ. Ai là ai nhược hóa bản? Oanh! Tại song phương thế như thủy hỏa, như oan gia tụ đầu thời điểm, chiến đấu bạo phát. Mọi người đệ nhất ánh mắt, vẫn là tập trung tại Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần hai cái ngự thú sư trên thân. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, mọi người sớm thì kiến thức qua. Bọn họ không phát hiện được đặc thù. Ngược lại là Diệp Thần xuất ra binh khí thời điểm, lại gây nên một trận ồn ào. Bát giai trật tự thần binh, đại tự tại vô thần kích. Tiêu Diêu Tinh Đế đã từng binh khí. Nếu là không có tôn huyết, sợ là thần Dương Vương cảnh đỉnh phong tiền bối, đều chưa hẳn thuần phục được loại này thần binh. Bát giai. Đây quả thật là cao nữa là. Phải biết, Lý Hạo Thần đều không có bát giai đây. Ngoại trừ Cửu Long Đế Táng Đản sinh hai cái ngoài ý muốn, trật tự chi địa bên này, phải là Lý Vô Song loại này cấp bậc, mới có thể nắm giữ bát giai trật tự thần binh. Mạnh như Hiên Viên Long Tông, tại Cửu Long Đế kiếm trở về trước đó, bọn họ bát giai trật tự thần binh, chỉ có một thanh. Toàn bộ Tử Diệu Tinh cùng trật tự chi địa, bát giai trật tự thần binh, đếm tính ra không quá được. Một cái không đến 30 tuổi tiểu bối, trên tay đều có loại này thần binh, cũng khó trách hắn có thể tại vạn tinh bầu trời chiến trường quật khởi. Liên quan tới cái này, đại tự tại vô thần kích, điển tịch, Lý Thiên Mệnh nghe nói qua. Đó là Diệp Thần tại Tử Diệu Tinh một trận cùng loại vô thiên chi chiến tranh phong bên trong, tại một chỗ tinh không bí cảnh, đoạt được. Hắn tại cái kia một trận tranh phong, lấy được tất cả bảo vật, còn chiếm được một vị trăm vạn năm trước, Tiêu Diêu Tinh Đế truyền thừa. Cái kia Tiêu Diêu Tinh Đế, nghe nói đến từ mạnh hơn hàng tinh nguyên thế giới, mà không phải Tử Diệu Tinh thổ dân, tuyệt đối là một vị tinh không đại năng. Tiêu Diêu Tinh Đế truyền thừa, đặt vững Diệp Thần phương diện tu luyện cơ sở. Giờ phút này, hắn tay nắm cái kia, đại tự tại vô thần kích, có một loại Tiêu Diêu Tinh Đế buông xuống cảm giác. Cái kia màu trắng tinh, thiết kế vô cùng ngắn gọn chiến kích, đồng dạng rất phù hợp khí chất của hắn. Vung vẩy ở giữa, một thanh chiến kích, biến hóa ngàn vạn. Mỗi một đạo quý tích, đều có một loại đại phồn nhược giản huyền ảo. Nhất thương, hai nhận, hợp lại ba nhọn, bộ phận lưới, kích thân, đều chính là bát giai thiên địa thần khoáng, tự tại vô thần thép, tạo thành thì, ở trong chứa bát giai nguyên tố thần tai tối thiểu mấy loại. Có hừng hực ánh sáng, lập lòe tinh thần, mỗi một loại đều sát khí kinh người. Đại hoang hỗn nguyên thú, Tiêu Diêu Tinh Đế truyền thừa, đại tự tại vô thần kích. Diệp Thần đây tuyệt đối là thuần túy, nhân vật chính, mặt bài. Nói một cách khác, hắn cũng là Tử Diệu Tinh, nhân vật chính. Nguyên bản chỉ có tiểu soái, Diệp Thần, tại những thứ này tư bản gia chỉ dưới, hiện tại thì đẹp trai phát nổ. Trong lúc nhất thời, ước vạn cô nương trẻ tuổi, phát ra thể xác tinh thần cùng một chỗ luân hãm cuồng nhiệt thét lên. Dường như từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều muốn dùng hắn lập lòe, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Há, tư bản thật sự là hùng hậu a. Lý Thiên Mệnh có thái cổ hỗn độn cự thú, hắn có đại hoang hỗn nguyên thú. Lý Thiên Mệnh có hỗn độn thần đế truyền thừa, hắn có Tiêu Diêu Tinh Đế truyền thừa. Thế mà, là một cái cấp bậc sao? Vậy cần thời gian nghiệm chứng. Tại cái này, đại tự tại vô thần kích, làm ra trong nháy mắt, song phương một người ngũ thú, liền bạo loạn giết đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Điểm sao, cảnh giới đều rất thấp thái cổ hỗn độn cự thú, tại huyễn thiên chi cảnh không thể hiện được ngân trần năng lực tình huống dưới, vừa mới tranh đấu, thì hiện ra một số thế yếu. Làm bạo cái này gân gà. Huỳnh Hỏa la hét kêu to, để mắt tới cái kia màu đen lôi đình thần điểu. Đối phương hình thái, cũng là một loại phượng hoàng. Chỉ bất quá lộ ra hắc ám, dư tợn, hung sát, không có chút nào thủy thú khí tức. Trong mộng giao chiến, đồng dạng chân thực. Nó lười nhắc nhiều lời, trực tiếp một chiêu tân thần thông, Thái Dương thần bảo. Hoàn toàn mới luyện ngục hỏa,
tăng lên nó chỗ có thần thông năng lực, ngàn mét cự điểu vỗ cánh bay trên trời, toàn thân hắc ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Quang mang lập lòe ở giữa, huỳnh hỏa như là mặt trời chói chang phóng tới đối thủ. Ha ha! Đối diện hắc điểu cười lạnh, đối với nó uy lực này quả thực chẳng thèm ngó tới. Nó triển khai hai cánh, cái kia lớn như vậy trên cánh, hội tụ ước vạn hắc sắc điện xà. Tiếp theo trong nháy mắt, những cái kia cuồng bạo điện xà dâng trào mà ra, hình thành đầy trời lưới điện, ùn ùn kéo đến mà đến, muốn vây khốn huỳnh hỏa. Đây là thần thông, hỗn nguyên điện võng. Này hình hình dáng cùng miêu miêu vạn cực điện võng giống nhau, nhưng loại hình có khác biệt rất lớn. Cùng là thất tinh thần thú, huỳnh hỏa cùng cái này hắc điểu ở giữa quyết đấu, dẫn nổ chiến trường. Ầm ầm, kinh thiên nổ tung, ở trên không chấn động ra đi. Lôi hỏa kích động, tại tử tiêu chiến trường phía trên tạo nên mây hình nấm. Nổ tung hỏa diễm cùng lôi điện, như là mưa to một dạng từ trên trời rơi xuống. Ta ngất, còn thật rất mạnh. Huỳnh hỏa toàn thân cháy đen, vỗ cánh bay trở về đến Lý Thiên Mệnh bên người. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, có thể ánh mắt của nó vẫn rất nóng. Tại nó đối diện, cái kia có hắc điểu trên thân, đồng dạng bị thiêu đến bốc khói, còn có rất nhiều mấp mô. Lúc này thời điểm, huyễn thiên chi cảnh bên trong, thanh linh tháp hiệu dụng bị cắt giảm thế yếu thì đi ra. Loại thương thế này muốn là ở bên ngoài, rất nhanh liền có thể khôi phục. Có thể ở chỗ này, khôi phục chậm chạp, rất ảnh hưởng chiến đấu lực. Không có sao chứ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không sao, bất quá các đệ đệ muội muội phẩm cấp kém một chút, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Huỳnh Hỏa nói. Tạm thời còn không có thất tinh vũ trụ thần nguyên, để chúng nó tiến hóa. Thành tựu thất tinh thần thú sẽ có một lần thuế biến, đây là Lý Thiên Mệnh tại tài nguyên tu luyện phía trên, không như lá thần địa phương. Tối thiểu nhất người ta sớm tại đế tôn thiên hồn bên kia tu luyện đã lâu. Rầm rầm rầm, tử tiêu chiến trường phía trên, thần thông quyết đấu oanh tạc, tại cái này khai chiến thời khắc, đưa tới vô số người cảm thán. Cơ hồ tại huỳnh hỏa động thủ thời điểm, đế ma hỗn độn liền đã cùng cái kia hắc hỏa kỳ lân đụng vào nhau. Cả hai đồng dạng là lôi đình hỏa diễm quyết đấu. Dựa theo thông lệ, Miêu Miêu căn bản sẽ không làm cho đối phương nhích lại gần mình, nó có đế ma thiên dực về sau, hoàn toàn có thể kéo ra thân vị dùng lôi đình thần thông oanh tạc, nhưng đối phương có thể không ăn chay. Nó hỏa diễm thần thông cực kỳ nổ tung, một chiêu, thôn minh hỏa động, để trên chiến trường trải rộng tiếp tục xoay tròn ngọn lửa màu đen vòng xoáy, điên cuồng hút vào, tạo thành cùng loại lĩnh vực hiệu quả, dùng cái này đạt thành để miêu miêu hàng nhanh mục đích. Lam Hoang thì tại cái kia màu đen bạch tuộc vô số xúc tu dây dưa bên trong, lựa chọn ngã xuống đất tử vong phiên cổn, dùng trên thân cái kia bén nhọn gai nhọn, đâm xuyên qua màu đen bạch tuộc xúc tu, bất quá cái kia bạch tuộc trên xúc tu giác hút, có thể sinh ra chí mạng hấp lực. Mỗi một cái giác hút bên trong, thậm chí đều xuất hiện một cái màu đen gai nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua vảy rồng, nội bộ độc dịch, hướng về Lam Hoang thể nội điên cuồng quán thâu mà đi. Rầm rầm rầm. Lam Hoang thi triển trạm Lam Hải Ngục, đem đối thủ kéo vào trong nước, có thể ngay cả như vậy, đều không vung được cái này toàn thân đều là gai nhọn màu đen bạch tuộc. Còn bạch tuộc này khủng bố năng lực ở chỗ, lại sinh, dù cho Lam Hoang cắn rơi mất nó rất nhiều xúc tu, nó đều có thể lập tức sinh ra. Quả thực cũng là một đầu bất tử thú. Nhìn thấy bây giờ, cái này một cái màu đen bạch tuộc gồm cả cận chiến, quấn quanh cùng kịch độc, mới là đối diện khó dây dưa nhất, đối Lam Hoang khắc chế so sánh lớn, Lam Hoang quá mức cương mãnh, mà gia hỏa này hoàn toàn là lấy nhu thắng cương. Khác ngoài chiến trường phía trên, tiên tiên đại chiến hoa ăn thịt người, đại khái là huyết thống áp chế, nó bên này phần thắng so sánh lớn, cái kia hoa ăn thịt người nuốt ăn huyết nhục lợi hại. Có thể đụng tới tiên tiên màu đen sợi dễ, chỉ có bị trái lại ăn phần. Tại nuốt ăn huyết nhục phương diện này, khởi nguyên thế giới thụ mới là bọn chúng thủy tổ. Còn có một cái chiến trường, cũng là Ngân Trần cùng đối phương mẫu hoàng hệ hắc trùng. Cái này hắc trùng sinh sôi năng lực cực mạnh, bất quá đoán chừng cũng là huyết thống áp chế, bọn họ đối Ngân Trần loại kim loại này côn trùng cơ hồ không có cách, tăng thêm tiên tiên bên này, vĩnh dạ ma chú, có thể tại trên linh hồn, đối mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể. Sinh ra to lớn ảnh hưởng, dẫn đến cái này hắc trùng chỉ có thể bị Ngân Trần đuổi theo cắn. Đây chính là ngũ đại cộng sinh thú chính diện đối quyết. Dù là chỉ là vừa chạm mặt, dây dưa không đến 10 hơi thời gian, Lý Thiên Mệnh đại khái đều có thể phán đoán, tại cộng sinh thú phía trên, nó trên đại thể là chiếm cứ thế yếu. Chỉ có tiên tiên cùng Ngân Trần thuần huyết thống áp chế, mới có thể nhìn ra thái cổ hỗn độn cự thú siêu việt đại hoang hỗn nguyên thú manh mối. Miêu Miêu chỉ có thể kiềm chế.
Lam Hoang còn bị khắc chế. Cái kia có thể đầy đủ không ngừng lại sinh, toàn thân đều là xúc tu, giác hút bên trong còn có gai độc màu đen trương ngự, dựa vào gai độc cùng giác hút, chết quấn ở Lam Hoang trên thân, đổi lại người nào đều khó đối phó. Muốn chỉ dựa vào cộng sinh thú cầm xuống đối thủ, đã không thể nào. Lý Thiên Mệnh trước không ra thức thần, chỉ là tùy ý đo thử một chút. Một khi phát sinh hiệu quả không tốt, hắn lập tức làm ra phản ứng. Làm. Diệp Thần tay cầm đại tự tại vô thần kích, từ trên trời giáng xuống, giết tới trước mắt. Phốc phốc phốc. Trong tay trái quấn quanh đoạt mệnh bạc long bay ra ngoài, hình thành một cái ngân sắc thuẫn bài, đứng vững Diệp Thần cái này vừa nhanh vừa mạnh một chiêu. Đối phương sử dụng chiến kích, phong cách chiến đấu cùng hắn bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Loại này cương mãnh đến phối hợp chiến thần tộc ngoại hình, đó mới so sánh xứng đôi. Ầm ầm, đoạt mệnh ngân long thuẫn bài bị phá vỡ. Bàng bạc lực đạo, để cái kia đầy trời xiềng xích toàn bộ đụng về Lý Thiên Mệnh trên thân. Loại này sụp đổ cảm giác, để Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được. Đối thủ này cũng tập hợp cộng sinh thú đại thành, chợt giống như là một đầu quỷ thần nguyên tổ. Muốn đến nhục thể của hắn chiến đấu lực, cũng tương đương khủng bố. Hắn tuy nhiên không là quỷ thần tộc, nhưng là nuốt ăn thú loại huyết nhục, tăng cường nhục thân năng lực, khả năng tại quỷ thần tộc phía trên. Thật mạnh nhục thân. Mục Sát là quỷ thần tộc, chuyên tu nhục thân, có thể thân thể tố chất của hắn, khả năng không như lá thần 10%. Cái này Dương Quang thiếu niên cái kia người vô hại và vật vô hại thân thể, trên thực tế là một con dã thú. Lực lượng kia quả thực cùng Lam Hoang không sai biệt lắm. Hiển nhiên, loại này nhục thân cường độ, là hắn có thể vượt qua ba phẩm giai chiến đấu tư bản một trong. Một lần quyết đấu, tại ngự thú sư phương diện phía trên, Diệp Thần tựa hồ tạo thành nghiền ép. Cái này khiến rất nhiều người liên tục kinh hô. Lâm Phong không chịu nổi. May mắn đúng vào lúc này, hắn không có tiếp tục vô lễ. Lui về phía sau về sau, hai tay lập lòe, cửu kiếm thức thần chấn động mà ra. Cái kia chín chuôi hoàn toàn khác biệt kỷ nguyên thần kiếm, đồng loạt xuất hiện tại trên trời. Đi. Theo Lý Thiên Mệnh nhất chỉ, chín đại kỷ nguyên thần kiếm, phân đi ra bốn thanh. Theo thứ tự là Đông Thần Thái Hạo Kiếm, Tây Minh Tổ Ma Kiếm, Nam Thiên Hỗn Động Kiếm cùng Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm. Trong đó, Tây Minh Tổ Ma Kiếm, đạt tới Miêu Miêu bên người. Miêu Miêu ngự kiếm mà bay, cùng Lý Thiên Mệnh tâm ý tương thông. Kiếm mèo kết hợp, trung chiến kỳ lân. Trắng đen xen kẽ Nam Thiên Hỗn Động Kiếm, thì đâm về cái kia màu đen bạch tuộc, trực tiếp đánh tới hướng đầu của nó. Đó là nhược điểm của nó, phía trên có một cái con mắt thật to. Con bạch tuộc này một mực đem con mắt này bảo hộ rất khá, để Lam Hoang không có cách nào đụng phải. Có thể lúc này thời điểm, vậy mà đánh tới một thanh kiếm, để nó hoàn toàn không có cách nào tiếp tục áp chế Lam Hoang. Lam Hoang ăn quả đắng quá lâu, tìm tới phản kích cơ hội, lập tức cắn ngược lại. Xoẹt! Nó đem cái kia màu đen bạch tuộc ấn tại dưới thân, dùng tinh ma chi kiếm điên cuồng chặt chém. Tù Long Địa Ngục Thần Thông thi triển, vô số vảy rồng hóa thành tiểu long, trái lại quấn quanh màu đen bạch tuộc. Một chút chiếm cứ thượng phong. Cái kia màu đen bạch tuộc xúc tu, lại sinh lại nhanh, đều không Lam Hoang giết đến nhanh. Xì xì xì. Màu đen bạch tuộc phát ra thảm như vậy gọi, đó là nó trên xúc tu, tất cả giác hút phát ra thanh âm, cũng là một loại mê huyễn. Đáng tiếc nó đụng phải Lam Hoang. Tại nó thanh âm này nghe được người mê loạn thời điểm, Lam Hoang một đôi đầu rồng, trực tiếp thi triển hồng mông âm ba. Giống. Cái kia cuồng bạo tiếng oanh minh âm, trực tiếp phủ lên nó gào rít. Tại Lý Thiên Mệnh thức thần trợ giúp dưới, liền Lam Hoang đều lấy được ưu thế, chớ nói chi là tiên tiên. Cái kia Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm cùng nó 10 phần phù hợp, nó dứt khoát dùng nhánh cây cuốn lấy Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm, đem mình làm là kiếm khách. Cái kia băng hàn cự kiếm, bổ vào hoa ăn thịt người trên đầu, nhất thời xé rách ra vết thương. Cái này hoa ăn thịt người cánh hoa vỡ tan địa phương, lại có đại lượng máu tươi tuôn ra. Tiên tiên đại thắng. Sau cùng, Đông Thần Thái Hạo Kiếm phóng tới huỳnh hỏa, cùng hắn hội tụ. Một kiếm một chim, cùng một chỗ sử dụng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, trong nháy mắt đè lại đối thủ. Tại cái kia hắc điểu trên thân, lưu lại nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân. Tê tê. Hắc điểu gào rít. Bốn kiếm vừa ra, phối hợp cộng sinh thú, bốn cái chiến trường, trong nháy mắt toàn bộ chiếm cứ ưu thế. Loại này đấu pháp, mới là Lý Thiên Mệnh trạng thái mạnh nhất. Hắn tại trật tự chi địa căn bản không dám dùng. Kiếm thú tổ hợp,
một cái kiềm chế, một cái bạo sát, hoàn mỹ vô khuyết. Cũng liền Ngân Trần không cần thức thần trường kiếm phụ trợ. Bởi vì, nó sẽ chỉ có thể tổn thương, mà không bị thua. Nó cùng đối phương mẫu hoàng hệ hắc trùng quyết đấu, quả thực cũng là trăm vạn đại quân quyết đấu. Mặt đất tất cả đều là châu chấu bọ cạp chiến nhục trùng, cùng nhà tròi giống như, không có gì có thể giúp. Các huynh đệ, bọn muội muội, thừa thắng xông lên, làm chết bọn họ, giết. Huỳnh hỏa nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng rít lên. Bốn kiếm bạo sát, ngũ thú chân áp. Tại bọn chúng trùng kích phía dưới, Diệp Thần cái này ngũ đại cộng sinh thú, nguyên một đám lâm vào trong vũng bùn, vết thương chồng chất. Làm, đại hoang hỗn nguyên thú, bị chân áp đến tình trạng như thế, cái này năm vị cũng rất biệt khuất. Không có việc gì, cái này vài đầu tiện thú, cũng là cảnh giới so với chúng ta, tối thiểu lớp 12 phẩm giai mà thôi. Bọn họ tự mình an ủi. Thật tình không biết, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, chân thực cảnh giới, ngược lại so với chúng nó thấp hơn 3 phẩm giai. Càng mấu chốt là, có 4 đầu vẫn chỉ là lục tinh thần thú. Thần thú nhất tinh, đây chính là cách nhau một trời một vực. Không đúng, tại sao ta cảm giác, bọn chúng tinh luân nguyên lực, ngược lại giống như không rất mạnh. Cái kia hắc điểu rung động nói. Cái này, bọn họ mê hoặc, mỗi lần đều là bọn họ vượt cấp giết người. Lần này chẳng lẽ, bị vượt qua sao? Không có khả năng, đối diện vẫn là dựa vào thức thần thành lập ưu thế, thức thần mới là hắn trực tiếp đoạn. Diệp thần đạo, đây là hắn bên này, lần thứ nhất so sánh rõ ràng thế yếu. Phía ngoài người quan chiến, đã sớm gọi điên rồi. Cửu kiếm thức thần, vẫn là lợi hại a. Có điều, Lâm Phong cộng sinh thú, chẳng những có thể chống đỡ, còn có một hai đầu chiếm cứ ưu thế, cái này hoàn toàn ngoài dữ liệu của ta. Đều quá mạnh. Diệp thần cũng không có đơn giản như vậy, tiếp tục xem. Cái này sinh tử chém giết, hai người thực chất bên trong loại kia không chịu thua ý chí, bị triệt để kích phát ra. Quyết đấu mấy lần về sau, lửa giận trực tiếp dâng trào, hai mắt bỗng nhiên tinh hồng. Tại cái này giết hại không cấm kỵ địa phương, tranh phong sinh ra sát khí, trực tiếp thì đi lên. Diệp thần, người cũng chỉ có chút bản lãnh này, khác có tiếng không có miếng. Lý Thiên Mệnh không khách khí chút nào nói. Bên cạnh hắn còn có ngũ đại thức thần trường kiếm, phối hợp Đông Hoàng kiếm, lại lần nữa cùng Diệp thần giao phong một lần. Phốc phốc phốc, thức thần lực sát thương, phối hợp kiếm thể, dung hợp kiếm đạo, hình thành xuyên qua. Lần này, là Lý Thiên Mệnh đánh lui Diệp thần. Hắn đã toàn diện thế yếu. Vạn chúng chú mục bên trong, bạch y thiếu niên ngẩng đầu, trong hai mắt tách ra nóng sáng thần quang. Ong ong ong. Vô hạn lực lượng, tại hắn thể nội bạo phát đi ra. Ngươi thực là không tồi, so vạn tinh bầu trời chiến trường rất nhiều cái gọi là hằng tinh nguyên đệ nhất thế giới đều mạnh hơn nhiều. Ngươi có tư cách, để ta đối với ngươi, dùng hết toàn lực. Lời này vừa nói ra, hắn thần uy tăng lên không ít, cả người khí chất đột nhiên biến hóa. Theo tiêu diêu phóng đãng, biến đến huyết tinh giết hại. Giống như đổi một người. Dạng này táo bạo, dữ tợn hắn. Xem ra mới cùng đại hoang hỗn nguyên thú phối hợp. Nói trắng ra là, hắn thật vô cùng sẽ ngụy trang chính mình. Biểu hiện ra vẻ vô hại hiền lành, trên thực tế, lại không cho bất luận kẻ nào, ngăn cản hắn trưởng thành, cướp bóc con đường. Tu hành cũng là một trận hướng thiên địa vạn vật cướp bóc, cái này cũng không sai. Chỉ là bởi vì, hắn đụng phải đồng dạng ý chí Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh cũng không thích che giấu chính mình tim gấu. So sánh tới nói. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, càng dứt khoát thoải mái một số. Các vị, để chúng nó nhìn xem các ngươi chân chính bộ dáng, thân là đại hoang hỗn nguyên thú, đừng có lại để một số a miêu a cẩu ức hiếp. Diệp thần dụng tâm linh câu thông, khí huyết bành trướng nói. Ức hiếp, muốn không phải đối phương thức thần giúp đỡ, chỉ những thứ này cộng sinh thú, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng vẫn là thừa nhận, hôm nay huỳnh hỏa biểu hiện của bọn nó. Vẫn là vượt ra khỏi dự tính của bọn nó. Trên thực tế thức thần xuất hiện trước đó, bọn họ cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Đến, ngay một khắc này, Diệp thần cái kia năm đầu cộng sinh thú, cấp tốc thoát khỏi đối thủ. Lấy cái kia, màu đen nhục trùng, làm trung tâm, mỗi một đầu cộng sinh thú, vậy mà hóa thành hắc vụ, ầm vang đụng vào nhau. Đây là muốn làm gì đâu? Tại huỳnh hỏa bọn họ ánh mắt nghi hoặc bên trong, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Cái này năm đầu cộng sinh thú, vậy mà triệt để dung hội, tổ hợp, huyết nhục kết nối.
Bọn họ mỗi một cái trên thân, đều có một cái vòng xoáy màu đen. Lấy cái này vòng xoáy màu đen vì kết nối điểm, năm đầu không cùng loại cự thú, huyết nhục dung hợp, cứ thế mà tổ hợp lại cùng nhau. Cô, tổ hợp về sau, tại một đoàn hắc vụ bao phủ xuống, nó trên người chúng dường như nhiều một cái kén lớn. Kén lớn bên trong, huyết nhục tiếp tục nhúc nhích. Tựa như là một loại tân sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt bao người, làm cái kia kén lớn đột nhiên nổ tung thời điểm, một đầu to lớn vô biên màu đen siêu cấp cự thú, sinh ra tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt. Cái này thứ đồ gì? Lý Thiên Mệnh bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một cái hình thể to lớn bốn chân cự thú. Cái kia bốn chân phủ đầy lân giáp, có điểm giống là vừa rồi hắc hỏa kỳ lân bốn cái chân, chỉ là tráng kiện gấp bội, mặt trên còn có hắc lửa đốt cháy, lại hướng lên nhìn, hắn thân thể tựa như là lấy cái kia mẫu hoàng hệ nhục trùng làm cơ sở thân thể, trên thân thể dài ra ba cặp lôi đình vũ rực, dẫn động vô số lôi đình tụ tập cái này cự thú thân thể. Trừ cái đó ra, nó còn có một trước một sau. Thân thể phía trước, chính là đầu, đầu này bộ là một đóa biến hóa sau khi hoa ăn thịt người, không có mắt. Lại có một trương to lớn miệng to như chậu máu, so ban đầu hoa ăn thịt người miệng lớn mấy lần, hàm răng càng nhiều, càng thêm huyết tinh. Thân thể phía sau, thì là cái đuôi, cái này cái đuôi khoảng chừng hơn ngàn điều, mỗi một điều đều là bạch tuộc xúc tu, phía trên giác hút, còn có giác hút chúng độc đâm vẫn tồn tại. Xem toàn thể lên, nó quái dị, quỷ dị, hung tàn, để người tê cả da đầu, so thái cổ tà ma còn muốn hung tà. Nhục trùng thân thể, kỳ lân thực sự lửa bốn chân. Hoa ăn thịt người chi miệng, bạch tuộc xúc tu chi đuôi, hắc phượng hoàng sáu cánh. Đây là ngũ đại cộng sinh thú hợp thể. Hắn mèo, còn có thể hợp thể. Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm. Nói thật, Diệp Thần chưa từng tại vạn chúng trước mặt, bày ra qua loại biến hóa này. Cho nên mà bây giờ, Tử Diệu Tinh oanh động, so Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn. Các ngươi có thể hợp thể sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hợp cái rắm. Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái nói. Nghĩ đến cũng là, thái cổ hỗn độn cự thú, từng cái đều là trường hợp đặc biệt, cả đời không qua lại với nhau, thậm chí còn lẫn nhau tranh đấu. Xem xét lại Diệp Thần năm đầu cộng sinh thú, đều đến từ đại hoang hỗn nguyên thú thị tộc, mà lại, nó trên người chúng lực lượng hạch tâm là giống nhau, đều là một loại gọi là đại hoang hỗn nguyên, cổ lão hung sát lực lượng. Không hề nghi ngờ, hợp thể về sau, lực chiến đấu của nó, nhất định siêu qua vừa rồi ngũ đại cộng sinh thú điệp ra. Nếu không, hợp thể căn bản không có ý nghĩa. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi cái kia Diệp Thần. Ngươi muốn biết? Diệp Thần ánh mắt sáng rực. Nói chứ sao? Nó gọi, Hỗn Nguyên Đế Giang. Diệp Thần đạo. Hắn tựa hồ không quá lo lắng, cái tên này tiết lộ ra ngoài. Đây mới là bản thể của nó đi, cho nên ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có một cái cộng sinh thú, mà không phải năm cái. Đương nhiên, lực lượng của ngươi so tầm thường ngũ sinh ngự thú sư còn mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Không đơn giản a, người đây đều có thể đoán được. Bất quá, không có gì cái gọi là. Đây cũng không phải là bí mật gì. Diệp Thần đạo. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy thần kỳ. Một cái cộng sinh thú, có thể chia thành 5 phần, cũng tương đương với 5 cái. Cái này cùng vạn kiếm thần niệm có chút tương tự, có thể phân liệt tổ hợp, uy lực không giống nhau. Kiến thức qua, vậy cũng cái kia kết thúc. Lâm Phong, người đáng giá để cho ta, mở ra ta tại vạn tinh bầu trời chiến trường, cũng không từng bày ra qua trạng thái, đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Diệp Thần đạo. Thật điên a. Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Cuồng tư bản, là thực lực. Diệp Thần nói xong câu đó, hắn cái này trắng sáng lóng lánh thân thể, lại lần nữa sinh ra biến hóa mới. Đột nhiên ở giữa, trong tay hắn buông ra một cái ngôi sao màu trắng. Cái kia tinh thần từ từ bay lên, vặn vẹo biến hóa, ở tại trước mắt nổ tung, tạo thành một cái màu trắng siêu sao. Về sau, cái kia siêu sao đang nhấp nháy bên trong, vậy mà biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Đây là một cái linh thể. Rất như là thức thần. Nhưng cũng càng giống như là hồn ma. Cái này lại là cái gì quỷ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn mơ hồ nghe được, bên ngoài truyền đến bài sơn đảo hải rung động thanh âm. Tiêu Diêu Tinh Đế, ông lão tóc trắng này, cao thượng mà phiếu miểu, tựa như là sống lại một dạng, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh có một loại bị thế giới xem kỹ cảm giác. Thủ Linh, Diệp Thần bình thản nói ra hai chữ này. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn,
va vào cái kia lão nhân tóc trắng linh thể đầu vị trí. Trong lúc nhất thời, tất cả quang mang hướng về thân thể của hắn hội tụ, toàn bộ linh thể co vào tiến vào thân thể của hắn, hội tụ nhập toàn thân hắn giới tử bên trong. Cái này khiến toàn thân hắn da thịt, càng thêm lập lòe, cả người đều như một cái ngôi sao màu trắng. Lý Thiên Mệnh lại nhìn mặt mũi của hắn, vậy mà sinh ra ảo giác. Có lúc, hắn tựa như là Diệp Thần. Có lúc, hắn tựa như là Tiêu Diêu Tinh Đế. Một hồi là người trẻ tuổi, khinh cuồng kiêu ngạo, nhiệt huyết phương cương. Một hồi là lão giả, phiếu miểu cao thượng, bày mưu tính kế. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tương đương với cùng Tiêu Diêu Tinh Đế tại chiến đấu, toàn thân trên dưới, áp lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hỗn Nguyên Đế Giang, Thủ Linh, xác thực không đơn giản. Lý Thiên Mệnh cửu kiếm vần quanh thân thể, quanh thân ngũ đại cộng sinh thú hội tụ. Không thể không nói, gia hỏa này thật không hổ là Tử Diệu Tinh nhân vật chính. Thủ đoạn, át chủ bài, áp trục, tầng tầng lớp lớp. Hỗn Nguyên Đế Giang vừa mở, Thủ Linh vừa ra, lay động đất trời, chấn nhiếp toàn ngôi sao. Vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Thần nằm ngang đại tự tại vô thần kích, ngóng nhìn Lý Thiên Mệnh. Thủ Linh phụ thân giờ khắc này, hắn một cái dậm chân, liền đã vượt qua 10.000 mét khoảng cách. Phút chốc giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đến, chiến thống khoái. Nương theo lấy xuất thủ của hắn, cái kia lớn như vậy, Hỗn Nguyên Đế Giang, vỗ hắc phượng hoàng cánh, di chuyển kỳ lân bốn chân, to lớn mà trầm trọng thân thể đập vào mà đến. Mỗi một lần dậm chân, đều là thanh thế to lớn. Cái kia hoa ăn thịt người miệng to như chậu máu gầm lên giận dữ, giống như là biển gầm tiếng gầm, xông về Lý Thiên Mệnh bọn họ. Ầm ầm. Trong khi trên cánh lôi điện, cái đuôi phía trên độc dịch, bốn chân phía trên hắc hỏa các loại tất cả lực lượng, hội tụ vào một chỗ, từ cái kia hoa ăn thịt người miệng phun lúc đi ra, một cái hỗn hợp hắc cầu xông ra, hình thành ngập trời nổ tung. Cái kia uy lực khủng bố, ngay đầu tiên liền đem huỳnh hỏa, miêu miêu cùng lam hoang chấn bay ra ngoài. Ngân Trần thân thể tức thì bị đại lượng rảo sát, liền tiên tiên thánh quang đằng mạn, đều bị phá hủy hơn phân nửa. Quả nhiên, năm hợp nhất, mạnh đến mức không chỉ là một chút điểm. Lại đến, huỳnh hỏa bọn họ nghiến răng nghiến lợi, có thể không nguyện ý bị so sánh đi xuống. Cùng lúc đó, tứ phương tổ thần kiếm vì chúng nó hộ giá hộ tống. Cái này bốn thanh thức thần trường kiếm, trong nháy mắt phân loại Hỗn Nguyên Đế Giang đông nam tây bắc tứ phương. Trường kiếm treo ngược, chỉ hướng con mồi. Hỗn Nguyên Đế Giang có thể nói là một đầu cộng sinh thú, cũng có thể là năm đầu. Bởi vì, bọn họ có thể hấp thu năm cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Ầm ầm, bốn kiếm ngũ thú, cùng một chỗ vây giết cái này siêu cấp vật lớn. Nguyên bản thức thần vừa ra, Diệp Thần cộng sinh thú đã tan tác, nhưng bây giờ hợp thể về sau, vậy mà cứ thế mà đứng vững huỳnh hỏa bọn họ. Đối mặt loại này vây giết, sinh mệnh lực của nó, bạo phát lực, thôn phệ năng lực, nhục thân tố chất, đều đáng sợ cùng cực. Tối thiểu nhất, luận thể trạng tới nói, liền lam hoang đều chỉ có nó 1/3. Thậm chí hợp thể về sau, nó mẫu hoàng hệ năng lực đều còn tại. Sinh ra tử thể, so vừa mới càng nhiều, trọn vẹn 10 triệu trở lên, đồng dạng ùn ùn kéo đến. Oanh! Oanh! Các loại thần thông chiến quyết bạo phát, nhìn đến ngàn tỷ thương sinh hoa mắt. Nhất là một con kia sẽ sử dụng chiến quyết hỏa diễm phượng hoàng, nó đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp thu nhỏ thân thể, giết tiến vào Hỗn Nguyên Đế Giang huyết nhục bên trong, là Hỗn Nguyên Đế Giang duy nhất không có cách nào không biết sao cộng sinh thú. Phốc phốc phốc, Đông Thần Thái Hạo kiếm các loại bốn thanh kiếm, đồng dạng phát huy to lớn công hiệu. Mỗi một thanh kiếm yểm hộ một cái cộng sinh thú. Cần thiết thời điểm ngăn cản công kích, coi như bị hủy diệt, vậy cũng không lỗ. Một trận chiến này, thật sự là tuyệt. Lâm Phong bốn kiếm ngũ thú, xem như đứng vững Diệp Thần cộng sinh thú hợp thể. Hiện tại thì nhìn, hắn chỉ dựa vào còn lại ngũ kiếm thức thần, có thể hay không cầm xuống nắm giữ Tiêu Diêu Tinh Đế Thủ Linh Diệp Thần. Khác suy nghĩ nhiều, Thủ Linh vừa ra, chiến đấu kết thúc. Cái này Thủ Linh có bao nhiêu đáng sợ? Cứ thế mà để Lý Thiên Mệnh cảm giác, mình tại cùng một cái thân kinh bách chiến tiền bối tại chiến đấu. Người ta chiến đấu mấy ngàn năm, mỗi một chiêu một thức, phối hợp đại tự tại vô thần kích, vậy cũng là tuyệt diệu. Vầng sáng bao phủ xuống Diệp Thần, lại lần nữa đối với hắn tạo thành trấn áp. Đương đương đương. Bảy cảnh thần quyết, Tiêu Diêu Du. Đây là Tiêu Diêu Tinh Đế đã từng tuyệt kỹ. Không đến thần dương vương cảnh, lục cảnh thần quyết đều không cách nào dung hội. Thế nhưng là,
dựa vào thủ linh, Diệp Thần vậy mà đem cái này 7 cảnh thần quyết đều sử dụng ra. Tiêu Diêu Du sóc phong, Tiêu Diêu Du y nhân. Mỗi một chiêu đều nhìn như ôn nhu, trên thực tế nội tại cương mãnh thô bạo, chiêu chiêu đều là giết hại. Huyễn Thiên chi cảnh chiến đấu, chỗ tốt ngay tại ở, hoàn toàn có thể buông ra chém giết, mặc kệ sinh tử. Cái này khiến thời khắc này Diệp Thần, như cái thế thần linh. Liên tục quyết đấu, liền xem như ngũ đại thức thần trường kiếm, phối hợp đông hoàng kiếm, đoạt mệnh ngân long, đều chịu không được Diệp Thần cuồng oanh loạn tạc. Ngươi còn có thể lại cho ta kinh hỉ a? Ngoại trừ cửu kiếm thức thần, ngươi liền còn lại át chủ bài đều không có. Diệp Thần giết đến hưng khởi, trong lời nói, đã có 3 phần ngả ngớn. Vì cái gì cần át chủ bài? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trên thân 5 đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, đi lên dâng trào. Ở tại bên người, tạo thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Không có cái mới thủ đoạn, vậy liền kết thúc. Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng. Trong quyết đấu, cuối cùng chiếm cứ phía trên, cầm xuống đối thủ, đây là thuộc về hắn kịch bản. Từ trước tới giờ sẽ không có ngoài ý muốn. Hắn nói xong câu này về sau, hai tay nắm ở cái kia đại tự tại vô thần kích. Một khắc này, trên người hắn hư ảnh biến hóa, tóc đen biến thành màu trắng, dài ra tròm râu, dung nhan giả yếu, trong nháy mắt thì biến thành người khác. Già đi, nhưng cũng thay đổi đáng sợ. Ta sinh ra, chính là muốn sừng sững tại cái này thiên địa vũ trụ đỉnh phong. Nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta, chung lay động tinh hà, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội, theo ta cùng một chỗ vấn đỉnh. Thần quang hội tụ ở giữa, Diệp Thần cao giọng quát nói. Đây mới là hắn chân thực ý chí. Hắn có thể không thống soái thiên hạ, nhưng là hắn nhất định muốn mạnh nhất, nhất định muốn lớn nhất lời nói có trọng lượng. Một tiếng này nói đến kích tình bành trướng, thế nhưng là Lý Thiên Mệnh căn bản không có phản ứng đến hắn. Hắn hai tay nắm ở đông hoàng kiếm. Năm đại kỳ nguyên thần kiếm vây quanh hắn phi tốc xoay tròn. Đang xoay tròn bên trong, mỗi một chiếc cự kiếm, đều tại phân liệt biến hóa, thành tựu vô số thức thần tiểu kiếm. Tạch tạch tạch, thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Vô tận kiếm hải, đem bao phủ. Hắn giống như là đứng tại vạn kiếm hải dương trung ương, như là tuyệt thế kiếm chủ. Trường kiếm như sóng chiều bao phủ, mà bản thân hắn không nhúc nhích tí nào. Hắn không trả lời, đối Diệp Thần tới nói. Chính là khiêu khích uy nghiêm. Không nghe lời, quên đi. Hắn trong hai mắt, sát khí lăn lộn, lực lượng cuồng bạo theo trên thân dâng trào mà ra, hội tụ trong tay đại tự tại vô thần kích phía trên. Cái kia trắng như tuyết binh khí hội tụ lực lượng, lập lòe càng hào quang chói mắt. Tiêu Diêu Du chảm thần. Đây là cái môn này 7 cảnh thần quyết một chiêu mạnh nhất. Ta vốn Tiêu Diêu, không biết sao đồ thiên chảm thần. Chỉ vì ta không nguyện ý khuất phục phế vật phía dưới. Đây là một chiêu này hạch tâm ý chí, là một loại hưởng thụ nhân gian, lại bị bức phải quật khởi thông thiên tình cảnh. Nói trắng ra là, một chiêu này phù hợp nhất trang bức bản chất. Chớ chọc ta thì đồ thiên, chảm thần. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, loại này chiến quyết ý chí là buồn cười. Có loại lập đền thờ cảm giác. Có thể không nói, uy lực của nó là nổ tung. Một chiêu này rút đi trước đây Tiêu Diêu, làm ra vẻ ngoại hình, trực tiếp biến đến đơn giản thô bạo. Ngược lại lực lượng càng hung mãnh. Xoẹt. Cái kia đại tự tại vô thần kích theo trời chặt chém mà xuống, sóng gió nứt ra, gió bão bao phủ. Diệp Thần trên người quang mang, cùng chiến kích hội tụ vào một chỗ, như cùng một cái màu trắng hằng tinh nguyên hạ xuống, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Kinh thiên một chém. Một chiêu này thần uy, có thủ linh gia trì. Càng là gây nên vạn chúng oanh động. Giống như Diệp Thần nói, nếu như Lý Thiên Mệnh không có còn lại át chủ bài, vậy coi như phải thua. Thế mà, Lý Thiên Mệnh không nắm chắc bài, chỉ là bởi vì, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là át chủ bài, có thể cùng thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm so sánh. Thủ đoạn rất nhiều, có thể biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hỗn độn đế giang cùng Tiêu Diêu tinh đế, liền để ngươi cho rằng, mình đã chạm đến thiên địa vũ trụ trí cao thiên phú, khó tránh khỏi có chút ếch ngồi đáy giếng. Tại trật tự chi địa, tối thiểu nhất đều có 4 cái không kém ngươi. Những lời này, Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng là được rồi. Diệp Thần căn bản dọa không được hắn, càng phá hủy không được ý chí của hắn. Đến, một tiếng gào to, 5.000 thần niệm tiểu kiếm đã ở tại bên người, xoay tròn đến cao nhất tốc độ. Ong ong ong, một người, 5.000 kiếm.
tương đương với một cái ngũ kiếp thức thần, đối phó phổ thông nhân tộc. Diệp thần nhục thân mạnh, nhưng không có thần thông, coi hắn là một cái quỷ thần cũng được. Rầm rầm rầm, 5.000 thức thần tiểu kiếm vòng xoáy, còn đang kéo dài điên cuồng xoay tròn. Tại thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt, tinh quang loạn bốc lên. Đối mặt cái kia kinh thiên một chạm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hô lên một chữ giết. Ông, một kiếm giết ra. Ngũ kiếm dung hợp cửu long thiên kiếp kiếm. Lại điệp ra thứ 5 kiếm, bạch long thánh nguyên diệu hồn. Ngươi thủ linh, nếu là một loại linh thể, như vậy, nó liền sẽ sợ ta thức thần chi kiếm, sử dụng một chiêu này. Giờ khắc này, ngân long lập lòe, huyết long giết người, viêm long gào thét, hắc long rậm rạp, lại hội tụ nhập thánh nguyên diệu hồn đối thức thần lực sát thương. Hoàn toàn mới một kiếm, toàn bộ tại đông hoàng kiếm phía trên, cùng 5 loại thần tai kiếm khí dung hợp một thể. Đồng thời, cái kia điên cuồng xoay tròn đến cao nhất tốc độ thức thần tiểu kiếm, toàn bộ nhắm ngay Diệp thần. Siêu siêu. Mỗi một chiếc trên tiểu kiếm, đều thi triển một loại kiếm pháp. Cái kia chính là thánh nguyên diệu hồn. Chuyên môn ám sát thủ linh. Chết. Rít lên một tiếng, kiếm thế bạo phát. Trong tay đông hoàng kiếm, đâm về thương khung. Bên người 5.000 kiếm, như là kiếm hải dương, hình thành ngập trời biển động, khí thế ngút trời, thẳng hướng Diệp thần. Bởi vì thức thần thi triển chính là thánh nguyên diệu hồn, cho nên cái kia 5.000 kiếm, tạo thành tái nhợt hải dương, sau đó lại dung hợp thành một thanh siêu cấp kiếm lớn màu trắng, trong nháy mắt xuyên qua thượng thiên. Ông! Vạn chúng lại lần nữa ồn ào. Chỉ có 5.000 kiếm, có thể uy lực của nó, hoàn toàn vượt qua Lý Thiên Mệnh đánh bại thần dụ công chúa cửu kiếm liên hợp. Mà lại siêu việt quá nhiều. Phốc phốc phốc! Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh thức thần, lại lần nữa phủ lên Diệp thần thủ linh. Kinh thiên một vụ nổ. Kiếm kích tương giao, va chạm ra chướng mắt hỏa tinh. Bén nhọn thanh âm, xuyên thấu tử tiêu chiến trường. Làm. Cái kia một tiếng chấn động, tại tử tiêu chiến trường, vang lên vô số hồi âm. Đây là cương mãnh quyết đấu. Ong ong ong. Sóng gió bao phủ. Tất cả mọi người trừng to mắt, bọn họ bất ngờ nhìn đến. Đông Hoàng kiếm cùng đại tự tại vô thần kích giao phong nháy mắt, Đông Hoàng kiếm, nổ tung vỡ nát. Cái này dẫn đến Diệp thần đại tự tại vô thần kích, trong nháy mắt quán xuyên Lý Thiên Mệnh đầu, đem rảo sát. Lâm phong, chiến bại. Nhưng cùng lúc đó, cái kia không thể ngăn cản thức thần chi kiếm, trọn vẹn 5.000 kiếm động xuyên qua Diệp thần thân thể. Đồng dạng đem rảo sát thành phấn vụn. Ông, một người, đầu nổ tung. Một cái khác, thịt nát xương tan. Cùng một chỗ chiến tử. Cách đó không xa, bốn kiếm ngũ thú còn tại cùng Hỗn Nguyên Đế Giang, sinh tử chém giết. Hình ảnh như vậy, tự nhiên để chúng nó chiến đấu ngừng lại. Bởi vì ngự thú sư chiến tử, cộng sinh thú lại giết, đã không có ý nghĩa. Dù sao, nơi này là huyễn thiên chi cảnh. Cái này kinh thiên nhất chiến, đáp án công bố. Lâm Phong, bể đầu bị giết. Nhưng, Diệp thần đồng dạng thịt nát xương tan. Bọn họ đồng quy vô tận. Thậm chí ngay cả chiến tử thời gian, đều là đồng thời. Nói cách khác, trận chiến đấu này, kết cục là ngang tay. Loại tình huống này, tại huyễn thiên chi cảnh phát sinh qua không ít, nhưng cũng rất hiếm thấy. Nhất là liên quan đến quan trọng bài danh, vẫn là để người so sánh nhức đầu. Bởi vì đồng thời, chiến tử, cho nên căn bản không tốt phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tiếp đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm, quả thực kéo dài không dứt. Mọi người kinh ngạc, rung động, trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí dở khóc dở cười. Bởi vì ai đều không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc. Nhưng không thể không nói, hai người bọn họ biểu hiện, đều nằm ngoài dự đoán của ta. Đều là thần tích a. Nhất là Lâm Phong, đã chứng minh hắn không so Diệp thần kém. Diệp thần cộng sinh thú hợp thể, thủ linh. Lâm Phong đó cũng không kém cộng sinh thú, còn có thực sự cửu kiếm thức thần. Đều rất mạnh. Ta nói một câu lời nói thật đi. Diệp thần trận này là chiếm cứ binh khí ưu thế, Lâm Phong kiếm tầng thứ tương đối thấp, cho nên tại sao cùng giao phong thời điểm, trong nháy mắt vỡ vụn. Nếu như thanh kiếm này không bị huyễn thiên chi cảnh phán định, vỡ vụn, kỳ thật Lâm Phong là có thể ngăn trở một chiêu này, xem xét lại Diệp thần, hắn căn bản không có thực lực, ngăn trở Lý Thiên Mệnh thức thần. Cũng không thể nói như vậy. Bởi vì làm binh khí cũng là thực lực một bộ phận. Liên quan tới chuyện này, mọi người có tranh luận.
Tử tiêu chiến trường lập tức biến đến xôn xao. Nhưng, mỗi người đối Lý Thiên Mệnh biểu hiện, tâm lý nhìn mà than thở, một chút cũng không sai. Lúc này thời điểm, tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần, lại lần nữa xuất hiện tại tử tiêu chiến trường bên trong. Đương nhiên, chiến đấu đã kết thúc. Bọn họ không thể lại đánh. Thế hòa không phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh có chút sở khóc sở cười. Kỳ thật, hắn muốn là thắng. Không nghĩ tới, sau cùng như xe bị tuột xích chính là Đông Hoàng Kiếm. Đương nhiên, nói thật tránh thức như xe bị tuột xích chính là Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tại hiện thực thế giới, hắn Đông Hoàng Kiếm, mặc dù không có quá mạnh thần tài uy lực, nhưng luận kiên cường trình độ, không so Cửu Long Đế Kiếm kém. Chắc chắn sẽ không vỡ vụn tại Đại Tự Tại Vô Thần Kích. Nhưng, Huyễn Thiên Chi Cảnh cái này, xả qua thức, ghi chép, cứ thế mà phán định Đông Hoàng Kiếm sẽ nát. Cái kia Lý Thiên Mệnh cũng không có cách. Nếu như tại hiện thực thế giới tranh đấu, không tính Hỗn Độn Chiêm Tinh, Thanh Linh Tháp cùng Ngân Trần thực lực, chỉ là Đông Hoàng Kiếm điểm này, ta đều là hôm nay chiến đấu người thắng lợi. Việc này, trong lòng mình rõ ràng biết liền tốt. Huyễn Thiên Chi Cảnh, cũng sẽ không cho mình sửa án. Nhưng đây là để hắn phiền muộn. Vậy ta đến cùng, có thể hay không tiến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9 tu luyện? Cưỡng ép thế hòa không phân thắng bại. Thật là khiến người ta cười khổ không được. Bất quá tối thiểu nhất, xem như cho Diệp Thần, lưu lại một số mặt mũi đi. Nói thật, thực lực của hắn, cũng xứng với cùng Lý Thiên Mệnh thế hòa không phân thắng bại, tạm thời không có để Lý Thiên Mệnh đè xuống. Chỉ là Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến. Một lần nữa hiện thân, gặp mặt về sau, Diệp Thần cùng mình nói câu nói đầu tiên là, thực lực của ta, tại Huyễn Thiên Chi Cảnh ghi chép bên trong, xuất hiện một số sai lầm. Có một ít bản sự không thể thỏa thích thi triển, cho nên muốn là hiện thực thế giới chiến đấu, hôm nay bên thắng hẳn là ta. Coi như số người gặp may. Lâm Phong, hôm nay một trận chiến này, nói thật ta còn chưa đủ thống khoái, nếu như ngươi có ý, có thể tại hiện thực thế giới, hẹn ta đến một trận chân chính giao phong. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Có cơ hội rồi nói sau. Việc này tranh luận cũng không có ý nghĩa. Mấu chốt là, còn phải nhìn Huyễn Thiên Chi Cảnh những người này. Tiếp đó, xử lý như thế nào cái này thế hòa không phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, chỗ có tâm lý vì hai người này rung động, mặt ngoài đều còn tại tranh luận không nghỉ người, đều nhìn về trên đỉnh đầu tử tinh bảng. Lý Thiên Mệnh không chú ý danh vọng, không trung tình oanh động tử diệu tinh. Hắn duy nhất quan tâm là, hắn đến cùng có thể hay không, tiến tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 9. Với hắn mà nói, đây là duy nhất bây giờ đồ vật. Còn lại liên quan tới Huyễn Thiên Chi Cảnh hết thảy, đều là nằm mơ, đều là hư. Bao quát thời khắc này vạn chúng kính ngưỡng, kinh thán. Hắn coi như có thể cùng thần thích một dạng Diệp Thần thế hòa không phân thắng bại, cái kia cũng có thể làm cho ức vạn người triệt để tâm phục khẩu phục, thừa nhận hắn tại Tử Diệu Tinh địa vị. Người bình thường cũng đều hiếu kỳ. Thế hòa không phân thắng bại về sau, tử tinh bảng sắp xếp như thế nào liệt kê. Kết quả là, tại Diệp Thần còn tại lúc nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Thiên. Giờ khắc này, người thứ ba, Lâm Phong, hai chữ, từ từ bay lên, bỗng nhiên mở rộng, vượt qua Cung Giận. Cùng lúc đó, chính giữa, Diệp Thần, tại hùng cứ đệ nhất thật lâu về sau, lần thứ nhất thoái vị. Nó nhường một nửa vị trí. Thoái vị về sau, Lâm Phong, hai chữ này, đã kinh biến đến mức cùng Diệp Thần một dạng lớn. Nó chiếm cứ, Diệp Thần. Nhường ra một nửa vị trí, cùng, Diệp Thần, cùng một chỗ, sừng sững tại tử tiêu chiến trường trên bầu trời. Như, song tử tinh, một dạng lập lòe. Oanh! Vạn chúng lại lần nữa ồn ào. Đây là đặt song song đệ nhất ý tứ. Đặt song song đệ nhất, cái kia liền không có thứ hai, Cung Giận trực tiếp thứ ba. Loại này bố cục, sẽ rất ít xuất hiện tử tinh bảng 10 vị trí đầu. Đặt song song đệ nhất, đây là kết quả tốt nhất đi. Cũng thế. Thực lực của bọn hắn, đều xứng với đệ nhất, vậy liền hai cái đệ nhất tốt, không có tật xấu. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, bọn họ đều có thể tiến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9A. Trước kia chỉ có một tên tiểu bối đệ tử có thể đi vào. Đã cho đặt song song đệ nhất, có đệ nhất danh hào, khẳng định là có thể tiến vào. Vì đem sự tình giải thích rõ ràng, lúc này thời điểm chiến minh xuất hiện một cái lão giả, hắn đối vạn chúng giải thích nói. Xét thấy một trận chiến này ngang tay, hai vị thiên kiêu đều có đệ nhất thực lực, cho nên chúng ta quyết định, để bọn hắn đặt song song đệ nhất một đoạn thời gian,
trong khoảng thời gian này làm một năm. Trong một năm này, hai người đều có thể tiến Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 9 tu hành, cũng có thể hưởng thụ Tử Tinh bảng đệ nhất tất cả phúc lợi. Nhưng là, trong vòng một năm, hai người nhất định phải lại quyết đấu một lần, phân ra chân chính đệ nhất. Đương nhiên, nếu như vẫn là ngang tay, vậy liền lại ngang hàng một năm, thẳng đến phân ra cao thấp đến. Sau khi nói xong, tất cả mọi người chống đỡ. Công bình. Tốt quyết định. Chống đỡ. Để bọn hắn tiếp tục, tương ái tương sát đi, ha ha. Toàn trường xôi trào. Mọi người dùng nóng rực ánh mắt, nhìn lấy hai cái này, đệ nhất thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Nhất là tuổi nhỏ các cô gái, tại trong lòng các nàng, cùng Diệp Thần khí chất hoàn toàn khác biệt, mà lại bên người không có thần dụ công chúa loại này siêu cao thân phận nữ nhân, Lâm Phong trực tiếp thành bánh trái thơm ngon. Một năm. Diệp Thần nhíu lông mày, nói, được, vậy liền một năm sau, một lần nữa, nếu là lần kia có thể tại hiện thực thế giới tiến hành, không thể tốt hơn. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn mới lười nhác nói nhảm. Hôm nay, hắn mục đích lớn nhất, Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 9, đã đạt đến A. Một năm. Cái kia là chuyện sau này. Không quan tâm chiến trường này cỡ nào hỏa nhiệt, với hắn mà nói, đây chính là một việc nhỏ xen giữa. Nhạc đệm kết thúc, hắn lường trước sẽ có rất rất nhiều người, bao quát Thần Diệu Hoàng Triều, Tử Tiêu Đế Cung cao tầng, thậm chí Đế Tôn, đều có thể muốn gặp mình. Nhưng, hắn là thật lười. Huống hồ Thanh Vân Đại Lục bên này, phiền toái sự tình còn rất nhiều. Cho nên, ngay tại mọi người tâm lý còn kích tình mênh mông thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, Tử Tiêu chiến trường bên trong, thiếu niên tóc trắng kia, bỗng nhiên không có. Không có ý tứ, cũng là rời đi huyễn thiên chi cảnh. Cái này hỗn loạn Tử Tiêu chiến trường, nhất thời trở nên yên lặng. Ta đi, người đâu? Cái này liền chạy. Loại này phong cảnh thời điểm, không cần phải nhiều hưởng thụ một chút sao. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh tính cách dở hơi. Liền Thần Quy lão tổ đều ngây ngẩn cả người. Hắn đều chuẩn bị tốt một đống lời chúc mừng, liền kéo áp sát Tư Nguyên, đều cùng Đế Tôn thương lượng xong. Kết quả, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chạy. Không có cách, tiểu hài này cũng là như thế cá tính, lần sau ta lại tìm hắn. Nghe nói Thần Diệu Hoàng Triều Trấn Quốc Đế Soái cũng đang tìm hắn. Thế nhưng là hắn một lần đều không gặp, nói như vậy, cơ hội của chúng ta còn là rất lớn. Nói xong, Thần Quy lão tổ quay đầu, đối hắc ám chỗ một bóng người nói. Ừm, người kia gật đầu, sau đó nói với hắn, ta 18 cái nữ nhi còn không có xuất giá, mặc hắn chọn lựa. Vạn nhất người ta muốn hết đâu? Cho chứ sao? Đế tôn, người tâm thật to lớn. Không có cách, nữ nhi có thể sinh, trăm vạn năm khó gặp thiên tài. Chúng ta Tử Tiêu Đế Cung không có. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy không có ở huyễn thiên chi cảnh qua dừng lại lâu, cũng là bởi vì, bên này có người muốn gặp hắn. Ngân Trần nói cho hắn biết, muốn gặp hắn người là Thạch Nham. Nàng đã bên ngoài điện chờ. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần nhất chiến, đánh cho trời đất mù mịt, hao tổn không ít thời gian. Thạch Nham cũng chờ không ít thời gian. Từ trong điện đi ra, chỉ thấy một cái kia trước kia cương mãnh hung lệ nữ nhân. Bây giờ lộ ra mỏi mệt lại ảm đạm. Nàng như nham thạch một dạng da thịt, tựa hồ biến mất. Cả người biến đến mềm mại rất nhiều. Cái này khiến nàng xem ra, ngược lại dễ nhìn một số. Giống nữ nhân. Hắc, Lý Thiên Mệnh sau khi ra ngoài, Thạch Nham đang đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy bên ngoài thương sơn. Thạch tiền bối, mời ngồi. Lý Thiên Mệnh biết được, nàng quãng đời còn lại sẽ rất cô tịch. Mùi vị đó, xác thực rất khó chịu. Nhưng hắn không có cách nào đồng tình. Thân tại phe phái khác nhau, đều vì mình chủ, nếu như không phải tầng này thiên cung đệ tử thân phận, một khi xung đột, nàng cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tại địch nhân bị thua về sau, cho thấy thê lương bi ai thời điểm, ngược lại sinh ra đồng tình, vậy là không có ý nghĩa. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn là sẽ tôn kính nàng. Cảm giác gần đây khá hơn chút nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ bên ngoài trở về, nàng liền vẫn luôn tại khẩn cấp cứu giúp. Hiện tại xem ra, đã thoát ly quỷ môn quan. Vẫn còn, không chết được, cũng không sống nổi. Thạch Nham cười khổ nói. Mất đi vầng sáng về sau, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, càng giống là một cái bình thường nữ tử. Gặp Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nàng cười cười, nói, ta tới nơi này, không phải tìm ngươi đồng tình ta, cái kia không có ý nghĩa, đi ra lăn lộn, cũng coi như phong cảnh qua.
cái gì kết cục ta đều có thể tiếp nhận, đối đã có tuổi người mà nói, thất bại cùng tử vong cũng không có đáng sợ đến cỡ nào, người không có khả năng thắng cả một đời. Ta hôm nay tới nơi này, chủ yếu là theo ngươi cáo biệt, ta muốn trở về Thiên Thần Kiếm Tông dưỡng lão, về sau thì sơn sơn thủy thủy, nuôi cá dưỡng tôm, lui ra giang hồ thôi, cái kia có lẽ cũng là một loại khác nhẹ nhõm. Một loại khác còn sống. Nàng làm không được cộng sinh linh. Bởi vì cộng sinh thú thi thể, đều bị Lý Vô Song hủy đi. Thạch Tiền Bối nhìn thấu nhân sinh, gửi gắm tình cảm sơn thủy, không buồn không lo, cũng là một loại khoái lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên trước khi rời đi, ta muốn lại vì Thiên Thần Kiếm Tông nói hai câu. Thạch Nham nói. Mời nói, Lý Thiên Mệnh nói. Thạch Nham hít sâu một hơi, sau đó nói. Khả năng trước đây Vũ Kiếm Hoàng có chút hùng hổ dọa người, để ngươi sinh ra không ít ấn tượng xấu, nhưng là chúng ta kiếm tôn đối thành ý của ngươi vẫn là vô cùng đủ. Tuy nhiên ta biết, ngươi còn trông cậy vào Hiên Viên Long Tông, cho rằng bọn họ có tư bản thoát ly khổ hải, nhưng nói thật, hiện tại Thiên Cung, ở vào một loại kỳ quái trạng thái, bên trong mỗi người đều là lải nhải, thực sự khiến người ta không nghĩ ra, bằng vào chúng ta kiếm tôn phán đoán nhìn, bị bắt được cái chuôi Hiên Viên Long Tông, căn bản vô vọng. Thiên Mệnh, ta biết Long Uyển Oánh bọn họ, rất có thể đem Lý Vô Song xem là hy vọng, cho rằng có thể khống chế nàng làm tay cầm, nhưng cái này thực sự có chút ý nghĩ hão huyền. Nói thật, Lý Vô Song là trật tự chi địa kẻ nguy hiểm nhất, nàng là đế tôn nghịch lân, người có thể sát đế tôn chi con, cũng không thể đụng nàng. Ta khuyên người thật không muốn làm bạn Hiên Viên Long Tông làm loại này càn rỡ chống cự, căn bản vô dụng. Thì coi như chúng ta bắt đầu kiếm tôn tới, mục tiêu của chúng ta cũng là đả kích chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, chỉ có thể đuổi đi Lý Vô Song, lại không thể thương tổn nàng mảy may. Ngươi minh bạch, ta hận nàng, có thể ta không thể không thừa nhận, nàng là một cái trường hợp đặc biệt. Thạch Nham nói một hơi một đống lớn. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một hồi. Nàng tiếp tục nói, Thiên Thần Kiếm Tông cho điều kiện của ngươi đều còn tại, mà lại có thể để ngươi rời xa vòng xoáy, an tâm trưởng thành. Nhất là kim loại thần khoáng phương diện, chỉ cần ngươi gật đầu, tuyệt đối lấy không hết, dùng mãi không cạn. Ngươi tiếp tục lưu lại Thanh Hồn Điện, liền Hiên Viên Long Tông đều không đi được, quả thực là lãng phí thiên phú của ngươi. Nàng tận tình khuyên bảo, ngược lại là biến đến càng có sức thuyết phục. Thạch Tiền Bối, vẫn là rất xin lỗi, đối với ta mà nói, ơn chi ngộ quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh nói, vẫn là thuyết pháp này sao? Thạch Nham cười khổ. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng đối Lý Thiên Mệnh nói, ta vừa lấy được một tin tức. Người tham khảo một chút. Mời nói. Lý Thiên Mệnh biết nàng lấy được một cái truyền tin thạch, nhưng cụ thể là cái gì nội dung, Ngân Trần không nhìn thấy. Thạch Nham tạm thời cũng không có cùng những người khác nói lên. Tại phía xa đảo Huyền Phong Phong Kiếm Hoàng, đồng dạng lấy được tương tự truyền tin thạch. Đoán chừng là Bắc Đầu Kiếm Tôn Liên Minh, đã có mạch lạc. Do ta nhóm Bắc Đầu Kiếm Tôn chủ đạo Liên Minh, đã chính thức thành lập, tăng thêm chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông. Hết thảy có 4 cái, nhất lưu thế lực, tham dự, còn có tiếp cận 1/3, 2, 3, 4 tốc độ dòng chảy lực gia minh. Trước mắt, do ta nhóm Thiên Thần Kiếm Tông, lại ra 200.000 đỉnh cấp kiếm tu, mặt khác 3 cái, nhất lưu thế lực, liên hợp ra, 400.000, tu luyện giả, còn có còn lại 2, 3, 4 tốc độ dòng chảy lực, liên hợp xuất động 400.000 đại quân, hết thảy 1 triệu, nhất phẩm kiếm tu, cấp bậc trở lên tu luyện giả, đã tập kết hoàn tất, do ta nhóm Bắc Đầu Kiếm Tôn tự mình xuất lĩnh. Chẳng mấy chốc sẽ đến Thanh Vân Đại Lục. Lần này, chúng ta tới thật. Tối thiểu nhất tại Thanh Vân Đại Lục phạm vi, liên minh chúng ta, sẽ trọng thương chiến thần tộc Lam Huyết Tinh Hải. Mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta đều sẽ đem thế lực của bọn hắn, ở chỗ này xoắn giết sạch. Ngươi hiểu không, Thanh Vân thần mộc trái cây, căn bản không có cách nào để, 1 triệu cường giả, huy động nhân lực, dạng này ngược lại nói rõ, chúng ta là đến thật. Không chỉ là châm đối chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, càng là đối với trật tự thiên tộc đối phó Hiên Viên Long Tông xuất thủ, còn tại Vạn Tông địa giới nội làm sằng làm bậy một lần chấn nhiếp cùng kháng nghị. Lần này, chúng ta kiếm tôn tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng là, vì Vạn Tông tôn nghiêm, hắn cùng Thiên Thần Kiếm Tông, đều muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng, cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Cái này 100.000 đại quân, tối thiểu đều là nhất phẩm kiếm tu cấp bậc trở lên thực lực. Nhất phẩm kiếm tu, thực lực tại tinh tướng thần cảnh cấp 9 đến 12 cấp ở giữa. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây quả thực là thế lực bá chủ một dạng siêu cấp quân đoàn. Rất hiển nhiên, Vũ Kiếm Hoàng cái chết, 40.000 kiếm tu hy sinh,
để Bắc Đầu Kiếm Tôn tức giận. Hắn ăn không được cái này thua thiệt, không làm phản kháng, vạn tông sĩ khí càng hèn mọn. Chỉ là, tất cả mọi người đoán trước hắn sẽ phản kháng, nhưng là đoán chừng không nghĩ tới, hắn sẽ phản kháng đến kịch liệt như thế. Tổ kiến liên minh. Vì cam đoan hành quân ẩn nấp, hắn nhất định sẽ làm rất nhiều phòng bị. Mà lại một khi xuất động, tuyệt đối nhanh chuẩn hung ác. Hắn cái này vạn tông lãnh tụ, ngược lại là đã làm đến ra dáng. Thiên mệnh, lần này, người sẽ thấy chúng ta Bắc Đầu Kiếm Tôn bá lực, hắn mới là vạn trong tông chân chính hào kiệt, dám can đảm trực diện trật tự thiên tộc, anh dũng phản kháng nhân vật. Thạch Nham kích tình minh mông nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta cũng không muốn nói nhiều, người hãy chờ xem, hy vọng người có thể làm ra chính xác lựa chọn. Người đi càng thích hợp địa phương, Hiên Viên Long Tông tự thân khó đảm bảo, sẽ không phản đối. Thanh Vân Đại Lục quá hỗn loạn, cũng không thích hợp ngươi ở lại. Thạch Nham đứng dậy, sau cùng lời nói thấm thía nói. Đưa Thạch tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không cần đưa, ta lực lượng còn không có trôi qua sạch sẽ, tối thiểu còn có thể chống đỡ cái tiểu thập năm. Thạch Nham nói xong, lại trịnh trọng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, dứt khoát rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Lý Thiên Mệnh mím môi một cái. Tuy nhiên trận doanh khác biệt, nhưng là cách làm người của nàng, còn không tính kém, tối thiểu nàng chung. Trung thành, cũng là một loại phẩm chất. Nếu như nói cái này Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, chỉ có một cái thuần túy người xấu, cái kia chính là Lý Vô Song. Thạch Nham sau khi đi, Lý Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh bọn họ bên này, lập tức tụ hợp lại cùng nhau, nói cái này trăm vạn đại quân sự tình. Long Uyển Oánh nói, tin tức đều truyền đến nàng nơi này, vậy nói rõ cái này trăm vạn đại quân lập tức liền sẽ đến Thanh Vân Đại Lục. Lần này Bắc Đầu Kiếm Tôn bảo mật công tác, quả thực làm được không chê vào đâu được, ta đến bây giờ đều không có nhận được tin tức, nói rõ Lý Vô Song bên kia tạm thời đối Bắc Đầu Kiếm Tôn, độ cao độ, phản kích không hiểu rõ lắm. Đúng, bọn họ đoán trước Thiên Thần Kiếm Tông sẽ lại trợ giúp, mấy ngày nay chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, lại tới rất nhiều người, trong đó Lam Huyết Tinh Hải trực tiếp chi viện 150.000, chiến thần tộc cũng tới nhanh 80.000, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp tới 1 triệu. 1 triệu cường giả, có chút quá khoa trương, nếu như chỉ là cạnh tranh Thanh Vân Thần Mộc trái cây, xác thực không có cách nào thanh thế to lớn đến loại trình độ này. Lý Thiên Mệnh nói, như vậy, nếu như thuận lợi, bọn họ cầm xuống chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, đuổi đi Lý Vô Song cũng không vấn đề. Cái này trăm vạn đại quân tạo thành quá mức phức tạp, nếu như bọn họ tại được chuyện về sau, muốn chia cắt loại cây cùng thảo mộc thần linh, cái kia thanh hồn điện bên này loại cây, xác thực rất treo. Sói nhiều thịt ít, căn bản không đủ phân. Long Uyển Oánh nhíu mày. Càng không đủ phân, thì càng hỗn loạn, chúng ta thanh hồn điện ngược lại có cơ hội cầm tới càng nhiều, dù sao đây là thiên cung thực sự quy củ, bọn họ cái này liên minh, cũng không phải là lấy, giúp đỡ ngắt lấy, danh nghĩa mà đến, mà chính là lấy, trả thù chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, danh nghĩa mà đến, chia cắt thảo mộc thần linh, ít nhiều có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Phương diện này, hắn nhìn đến rất thấu triệt. Không sao, chúng ta tận khả năng tranh thủ, dù sao cũng là chiếm cứ ý một phương. Còn có một chuyện quan trọng hơn. Long Uyển Oánh cùng mọi người liếc nhau một cái. Đúng. Mọi người đều biết, nàng muốn nói gì. Vân Thiên Khuyết bên này, nhất định phải tại khai chiến trước, lập tức cùng chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải thoát ly quan hệ. Không đến mức bị Thiên Thần Kiếm Tông liên minh tác động đến. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa theo Thiên Thần Kiếm Tông kế hoạch, bọn họ chẳng những muốn diệt chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, còn muốn dẹp Yên Vân Thượng Tiên Cung, triệt để trưởng khống thanh hồn điện, để cái này Thanh Vân Đại Lục, vĩnh cửu thành vì bọn họ vật trong bàn tay. Đây mới là Bắc Đầu Kiếm Tôn, cấp độ sâu mục đích. Đương nhiên, hắn rất thông minh, mượn vạn tông cùng liên minh tình thế, chính mình chỉ xuất 300.000 đại quân. Mấu chốt là, Vân Thượng Tiên Cung trở thành trật tự thiên tộc chó săn. Nếu như bọn họ bị cái này trăm vạn đại quân dẹp yên, Thiên Thần Kiếm Tông đều là danh chính ngôn thuận. Không ai sẽ đồng tình Vân Thượng Tiên Cung. Chỉnh hợp Thanh Vân Đại Lục tư nguyên về sau, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ càng mạnh. Siêu Việt Hiên Viên Long Tông, cũng là có khả năng rất lớn. Cho nên nói, Thạch Nham nói lời, tất cả đều là Thiên Thần Kiếm Tông lập trường, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó đồng ý. Bọn họ những người này, là lớn nhất hiểu cái kia Bắc Đầu Kiếm Tôn dã tâm. Người này rất tặc, vô cùng tặc.
một chút đều không muốn tổn thất. Một khi tổn thất, tất nhiên phải có thu hoạch lớn hơn, không phải vậy hắn sẽ không làm. Liên hợp trăm vạn đại quân đến, không chỉ là báo thù, khẳng định là nghe thấy được vị đạo. Thiên mệnh, Vân Thiên Khuyết bên kia, tình huống bây giờ như thế nào? Long Uyển oánh hỏi. Còn có thể, trước mắt Thanh Vân Thần Mộc ngắt lấy, đã tới kết thúc rồi, trong đó có 3 tỷ đều tại Vân Thượng Tiên Cung tạm thời cất giữ. Lý Thiên Mệnh nói, Thảo Mộc Thần Linh cất giữ, là cần nhất định điều kiện. Một mực đặt ở tu di giới chỉ, khẳng định bảo tồn không lâu, cho nên Thanh Hồn Điện bên này có chừng hơn 3 tỷ Thảo Mộc Thần Linh, cũng tại tông môn tạm thời cất giữ. Toàn bộ hái song song mới có thể phân phối. Nhân viên phương diện đâu? Long Uyển oánh hỏi. Gần nhất Lý Vô Song cùng nàng bộ hạ, còn có chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải mới viện binh, toàn bộ đều tụ tập tại loại cây phụ cận, Vân Thượng Tiên Cung nội bộ, có rất ít bọn hắn người. Một khi chúng ta thông báo, Vân Thiên Khuyết có thể rất mau đem Vân Thượng Tiên Cung nhân vật mấu chốt, thu sạch về tông môn, sau đó mở ra thủ hộ kết giới, toàn thân trở ra. Lý Thiên Mệnh nói, đây là ngân trần năng lực, trưởng khống đại cục, mỗi một chỗ chi tiết, người nào ở nơi nào, rõ ràng. Đến đón lấy hành sự tùy theo hoàn cảnh, trăm vạn đại quân đạp vào Thanh Vân Đại Lục trước tiên, để Vân Thiên Khuyết lập tức tuyên bố cùng trật tự thiên tộc đoạn tuyệt quan hệ. Long Uyển oánh nói, không có vấn đề. Sóng ngầm mãnh liệt, bão táp lập tức tới ngay. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tránh thức tác động đến toàn bộ đại lục chiến tranh, như một đầu cự thú, đặt ở Thanh Vân Thần Mộc phía trên, bóng mờ đã tìm đến phía toàn bộ thế giới. Toàn thể sinh linh, run lẩy bẩy. Thanh Vân, đại lục này, vận mệnh như thế nào, liền nhìn một trận chiến này. Uyên Ương Hồ, Lý Vô Song đứng tại Thanh Vân Thần Mộc phía trên, ngóng nhìn phía trước. Hơn 200.000 chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải đại quân tập kết. Người đông tấp nập, cường giả vô số. Phân ra 100.000 người, tỏa trấn loại cây, còn lại 150.000, trước cùng ta cùng một chỗ, đem Thanh Hồn Điện cương vực bên trong, chỗ có thiên thần kiếm tông người, đều giết đi. Lý Vô Song nói, đúng, Cổ Mạc Đan Thần gật đầu, dừng một chút về sau, hắn hỏi, Vô Song cô nương, mấy ngày kế tiếp, còn sẽ có 50.000 chiến thần tộc, 100.000 Lam Huyết Tinh Hải trợ giúp, không chờ bọn họ đến đông đủ sẽ cùng nhau hành động sao? Không đợi, đợi thêm, thiên thần kiếm tông mới viện binh đã đến. Lý Vô Song cười cười, nhìn lại, 18 vị năng nhân dị sĩ, từng cái đều là đứng đầu cường giả, thủ hộ tại phía sau hắn. Lại nói, không cần ngươi dẫn đầu, ta người, tự nhiên sẽ giải quyết. Lý Vô Song nói. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Những cái kia đến từ trật tự thiên tộc các cường giả, hình thái khác nhau, nụ cười nhẹ nhõm, tựa như là một trận lữ hành. Vấn đề là, thiên thần kiếm tông, còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc? Chính khi bọn hắn nhớ tới cái này một lúc thời điểm, một cái truyền tin thạch bay tới. Lý Vô Song nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vạn tông liên minh, trăm vạn đại quân, sau một ngày đến. Cái gì? Cổ Mạc Đan Thần ngây ngẩn cả người. Có ý tứ chứ, Thảo Mộc Thần Linh mà thôi, cần phải xuất động 1 triệu kiếm tu. Thiên thần kiếm tông có nhiều người như vậy, đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Hắn không nghĩ ra. Bình thường sẽ không như vậy. Thanh Vân Đại Lục chất béo, cũng không có phong phú đến loại trình độ này đi. Trừ phi Bắc Đầu Kiếm Tôn, muốn vĩnh cửu thống trị nơi này. Thiên thần kiếm tông chỉ nhiều hơn 200.000, còn có 800.000, đến từ những tông môn khác. Trong đó có 3 cái nhất lưu thế lực, Lý Vô Song ánh mắt lạnh lùng. Đây là dẫn phát nhiều người tức giận sao? Cổ Mạc Đan Thần tâm lý cười khổ nói. Là hắn biết có thể như vậy. Lý Vô Song thân phận mẫn cảm, thế nhưng là, quá phách lối. Cái này dù sao vạn tông địa bàn. Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện cái gì đều mặc kệ, thiên thần kiếm tông đứng ra. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Vô Song. Đây đều là nàng náo ra tới. Chỉ thấy nàng ánh mắt u ám, ngược lại là không có gì sợ hãi, mà chỉ nói, yên tâm đi, đã muốn tới thật, các ngươi chiến tôn cùng Lan Hoàng, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến tiếp sau nhiều đến một số người, cùng bọn hắn rằng co là được rồi, chưa hẳn có thể đánh lên. Mấu chốt là chúng ta bây giờ, nhân số so sánh quá mức cách xa, cần muốn chúng ta những người này, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Đội lên viện quân đến, chúng ta rút lui trước về Vân Thượng Tiên Cung, lấy Vân Thượng Tiên Cung thủ hộ kết giới làm căn cơ, trước chống đỡ. Chỉ có thể dạng này, trước từ bỏ loại cây đóng giữ quyền.
Vân Thượng Tiên Cung thủ hộ kết giới, vẫn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ai nói ta muốn thả vứt bỏ loại cây đóng giữ quyền? Lý Vô Song trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Mạc Đan Thần sửng sốt. Để Vân Thượng Tiên Cung phái ra 100.000 cường giả, lại hội tụ mấy triệu phổ thông quân đội, đem loại cây trước cho ta giữ vững. Muốn trèo lên chúng ta trật tự thiên tộc, không hy sinh, sao được? Lý Vô Song trợn mắt một cái nói. Đối bọn hắn tới nói, nắm giữ nhất phẩm thân phận trở lên, tu vi đến tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, mới có thể miễn cưỡng tính toán cường giả. Còn lại, đều là phổ thông quân đội. Cổ Mạc Đan Thần ngây dại. Thật ác độc. Đương nhiên, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Ta cái này đi thông báo Vân Thiên Khuyết. Vân Thượng Tiên Cung. Mây khói lăn lộn. Áo trắng tung bay Vân Thiên Khuyết, nhìn trước mắt mấy tỷ thảo mộc thần linh xuất thần. Ngân Trần đã nói với hắn hết thảy. Cho đến lúc này, đến từ Cổ Mạc Đan Thần truyền tin thạch, mới đi đến trên tay. Ha ha. Sau khi xem xong, Vân Thiên Khuyết cười to không ngừng, cười ra nước mắt. Mẹ nó, thật sự là xúc sinh, các ngươi trước tránh trong nhà của ta đến, để ta người ra đi chịu chết. Ta đi ngươi đại gia, Lý Vô Song, ta làm ngươi tổ tông. Mắng còn về sau, sảng khoái tinh thần. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi. Về sau, đối với sau lưng mấy chục vạn người giống to, nghe ta hiệu lệnh, lập tức mở ra, vạn trượng thiên vân kết giới, triệt để phong bế, đoạn tuyệt bất luận kẻ nào ra vào. Ngoài ra ta tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu, ta Vân Thượng Thiên Cung, đoạn tuyệt cùng trật tự thiên tộc, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải chỗ có quan hệ. Đây là một lần, Vân Thiên Khuyết tự mình trấn giữ Vân Thượng Thiên Cung thịnh hội. Tại chỉnh lý theo thanh vân thần mộc thu hoạch, thảo mộc thần linh, lúc, hắn ngay trước tông môn mấy trăm ngàn đỉnh phong tu luyện giả, đệ tử trước mặt, công nhiên tuyên bố, cùng trật tự thiên tộc thoát ly quan hệ. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong. Cái kia vần quanh, Vân Thượng Thiên Cung, vạn trưởng thiên vân kết giới, trực tiếp mở ra đến chiến tranh trình độ. Đây là chí cao cấp bậc. Vân Thượng Thiên Cung, vốn là một tòa có thể chậm chạp di động thiên không chi thành, lấy, vân đế, thi thể làm căn cơ thành lập. Làm cái này, vạn trưởng thiên vân kết giới, căng ra về sau, tựa như là 10.000 trọng mây trắng hình dáng cầu hình hộ thuẫn, đem chọn cái Vân Thượng Thiên Cung bao phủ lại. Này thể tích, làm lớn ra gấp bội. Cái này, cấp 7 trật tự kết giới, chính là Vân Thượng Tiên Cung trăm vạn năm tiền bối, nhiều đời người kiến tạo lên chiến tranh pháo đài, cũng là bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung truyền thừa, tường vây. Thủ hộ kết giới, là bất kỳ một cái nào tông môn căn cơ. Không có thủ hộ kết giới, tông môn cũng không thể tính toán có, nhà. Ong ong ong, vân vụ hình thành phong bạo, vây quanh Vân Thượng Tiên Cung bao phủ. Cái này mang ý nghĩa, thời khắc này Vân Thượng Tiên Cung đã toàn diện tiến nhập trạng thái chiến tranh. Vạn trượng thiên vân kết giới mỗi thời mỗi khắc mở ra, đều sẽ có rất lớn tiêu hao. Nhưng, vì tương lai, mức tiêu hao này, nhất định đáng giá. Thế mà, làm Vân Thiên Khuyết bỗng nhiên làm ra loại này quyết định thời điểm, tại chỗ mấy chục vạn người, đầu đều ông ông tác hưởng. Cung chủ, bao quát Vân Thiên Khuyết ở bên trong, Vân Thượng Thiên Cung hết thảy có 7 cái, ngũ phẩm thân phận, tu luyện giả. Lộc Duyên Cơ cũng là hắn một. Nàng đại biểu Minh Lộc tộc, cũng là Vân Thượng Tiên Cung đại thị tộc. Bây giờ, những người này đều đờ đẫn nhìn lấy Vân Thiên Khuyết. Phàm là có 3 tứ phẩm thân phận, biết được trong đó lợi hại quan hệ. Đều biết, Vân Thiên Khuyết hành động này, đến cùng có điên cuồng cỡ nào. Cũng liền chịu đủ chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải lấn ép phổ thông đệ tử cùng tu luyện giả, lúc này ồn ào lên, đầu tiên vì Vân Thiên Khuyết quyết định mà gieo hò. Liền nên dạng này. Đúng, chúng ta đường đường vạn tông nhị lưu thế lực, dựa vào cái gì muốn đối trật tự thiên tộc húm núm. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải những cái kia chó săn, hoàn toàn không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, bọn họ không phải đến trợ giúp chúng ta hái trái cây, bọn họ đây là tới cướp bóc, bọn họ là cường đạo. Mấy chục vạn người hô to, Vân Thượng Tiên Cung trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Mời mọi người im lặng một chút, cung chủ, chúng ta có lời muốn nói. Trong đám người đứng ra 4 người, bọn họ đều là ngũ phẩm thân phận, tương đương với Diệp Đông Lưu loại này cấp bậc. Cái này 4 cái đều là Vân Thượng Tiên Cung lão tư cách, danh vọng thân phận cũng rất cao, vì Vân Thượng Tiên Cung làm qua cống hiến. 4 người bọn họ, từ vừa mới bắt đầu, thì cho rằng Vân Thiên Khuyết lựa chọn, làm trái tổ tiên ý chí, khó có thể gật bừa.
chỉ là bị hiện thực bức bách, không cách nào phát ra tiếng. Bây giờ người người nhiệt huyết, bọn họ ngược lại đứng dậy. Trong đó, già nhất một cái lão giả, tóc đã hoa râm. Kỳ danh là Vân Danh Thương, chính là Vân Thiên Khuyết thúc bối. Trước mặt của mọi người, ánh mắt của hắn nghiêm túc, hỏi. Cung chủ, trước kia liên hợp chiến thần tộc, làm huyết tinh hải, là quyết định của ngươi, hiện tại thoát ly bọn họ, cũng là quyết định của ngươi. Ngươi là cung chủ, có thể làm như vậy, nhưng là chúng ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, bọn họ đều không phải là ăn chay, những người này, đều là âm ngoan thế hệ, chúng ta phản nghịch bọn họ, tất nhiên bị đối phương càng lớn lửa giận. Dù cho chúng ta, đồng dạng không thích bọn họ, nhưng ngươi đã mang bọn ta lên phải thuyền giặc, bây giờ nghĩ xuống thuyền, sẽ bị diệt vong a. Phản bội, xác thực lớn nhất bị người hận. Cái này cũng là trong tông môn, tất cả mọi người lo lắng. Bởi vì, lên thuyền giặc, sự tình, Vân Danh Thương cùng Vân Thiên Khuyết quan hệ, từng kinh biến đến mức rất tồi tệ. Hiện tại muốn xuống thuyền. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vân Thiên Khuyết mặt hướng đại chúng, cất cao giọng nói, chư vị xin nghe ta nói, Lý Vô Song giết Phú Kiếm Hoàng, diệt Thiên Thần Kiếm Tông 40000 người, dẫn đến Bắc Đầu Kiếm Tôn giận dữ, bây giờ Bắc Đầu Kiếm Tôn liên hợp ba cái nhất lưu thế lực, còn có rất nhiều nhị tam tứ lưu thế lực, gây dựng 100000 đại quân. Lập tức liền muốn giết tới Thanh Vân Đại Lục. Đây là Lý Vô Song chính bọn hắn tại họa, đem cái sọt gây rắc rối lớn, nếu như chúng ta Vân Thượng Tiên Cung, không tranh thủ thời gian thoát ra trở ra, cũng sẽ bị liên minh diệt vong, giờ phút này nhất định phải dừng cương trước bờ vực. Chúng ta không cần sợ Lý Vô Song, nàng tự thân khó đảm bảo, không có chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, nàng thì còn lại một cái người, tại chúng ta Vạn Tông địa bàn, không thành tài được. Chỉ có một người. Cái kia chính là con ruồi không đầu. 100000 đại quân. Cái này có thể đem tại chỗ Vân Thượng Tiên Cung người, đều làm cho sợ hãi. Cái này quy mô, tuyệt đối có thể đem Vân Thượng Tiên Cung, đều cho san thành bình địa. Ta sớm nói cái này Lý Vô Song, quá không chút kiêng kỵ. Sớm muộn gặp báo ứng. Quả nhiên, ứng nghiệm. Vạn Tông Liên Minh có thể tính tới. Tông chủ làm rất đúng, chúng ta dừng cương trước bờ vực còn kịp. Từ vừa mới bắt đầu, thì không nên cùng bọn hắn liên hợp. Trong lúc nhất thời, mọi người hãi hùng khiếp vía. Các vị, ta mang Vân Thượng Tiên Cung thoát ly bọn họ, còn có một nguyên nhân. Vân Thiên Khuyết trầm giọng nói. Cung chủ mời nói. Vân Danh Thương đi đầu nói. Tại Vạn Tông Liên Minh 100000 đại quân sắp giết trước khi đến, Lý Vô Song chuẩn bị mang hơn 200000 người, trước tránh về chúng ta Vân Thượng Tiên Cung, để cho chúng ta thủ hộ kết giới, giúp bọn hắn trước chống đỡ, nếu như chỉ là như vậy. Cái kia còn không có gì. Mấu chốt là, nàng còn không nguyện ý từ bỏ loại cây đóng giữ quyền, lại muốn để cho ta phái ra 100000 cường giả cùng mấy 100000 quân đội, đi trước làm bia đỡ đạn, vì bọn họ trước đóng giữ loại cây. Ta biết mục đích của nàng, thứ nhất là bảo hộ loại cây, thứ hai là để Vạn Tông Liên Minh trước giết chúng ta. Chúng ta dù sao thuộc về Vạn Tông, nàng đây là muốn cho Bắc Đầu Kiếm Tôn bọn họ liên minh, cài lên, bất nghĩa, cái mũ. Nói trắng ra là, nàng cũng là từ đầu đến đuôi, đem mạng của chúng ta, xem như cỏ rác. Chư vị, ngay từ đầu liên hợp chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, là lỗi của ta, nhưng lúc đó cũng không có gây chuyện Lý Vô Song đến, lúc ấy Thanh Hồn Điện có Hiên Viên Long Tông trợ giúp, ta không có lựa chọn nào khác. Có thể chuyện cho tới bây giờ, ta lựa chọn dừng cương trước bờ vực, đây là một loại mạo phạm, nhưng, về sau, Vân Thượng Thiên Cung như vong, ta Vân Thiên Khuyết, tất cái thứ nhất chết trước lấy tả tội. Vân Thiên Khuyết nói đến dõng dạc. Hắn muốn là trên dưới một lòng, cho nên, hắn nhất định phải nói được rõ ràng. Quả nhiên, Lý Vô Song lòng lang dạ thú, trực tiếp đưa tới chúng phẫn. Quá hèn hạ a, thật đem chúng ta làm xúc sinh đối đãi. Trong mắt bọn hắn, chúng ta Vân Thượng Tiên Cung, chính là cho bọn họ đưa thảo mộc thần linh, ha ha. Ta có thể hiểu được cung chủ bất đắc dĩ, Lý Vô Song đến, là cái ngoài ý muốn, cung chủ khi đó. Thật không có lựa chọn, Thanh Hồn Điện những đệ tử kia tại vô thiên chi cảnh biểu hiện, quá dọa người. Tất cả mọi người cùng một chỗ, chống đỡ cung chủ đi. Vân Thiên Khuyết là vì Vân Thượng Thiên Cung, làm qua đại sự người. Nhất là tại đánh bại, cổ kiếm Thanh Sương, trong chuyện này, thành Vân Thượng Thiên Cung đến bây giờ kiêu ngạo. Quyền uy của hắn, nhất thời không hai. Đây chính là Lý Thiên Mệnh cần lý do của hắn. Hắn đã được đến vạn tâm sở hướng. Vào lúc này, Vân Thiên Khuyết càng là kình bạo đưa ra, chúng ta dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang,
đoạn tuyệt bọn hắn quan hệ, bây giờ hái thảo mộc thần linh, đều tại chính chúng ta trên tay, chúng ta đóng lại vạn trượng thiên vân kết giới, thể sống chết bảo vệ nguyên bản thì thuộc về chúng ta bảo tàng, đây là thanh vân thần mộc cho chúng ta những thứ này đời đời con cháu biếu tặng. Lần này, chính chúng ta làm chủ, không cho bất luận kẻ nào lấy đi mảy may. Dù là trăm năm không ra vân thượng tiên cung, có đầu rút cổ ở đây, chúng ta đều kiếm lời. Lời này vừa nói ra, càng là toàn trường xôi trào. Đây là ai, đều không nghĩ tới sự tình. Đối vân thượng tiên cung người mà nói, cái này quá điên cuồng. Vô số năm qua, vân thượng tiên cung chưa từng chiếm được hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh. Quả thực cũng là nằm mơ. Mỗi một lần, bọn họ đều ôm có hy vọng, tân tân khổ khổ ngắt lấy, nhưng là đến sau cùng, lưu tại trên tay mình, còn không phải chỉ có một thành. Có thể có cái 300 triệu cũng không tệ. Làm sao đầy đủ phân? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.